Chuyện chiến lang ở rể chương 941, tôi, Lê Văn Vân. Từ giờ trở đi, ai dám cử động, chết ngay tức khắc. Lê Văn Vân bình thản buông lời cảnh cáo. Trong lúc Doãn Nhu và Đồng Tốn lời qua tiếng lại, anh đã đoán được nguyên nhân đại khái của chuyện này. Nếu giờ anh đã là một thành viên cùng đội với Doãn Nhu, vậy chuyện này, tất nhiên là anh sẽ giúp một tay rồi. Với lại, Lê Văn Vân cũng rất khinh thường loại người như Đồng Tốn. Nhóc con, ngông cuồng thật đấy. Nghe thấy câu nói này của Lê Văn Vân, một người trong đám cao thủ đỉnh cấp bỗng bật cười chế diêu anh, sau đó, chân khí trên người gã bùng nổ, lao thẳng về phía Lê Văn Vân. Cùng lúc này, Lê Văn Vân cũng lập tức có hành động, chỉ trong chớp mắt anh đã xuất hiện trước mặt gã kia, sau đó giơ tay tung một quyền. Đòn đánh cực nhanh của anh khiến tên kia hoàn toàn không kịp phản ứng lại, cả người gã bị đánh bay lên trời, ra khỏi khoảng sân, rơi tóm xuống hồ nước nhân tạo bên dưới, không rõ sống chết khoảnh khắc Lê Văn Vân ra tay giết tên kia, con người đồng tốn co lại, mặt mày biến sắc hét lên, siêu cấp. Lê Văn Vân dương mắt nhìn ông ta, sau đó mỉm cười đầy lịch sự. Mặt mày đồng tốn lập tức sụ xuống. Nếu chỉ có mình Doãn Nhu, ông ta quả thật không thèm để tâm đến, bởi ông ta không cảm thấy Doãn Nhu có thể uy hiếp gì tới ông ta. Nhưng nếu là hai siêu cấp, vậy không dễ nói trước rồi. Nhãi danh, cậu cũng biết nhà họ đồng chúng tôi là ai đúng không? nếu cậu và Doãn Nhu muốn ra tay đối phó chúng tôi, vậy nhớ cân nhắc kỹ hậu quả đấy. Đồng tốn đen mặt nói, hậu quả gì? Lê Văn Vân nở nụ cười khinh khỉnh, nói trả lại nguyên câu cho ông, chỉ bằng ông ấy hả, chưa xứng cùng tôi nói hai chữ hậu quả đâu. Cách nói chuyện của Lê Văn Vân vô cùng ngung cuồng, vẻ tự tin trên mặt anh càng khiến ông ta không ngờ tới. Audio điện tử võ tấn bền Cậu, rốt của cậu là ai? Đồng tốn nghiến răng hỏi. Lê Văn Vân ngẩng đầu, thản nhiên đáp lại tôi, Lê Văn Vân. Nếu là lúc trước, khi Lê Văn Vân tự giới thiệu bản thân, anh sẽ thường nói thêm người gác đêm số mấy vân vân, nhưng bây giờ anh đã rời khỏi người gác đêm, nên cũng không tự giới thiệu như vậy nữa. Nhưng khi ba chữ Lê Văn Vân vang lên, đồng tốn vẫn bị dọa cho giật nảy mình. Chuyện Lê Văn Vân giết chết đem đã gây nên sự oanh động cực lớn cho thế giới ngầm, vị trí thứ ba trên thiên bảng đã đổi chủ, đem cũng biến mất khỏi thiên bảng, dù rất nhiều người không tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó nhưng cũng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đồng tốn nhìn lê văn vân không kiềm được mà đánh ực một cái nói lê văn vân cựu người gác đêm số không cậu vậy mà lại giúp người của khu tội ác đối phó tôi cậy không biết những gia tộc lánh đời như chúng tôi đã ký kết hiệp định với người gác đêm các cậu hả sao đây bây giờ cậu lại đại diện người gác đêm chống lại tôi định xé bỏ hiệp định này ư lê văn vân nhướng mày hỏi hiệp định hiệp định gì Chúng tôi sẽ không xuất đầu lộ diện, không buôn bán, làm ăn, nếu tương lai chiến tranh nổ ra, sẽ giúp người gác đêm các cậu chống lại họ." Đồng Tốn nói, "Còn các cậu cũng đã đồng ý hợp tác với chúng tôi, sẽ không tiếp tục truy cứu chuyện quá khứ, đồng thời giúp chúng tôi xử lý sản nghiệp trong thành phố." Nghe vậy, trong lòng Lê Văn Vân có chút xúc động. Nhưng ngay sau đó anh lại bật cười chế giễu, "Tôi bây giờ đã không còn là người gác đêm nữa. Với lại, dù tôi có là người gác đêm nhưng một khi biết những chuyện xấu xa mà ông đã làm tôi cũng sẽ không bỏ qua cho ông về mặt này kỳ thật trước giờ giữa lê văn vân và vương hồng luôn tồn tại xung đột cách làm việc của lê văn vân thiên về cảm tính còn vương hồng thì tương đối lý tính dù đưa ra bất cứ quyết định gì ông ta cũng đều nghĩ về đại cục cả thế nên trong một số thời điểm lòng kiên định của ông ta cũng không bền chắc và thuần khiết như vậy ai mà tin cậu không phải người gác đêm chứ đồng tốn nhìn lê văn vân sau đó đe dọa, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám ra tay với tôi, tôi sẽ xem như người gác đêm các cậu đã đơn phương xé bỏ hiệp định, người của ba gia tộc chúng tôi sẽ dẫn theo hơn trăm gã đỉnh cấp gia nhập vào Hồng Nguyệt, đứng ở chiến tuyến đối địch với người gác đêm các cậu. Nghe thấy lời đe dọa của ông ta, hai mắt Lê Văn Vân híp lại, anh bình thản trả lời, uy hiếp tôi hả, cũng chỉ có ông già Vương Hồng kia mới xem xét tới đại cục mà thôi, nếu ông không nói mấy lời này thì còn đỡ. Ông vừa nói xong, Tôi lại cảm thấy loại người như ông đúng là cỏ mọc đầu tường, vào thời điểm quan trọng nhất chắc chắn sẽ quay lại đâm một dao, vẫn nên giải quyết sớm một chút mới tốt. Nói xong, anh nhìn về phía Doãn Nhu, nói: "Bà định xử lý thế nào?" Doãn Nhu thở dài một tiếng, nói: "Ân oán của đời trước, tôi cũng không định đại khai sát giới, chỉ cần đồng tốn chết là được, tôi hy vọng có thể tự tay giết chết ông ta." Lê Văn Vân liếm môi, "Biết rồi, bà chỉ cần trông chừng kỹ mấy con cá tạp nham này là được." quả đúng là như vậy, từ lúc Doãn Nhu đặt chân tới đây, cả khi hai bên đánh nhau trên cầu vượt, đối mặt với những người đó, bà không hề thẳng tay giết hại, mà chỉ đánh họ bị thương thôi. Tay Lê Văn Vân vồ một cái, trong nhóm người kia, có người bỗng nhận ra thanh kiếm trong vỏ của mình đã bay ra ngoài, phi thẳng tới tay Lê Văn Vân. Ngay giây sau, Lê Văn Vân trực tiếp cầm kiếm lao về phía đồng tốn. Lê Văn Vân, người gác đêm các cậu quả nhiên định trở mặt với chúng tôi phải không? cậu sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay, đồng tốn gào lớn. Hối hận con mẹ ông." Lê Văn Vân mắng một câu, giờ kiếm lao tới. Cùng lúc này, ở nội thành thành phố Du Châu, trong một căn biệt thự nọ, một ông già đang nằm trên xích đu, xích đu khẽ đung đưa, từ sảnh lớn vọng tới làn điệu dân ca, trên mặt ông cụ lộ vẻ hưởng thụ. Trên vách tường trong sảnh lớn có treo mấy bức thư pháp, bức nào cũng như rồng bay phượng múa, vừa nhìn đã biết là bút tích của người nổi tiếng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trên cánh tay để lộ ra ngoài của ông cụ có một bông hoa sen màu tím. Dầm, dầm, dầm. Đúng lúc này, tiếng đập cửa bỗng vang lên. Lúc nghe thấy tiếng đập cửa, khóe miệng ông ta khẽ nhếch, sau đó phất tay một cái. Bảo mẫu vội vàng chạy tới trước cửa, cửa vừa mở ra, một bóng dáng trông có hơi mỏi mệt xuất hiện trước cửa, đó chính là bùi Ninh tùng. Ông ta thở ra một hơi, tiến vào sảnh lớn, bước tới trước mặt ông cụ, sau đó cung kính chào, ngài mặc ông cụ ngẩng đầu nhìn thoáng qua bùi nghinh tùng nói sao lại chật vật như vậy để né tránh lê văn vân tôi đã phải lái xe suốt cả đêm từ lâm hải về đây bùi nghinh tùng nở nụ cười khổ đáp lại một thằng nhóc phát mũi chưa sạch thôi đã có thể dồn ông tới đường cùng nếu không nhờ tiến sĩ tê ra tay giúp có lẽ ông đã trực tiếp đi đời rồi ngài mặc lắc đầu thở dài thườn thượt hồng nguyệt là do chính tay tôi giao lại cho ông nhưng biểu hiện những năm qua thật khiến tôi rất thất vọng ở trong tay ông hồng nguyệt ngày càng xa sút vô số sát thủ tử vong, kim bài sát thủ và hồng bài sát thủ, bây giờ chẳng còn bao nhiêu. Mà ông lại vì một thằng nhãi người gác đêm mà phải trốn lên cao nguyên. Bùi Ninh tùng cười khổ một tiếng đáp, không còn cách nào, thực lực của thằng nhóc kia thật sự có chút kỳ lạ. Cậu ta tiến bộ quá nhanh, giờ cậu ta đã lên tới siêu cấp, dù chủ tử có ra mặt, chỉ sợ cậu ta cũng sẽ gây ra không ít phiền phức. Một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch mà thôi, ngài mặc nở nụ cười khinh thường là ngài mặc bảo tiến sĩ Tê đi cứu tôi sao? Bùi Ninh Tùng hỏi. Không phải, là Hoắc Kỳ Tư. Ngài Mặc lãnh đạm trả lời. Tính ra thì tôi vẫn cảm thấy tiến sĩ Tê nguy hiểm hơn người gác đêm nhiều, người nọ quá thần bí. Bùi Ninh Tùng gật đầu, sau đó thở ra một hơi nói, không biết lần này ngài mặc tới tìm tôi là có chuyện gì. Liên hệ với mọi người đi, bảo họ toàn bộ tới Bắc Kỳ tập kết. Ngài Mặc đứng dậy, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, quay sang nói với ông ta mặt khác liên lạc với loan bà bà luôn, tử sắc liên hoa, chỉ còn lại ba người là tôi, bà ta, và hoắc kỳ tư thôi, nếu bà ta không muốn đi. Nói tới đây, ông ta lấy ra một hộp sắt hình chữ nhật, bình tĩnh nói, dùng thứ này giết chết bà ta. chương 942, giết trong một chiêu cùng lúc này, yên kinh, sòng bạc ngầm. Sòng bạc ngầm vẫn cực kỳ náo nhiệt như ngày thường, nơi đây chính là thiên đường của tất cả những kẻ có tiền. Mọi người đều biết, sòng bạc ngầm có tổng cộng 3 tầng, nhưng điều hầu hết mọi người đều không biết đó là nơi đây thật ra còn tồn tại một tầng thứ tư. Và tầng ngầm thứ tư này chính là một phòng thí nghiệm khổng lồ. Toàn bộ tầng hầm này đều thuộc về mình Tiến sĩ T. Lúc này, trong phòng thí nghiệm, Tiến sĩ T đang nhẹ nhàng vuốt ve hộp sắt trong tay, nếu để ý kỹ sẽ thấy đầu ngón tay ông ta cực kỳ linh hoạt, nhịp nhàng gõ lên mặt trên chiếc hộp. Dưới hộp sắt này vốn có giá đỡ, sau khi bị Tiến sĩ T gõ nửa ngày trời, từ trong hộp sắt bỗng tỏa chiếu một chùm ánh sáng. Hửm, trên mặt tiến sĩ Tê thoáng hiện vẻ ngờ vực, sau đó ông ta dọi tia sáng này lên vách tường, chỉ trong tích tắc, trên vách tường xuất hiện một tầng ánh sáng màu xanh lam như có máy chiếu dọi vào, trên màn chiếu hiện lên một hàng chữ, chỉ là không phải tiếng Trung, cũng không phải tiếng Anh. Ồ, thú vị đấy! Sau khi nhìn chằm chằm hàng chữ xuất hiện trên màn chiếu kia một hồi lâu, trên mặt tiến sĩ Tê chợt hiện nụ cười mỉm, rồi ông ta khẽ phất tay tói người phía sau chỉ vài giây sau giản hưng đang ngồi trên chiếc salon phía sau đứng dậy gì thế giản hưng hỏi dò tìm cách báo cho phía người gác đêm biết những gì vừa hiện lên trên màn chiếu tiến sĩ tê mỉm cười nói giản hưng sửng sốt vài giây vội nhìn lên chỗ màn chiếu mày cau lại sau đó gật đầu đáp đã hiểu đúng rồi cậu có hứng thú tới bắc kỳ một chuyến không tiến sĩ tê hỏi hàng lông mày của giản hưng càng nhíu chặt lại sau đó lắc đầu đáp không có hứng thú Nơi đó chẳng phải chỗ tốt lành gì. Nếu tôi nói rất có thể chỗ đó chính là chiến trường chính thì sao? Tiến sĩ Tê mỉm cười hỏi, khả năng cao là ông già chắc nhất mình kia sẽ chôn thây chỗ đó đấy. Nghe tới đây, Giản Hưng im lặng không nói gì, chỉ xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm. Ha, à, tiến sĩ Tê mỉm cười, quay lưng nhìn sang một phía khác, nói đó treo một bộ trang phục màu đen giống hệt với trang phục độc nhất vô nhị của người gác đêm. Ông ta hít mắt cười nói trang phục của người gác đêm cũng tới lúc đổi mới rồi. Nếu không chẳng có gì thú vị cả. suốt lời, ông ta nhấn số gọi cho ai đó, chỉ lát sau, một giọng nói dịu dàng, ngọt ngào vang lên từ phía đầu dây bên kia, "Tiến sĩ, có chuyện gì không?" "À, cô tới chỗ tôi lấy mấy khúc xương về, đợi khi nào Lê Văn Vân đến Yên Kinh thì nhớ đưa cho cậu ta." Tiến sĩ Tê nói, "Vâng." Bên đầu dây đối diện lại vang lên giọng nói dịu dàng kia. Sau khi cúp máy, khóe môi tiến sĩ si tê cong lên, Lê Văn Vân vẫn còn hơi yếu, phải giúp cậu ta mạnh hơn một chút mới được, có vậy thì hiệu quả của thí nghiệm này mới đầy đủ. Du Châu, căn cứ bí mật của nhà họ đồng, phía trên khu vực trung tâm của hồ nhân tạo, trong một khoảng sân bằng phẳng, cả người đồng tốn bay ngược ra sau, đập mạnh xuống đất, miệng hả lớn, máu tươi vọt ra khỏi miệng. Lúc này, đám đông xung quanh ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đồng tốn, đã bị Lê Văn Vân hạ gục trong nháy mắt chỉ một chiêu đã đánh đồng tốn tới trọng thương. Thực lực của tên đồng tốn này cũng không mạnh mẽ gì, có lẽ bởi vì tuổi tác quá lớn nên cảm giác của Lê Văn Vân về ông ta còn yếu hơn giản hứng đứng thứ bảy trong thiên bảng rất nhiều, mà cũng chỉ mạnh hơn đôi chút với người đứng chót thiên bảng lục khiêm mà thôi. Nhưng lúc này, tất cả mọi người đã hoàn toàn bị dọa chết khiếp rồi. Đây chính là đồng tốn, là tồn tại cấp siêu cấp. Tại sao lại bị đánh gục chỉ trong một chiêu được? sự tranh lệch của siêu cấp thật sự lớn đến mức độ này luôn sao? Lê Văn Vân vỗ tay một cái, nhìn Doãn Nhu, rồi cười hì hì nói, xong rồi. Đồng tốn bỏ dậy từ dưới đất, cả người ông ta lảo đảo, xung quanh đều là người thân của ông ta nhưng lại không có lấy một người dám bước tới dìu ông ta đứng dậy. Lê Văn Vân, các cậu không thể giết chết tôi, hậu quả khi giết tôi, các cậu thật sự không gánh nổi đâu, chắc nhất mình sẽ trách tội cậu. Đồng tốn nghiến răng nói, hơn trăm đỉnh cấp gia nhập Hồng Nguyệt là khái niệm gì, cậu có biết không? Lê Văn Vân, cậu, Lê Văn Vân cau mày đáp, tôi đã nói là tôi bị khai trừ khỏi người gác đêm rồi mà. Đúng lúc này, Doãn Nhu cầm theo quyền sáo, bước về phía đồng tốn, trong một chớp mắt, hai mắt của bà ta đỏ ửng hết cả lên. Ông nghĩ quá nhiều rồi đó, lúc trước khi lưu đầy tôi tới khu tội ác, ông có từng nghĩ tới sẽ có ngày tôi dẫn theo đồng đội trở về báo thù không? doãn nhu nhìn đồng tốn sau đó cả người bà ta nhảy lên ngay giây sau bà ta đã xuất hiện ngay trước mặt đồng tôn đánh thẳng một quyền vào bụng trên của đồng tốn cú đấm này là vì ông nội của tôi lúc trước ông ấy cứu ông một mạng dẫn ông đi bái sư nhưng ông lại dùng mưu hèn kế bẩn để hại chết ông ấy đồng tốn há mồm nhổ ra một bãi máu đỏ tươi doãn nhu lại tung thêm một quyền nữa đích đến lần này chính là sau gáy một đấm này là vì cha của tôi ông ấy là con nuôi của ông cái ngày ông giết ông nội tôi, chính ông ấy đã chờ ông tới trước cửa nhà tôi. Bà ta dáng từng quyền xuống người đồng tốn, một người luôn giữ vững sự bình tĩnh suốt cả quãng đường như bà ta, trong khoảnh khắc này cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa mà rơi lệ. Nỗi hận thù bị dồn nén suốt 40 năm, trong nháy mắt hoàn toàn bùng nổ. Lê Văn Vân chỉ đứng bên cạnh nhìn. Xung quanh không một ai thấy xót thương, dù đồng tốn không ngừng mở miệng kêu cứu, nhưng dù là đám đỉnh cấp mà ông ta thuê hay là người thân của ông ta, tất cả chỉ dám đứng yên một chỗ nhìn. Người có thể một chiêu hạ gục siêu cấp còn đứng ở đằng kia, bọn họ nào dám cử động chứ? Cứu tôi! Tiếng kêu cứu của đồng tốn ngày càng yếu dần, ông ta nằm sụi lơ trên đất, gương mặt già nua bị đánh tới biến dạng. Lê Văn Vân nhíu mày nói, cho ông ta cái chết sảng khoái đi. Doãn nhu thở ra một hơi dài, tay bà ta nâng lên, trên quyền sáo bỗng tỏa ra từng quầng sáng lạnh lẽo, tựa như móng vuốt của mèo, rạch một phát, trên cổ đồng tốn lập tức hiện ra ba miệng vết thương, đồng thời, đồng tốn cũng chẳng còn hô hấp gì nữa. Lại thêm một siêu cấp qua đời. Lê Văn Vân chậm chậm thở ra, mối thù của Doãn Nhu cuối cùng cũng chấm dứt. Doãn Nhu ngồi xổm dưới đất, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Ông nội, cháu đã báo thù cho mọi người rồi, 40 năm, cháu đã chờ suốt 40 năm. Bà ta cất lên tiếng khóc nghẹn ngào. Lê Văn Vân bước tới trước mặt bà ta, nhẹ nhàng xoa đầu doãn nhu như cách anh hay làm với đám hoàng thi kỳ vậy anh nói báo xong thù rồi thì tốt từ nay về sau thành viên trong tiểu đội chúng ta chính là người nhà của bà doãn nhu không ngẩng đầu bà ta cứ thế ngồi xổm dưới đất hai tay che kín mặt mình hệt như một cô gái nhỏ người xung quanh chỉ có thể đứng yên làm cảnh lê văn vân không mở miệng bọn họ cũng không dám thở mạnh qua mấy chục phút sau cảm xúc của doãn nhu mới dần hòa hoãn bà ta đứng dậy ánh mắt đảo qua người ông lão trước đó từng xuất hiện sau cánh cửa, bình tĩnh ra lệnh mang tất cả xương ra đây cho tôi. Cả người ông lão kia run rẩy không ngừng, nhưng cũng không dám trần chờ, vội vàng gật đầu nói tôi lập tức lấy tới đây ngay. Chỉ lát sau, ông ta cầm một cái hộp bước tới, run rẩy đưa cho Doãn Nhu. Doãn Nhu lạnh lùng liếc mắt nhìn ông ta, sau đó mở hộp. Lê Văn Vân cũng hơi dướn người nhìn, phát hiện bên trong hộp có khoảng 8-9 mẫu xương, nhưng không có mẫu nào thu hút anh cả, hiển nhiên đống xương này không phải xương rồng. Chúng ta đi thôi, sau đó Doãn Nhu xoay người, bình tĩnh nói. Chương 943, chúng tôi sẽ cho ông một câu trả lời hợp lý. Mối thù của Doãn Nhu đến đây có lẽ đã xong, bà ta xách chiếc hộp theo, im lặng suốt quãng đường không nói câu nào. Khi tới cây cầu, Lê Văn Vân đã tìm thấy xe, anh quay sang nhìn bà ta, nói, đã qua 40 năm rồi, tên đầu sỏ gây tội cũng đã chết đừng nghĩ nhiều nữa, tối nay ngủ một giấc thật ngon, sáng mai quay về Lâm Hải hội họp với đám cố bạch, nghe cố bạch lại nhảy vài câu là tâm trạng sẽ tự tốt lên thôi. Doãn nhu xoa xoa hốc mắt ửng đỏ, sau đó quay sang nhìn Lê Văn Vân, bình thản mỉm cười nói, tôi không sao, chỉ là mối thù này đã đè nén quá lâu, khi thù lớn thật sự đã trả xong, trong lòng trái lại bỗng cảm thấy hơi trống rỗng thôi. Đúng vậy, đã qua gần 40 năm, hận thù cũng đã bị thời gian mài mòn gần hết, thứ còn sót lại phần lớn là chấp niệm mà thôi. Lê Văn Vân nhìn thành phố bí ẩn này, thở dài một hơi, đáp chỉ là nếu đám người kia thật sự đầu nhập vào Hồng Nguyệt thì cũng phiền phức lớn đấy. Bây giờ cậu hối hận rồi à?" Doãn Nhu hỏi. Lê Văn Vân lắc đầu đáp, không hối hận, nói trắng ra thì đám người kia chỉ là ngọn cỏ ven đường mà thôi, chưa chắc gì Hồng Nguyệt đã chịu nhận bọn họ. Hơn nữa chuyện này do tôi gây ra, nếu họ thật sự đầu quân vào Hồng Nguyệt, vậy tôi sẽ phụ trách tới cùng, dứt lời sát khí lộ rõ nơi đáy mắt anh. Đối với người của Hồng Nguyệt, trước giờ Lê Văn Vân chưa từng nương tay. Doãn Nhu gật đầu, nói, ừm, đến lúc đó tôi sẽ cùng cậu phụ trách. Chật chật, gì Doãn à, đừng nói tối nghĩa như vậy chứ, làm như tôi và bà sắp kết hôn tới nơi vậy. Lê Văn Vân bĩu môi đáp. Mặt mày Doãn Nhu tối lại, bà ta ngồi trên ghế phó lái, chậm chậm quay đầu, để lộ một góc mặt trông vô cùng kỳ quái, thoạt trông gợi cảm không chịu nổi khóe miệng bà ta hơi nhếch, nói, Lê Văn Vân, nói thật đi, chẳng lẽ trước giờ cậu chưa từng cảm thấy rung động đối với tôi à? Lúc trước chính cậu đã lén lút chạy tới nhím trộm tôi tắm đấy. Tư thế này của bà ta trông có hơi quyến rũ, Lê Văn Vân vội ho khan một tiếng nói, đó là đường đường một hai muốn nhìn, tôi chỉ canh chừng giúp cậu ta thôi. Vậy ư, dáng người của tôi cũng không tệ lắm, đúng không? Doãn nhu nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, hỏi. Khủ khủ, Lê Văn Vân vội ho khủ khủ, Trải qua một hồi đùa giỡn như vậy, bầu không khí bi thương quanh người Doãn Nhu đã tản đi ít nhiều, Lê Văn Vân khởi động xe, chạy dọc theo cầu vượt, sau đó tiến vào đường hầm. Ánh đèn xe của anh từ từ tiến về phía trước, chỉ lát sau, anh đã chạy ra khỏi đường hầm, hướng về phía đường lớn. Sau khi chạy dọc quốc lộ được một khoảng, anh phát hiện bên cạnh có một bóng người đang dướn người ra vẫy tay với họ. Chính là Cát Long. Lê Văn Vân hào hứng nhìn sang phía tên đó, trong chuyện lần này, ông ta xem như giúp họ đại ân, nếu không phải ông ta có người quen với người từng giúp nhà họ đồng sửa chữa lại chỗ này, họ gần như không thể nào tìm tới được đây. Đương nhiên, nhà họ đồng và người gác đêm từng ký kết hiệp định với nhau, tức là bên phía người gác đêm cũng có tin tức về nhà họ đồng, chẳng qua vì hiệp định giữa cả hai nên số người trong người gác đêm biết được tin này cũng không nhiều. Nếu Lê Văn Vân tới hỏi thăm chắc nhất minh, có lẽ vẫn có thể lấy được manh mối nhưng nhờ sự xuất hiện của Cát Long, anh đã tiết kiệm được sức lực đi một bước dài. Anh dừng xe, Cát Long vội vàng mở cửa ngồi vào trong, ông ta ho nhẹ một tiếng hỏi, đại xa, chuyện của các anh giải quyết xong chưa? Xong rồi, Lê Văn Vân vừa nói, vừa khởi động xe. Cát Long mím môi, vội ho một tiếng nữa, nói, à thì, về chuyện thù lao, anh định đưa tiền mặt hay là, nghe vậy, Lê Văn Vân lập tức thắng gấp, sau đó quay đầu nhìn Cát Long, nụ cười mỉm thoát ẩn thoát hiện. Ông nói tôi nên dẫn ông tới đồn cảnh sát, hay là đuổi ông về lại nhà họ đồng đây? Lê Văn Vân cười hì hì hỏi, trên mặt cát long hiện rõ vẻ ngẩn ngơ. Bỏ đi, không đùa với ông nữa. Lê Văn Vân nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của ông ta thì không kiềm được mà khẽ nhếch khóe miệng. Anh nói tôi có thể cho ông một khoản tiền, nhưng từ giờ về sau ông không được làm mấy chuyện trộm chó trộm gà này nữa. Cái gì mà múa tiên nhân gì ấy, đừng làm mấy chuyện đáng ghét này nữa. Bây giờ tôi thật sự không còn làm cái này nữa. Cát Long vội vàng phủ nhận. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, bản chất của ông chính là xấu xa. Lê Văn Vân bình thản phản bác, tôi sẽ tìm người canh chừng ông, nếu để tôi nghe được từ chỗ người ta ông có gì đó không phải, tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Lúc thốt ra câu này, giọng Lê Văn Vân nghe hơi lạnh lùng. Không đâu, chắc chắn không, Cát Long vội vàng nói. Lê Văn Vân nhìn ông ta một hồi lâu, sau đó móc di động ra chuyển tiền qua cho ông ta. Cát Long nhìn thấy tin nhắn báo có tiền chuyển vào tài khoản thì vui đến khóe miệng sắp nứt ra luôn. Về tới nội thành, Cát Long chủ động muốn xuống xe, ông ta cũng không định để nhóm Lê Văn Vân trở về tới nhà. Lê Văn Vân cũng không mời ông ta ở lại ăn cơm, đợi Cát Long xuống xe rồi, anh và Doãn Nhu lập tức lái xe tới khách sạn mà Lưu Vân Phong đã đặt trước cho hai người họ, sau khi làm thủ tục nhận phòng, hai người ai về phòng nấy. Lúc này trời vẫn còn sớm, chỉ mới khoảng chập choạng tối mà thôi. Lê Văn Vân bước vào phòng tắm tắm rửa một lượt, sau đó nằm ngả ra giường. Chỉ lát sau, Doãn Nhu đã tới gõ cửa phòng anh, Lê Văn Vân mở cửa, Doãn Nhu bước vào trong phòng. "Đúng rồi, tôi đang định đặt vé máy bay, bà tính về Lâm Hải tìm bọn họ, hay là cùng tôi tới Yên Kinh chơi một chuyến?" Lê Văn Vân hỏi. "Chuyện của Doãn Nhu đã giải quyết xong, vậy mục tiêu kế tiếp của Lê Văn Vân chính là về Yên Kinh để tìm cho ra mấy mẫu xương rồng còn sót lại ở đó." doãn nhu lắc đầu nói tôi không đi được tình hình giữa tôi và xã hội này hoàn toàn tách biệt tôi định quay về lâm hải bảo bác sĩ phạm dạy tôi hòa nhập với xã hội trước nếu cứ vậy theo cậu tới yên kinh không biết cậu sẽ lại làm ra chuyện thiêu thân gì nữa lê văn vân bật cười sau đó gật đầu nói cũng tốt trong khoảng thời gian này cố gắng nghỉ ngơi đi còn nữa bà đã lấy được xương rồi có thể hấp thu bao nhiêu thì hấp thu bấy nhiêu chiến tranh không còn cách chúng ta bao lâu nữa đâu chỉ khi bản thân trở nên cường đại thì mới có thể bảo vệ tốt cho chính mình cũng như bạn bè và người thân doãn nhu dương mắt nhìn lê văn vân nói cậu định quay lại người gác đêm hả về hay không không còn quan trọng nữa một khi chiến tranh hoàn toàn bùng nổ chúng ta sẽ chẳng có cách nào may mắn thoát khỏi lê văn vân nói bà sống ở khu tội ác lâu vậy hẳn cũng có quen biết với bọn họ doãn nhu gật đầu đáp hiểu ở đây có rất nhiều chủng loại xương đến lúc đó tôi sẽ để thi kỳ xem thử coi có tìm được loại nào phù hợp với bản thân không. Lê Văn Vân gật đầu, anh cầm điện thoại di động lên nhìn, mặt mày hơi biến sắc. Bọn họ đã thành lập một nhóm WeChat, thành viên bao gồm mọi người trong tiểu đội 11762, chỉ là hiện tại Doãn Nhu vẫn chưa gia nhập, bà ta không có WeChat. Lúc này trong nhóm, Cố Bạch có nhắn một tin, Trần Tiêu siêu cấp, trời ơi, bao giờ tôi mới có thể lên siêu cấp đây? Không ai trả lời anh ta, nhìn thấy tin nhắn này, trên mặt lê văn vân hiện lên ý cười một tiểu đội có bốn gã siêu cấp trận thế này gần như chưa ai có thu dọn xong rồi thì chúng ta cùng đi ăn cơm thôi thuận tiện xem cảnh đêm du châu doãn nhu nói lê văn vân gật đầu đáp đi hai người đi ra cửa cùng lúc đó du châu trong biệt thự nhà họ đồng cái chết của đồng tốn đã tạo thành tổn thất cực lớn cho cả nhà họ đồng người giết đồng tốn cứ thế đường hoàng rời khỏi thậm chí không một ai trong nhà họ đồng dám đứng ra phản kháng. Lúc này Đồng Dương đang ngồi ở sảnh trước lâu đài, nói gì đó vào điện thoại trong tay. Đúng vậy, tôi không nói sai đâu, chính là Lê Văn Vân, là người gác đêm số không kia, cậu ta đã ra tay, nhưng cậu ta cũng nói bản thân đã rời khỏi người gác đêm. Trên màn hình di động của ông ta là hai ông cụ. Xem ra chắc nhất mình đã không nhịn nổi nữa, tính ra tay với đám lão già chúng ta đây mà một người trong số đó cười khẩy một tiếng, nói, Đồng Dương, đừng lo lắng, chuyện này, tôi sẽ cho các người một câu trả lời hợp lý. chương 944, trở lại Yên Kinh. Lê Văn Vân không biết những gia tộc sống ẩn này muốn nói gì về anh, tất nhiên, ngay cả khi anh biết, anh cũng sẽ không quá coi trọng điều đó. Và ngay cả khi ba gia tộc không tìm anh, anh cũng sẽ đi thám thính họ. Chuyện này đã xảy ra rồi, Lê Văn Vân phải giải quyết thật tốt. Buổi tối, Doãn Nhu dẫn anh đến một vài quán ven đường có vẻ ngon lành từ trí nhớ của bà ta, trong đó có nhiều quán ăn kiểu cũ, ăn khá ngon. Sau đó hai người như lữ khách lại đi ngắm cảnh đêm. Đến sáng sớm, họ mới về lại khách sạn. Tất nhiên, họ vẫn ngủ riêng. Ngày hôm sau, Lê Văn Vân lái xe đến tìm Lưu Vân Phong, trả lại chìa khóa xe cho ông ta. Lưu Vân Phong đã nhờ người đưa Lê Văn Vân đến sân bay. Sau đó Lê Văn Vân và Doãn Nhu tạm biệt nhau, Lê Văn Vân đến Yên Kinh còn Doãn Nhu về Lâm Hải. Về phần Lâm Hải, Phạm Nhược Tuyết và những người khác khá bận rộn trong thời gian này, họ phải thu xếp thức ăn, quần áo, nhà ở và những thứ khác cho hơn 1.600 người. Ngoài ra còn có vợ chồng Lại Tuấn, chỗ ở của họ chỉ là một ngôi nhà bình thường, vợ chồng Lại Tuấn đến làm việc trực tiếp trong tập đoàn Hán Vũ, tất nhiên cũng giống như Lê Cảnh An, cả hai đều có công việc nhàn hạ và nhận lương cao. Một số thủ tục nhập học của Lại Dĩnh cũng đã bắt đầu được xử lý ước mơ của Lại Dĩnh là được đến trường và gặp gỡ một số bạn bè cùng trang lứa. Và tất cả những việc này, Lê Văn Vân là người làm chủ một tay, giao cho Phạm Nhược Tuyết và những người khác thực hiện, lúc này anh đã đáp đến Yên Kinh rồi. Thời gian đã đến tháng 10, Yên Kinh tháng 10 trời đã hơi lạnh, Lê Văn Vân mặc áo len đi qua sân bay, vừa ra khỏi sân bay liền nhìn thấy một người phụ nữ mặc sườn xám đeo kính dâm đứng cạnh xe. Sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân đi ra, cô ta đã chủ động vẫy tay chào Lê Văn Vân chiếc sườn xám cho thấy dáng vẻ yêu kiều quyến rũ của cô ta một cách sinh động người này là nhan như tuyết trước khi đến yên kinh lê văn vân đã gọi cho nhan như tuyết nhan như tuyết đề nghị đón anh ở sân bay lê văn vân đương nhiên đồng ý đã lâu không gặp sau khi lê văn vân tiến lại gần nhan như tuyết tháo kính xuống nở nụ cười ngọt ngào nhẹ giọng nói lúc gặp lại thì anh đã đứng thứ ba thiên bảng rồi xem ra ông nội tôi đã cược đúng Việc Lê Văn Vân giờ đã là hạng ba thiên bảng đã lan truyền gần như là khắp cả thế giới ngầm, đương nhiên vẫn chưa có nhiều người quen biết anh, chỉ nghe tên thôi. "Chỉ là may mắn thôi." Lê Văn Vân sờ mũi nói. "Được rồi, chúng ta lên xe trước đi, buổi trưa chúng ta đi ăn ở đâu?" Nhan Như Tuyết hỏi, "Đến tứ hợp lâu đi." Lê Văn Vân nói, "Vừa đúng lúc tôi có việc cần đến đó." Khi anh rời khỏi khu tội ác, Minh Sùng đã đưa cho anh một lá thư, nhờ anh đưa cho Từ đại sư. Vậy nên khi đến Yên Kinh lần này, anh phải xử lý cho xong chuyện này. Nhan Như Tuyết mỉm cười, gật đầu, được. Nhan Như Tuyết ngồi vào ghế lái, không khởi động xe ngay mà nghiêng người, mò mẫm thứ gì đó trước vị trí ghế phụ lái, Lê Văn Vân có thể ngửi thấy một mùi thơm quyến rũ tỏa ra từ cơ thể Nhan Như Tuyết. Ngay sau đó, cô ta lấy trong đó ra một chiếc túi vải, ném cho Lê Văn Vân, nói, "Đây là quà của tôi cho anh." Lê Văn Vân ngẩn người, nhìn cái túi, vẻ mặt hơi thay đổi cầm lấy mở ra, kinh ngạc nói, xương rồng. Nhan Như Tuyết khẽ cười, nói, sao vậy, anh cảm động à? Lê Văn Vân đếm thử, thấy có khoảng 5 khúc xương trong đó, anh hít một hơi thật sâu, nói, từ đâu mà cô có được chúng vậy? Hừm, Nhan Như Tuyết bĩu môi nói, bởi vì tôi biết anh cần, cho nên tôi thu thập suốt đấy. Năm khúc xương này, tôi đã trả rất nhiều tiền mới có được, sau này anh phải chịu trách nhiệm với tôi đấy. Ừ, Lê Văn Vân hơi chép miệng. Anh đương nhiên không tin lời nhan như tuyết, nhưng với năm khúc xương này, nếu có thể hấp thu trong vòng một tháng, thực lực của anh sẽ tăng lên đến một mức độ nhất định. kể từ khi anh hấp thụ năm khúc xương ở khu tội ác, tốc độ anh hấp thụ xương rồng đã chậm lại, sự tăng cường của xương rồng mang lại cho anh cũng không khủng khiếp như ban đầu. Nhưng nếu hấp thụ được năm khúc xương này, anh cảm thấy cả khi đối mặt với Hotzis lần nữa, cho dù không dùng tần tử cuồng dũng cũng có thể dễ dàng đánh bại ông ta lê văn vân thở dài nói đúng rồi thật ra tôi luôn có một câu muốn hỏi cô ông nội của cô là người như thế nào cho dù cả thế giới ngầm và người gác đêm cũng có rất ít thông tin với ông ấy đúng vậy tin tức về nhan tam sau khi lê văn vân biết về người này anh đã gọi cho phạm nhược tuyết nhờ cô kiểm tra tin tức về nhan tam người gác đêm có rất ít thông tin về người này ít đến đáng thương thậm chí cả vẻ bề ngoài cũng không có người lần trước mà lê văn vân tiếp xúc không phải chính là nhan tam người này quá bí ẩn thậm chí ở một mức độ nào đó lê văn vân cho rằng ông ta còn bí ẩn hơn cả tiến sĩ t ông tôi ấy à nhan như tuyết cười nói ông ấy khá là kín tiếng dù gì cũng không làm chuyện xấu cô ta dường như không muốn cho lê văn vân biết rõ mọi chuyện cô ta nở một nụ cười trên môi khởi động xe nói ồ đúng rồi lần này khi anh trở lại yên kinh tôi sẽ dính anh như sam dù sao anh cũng đã hứa với ông tôi rằng khi chiến tranh nổ ra anh sẽ bảo vệ cho sự an toàn của tôi lê văn vân ho khan anh đã nghĩ đến biểu cảm trên khuôn mặt của phạm nhược tuyết khi lại anh mang về một người phụ nữ xinh đẹp như vậy tất nhiên cố bạch có lẽ sẽ rất hào hứng nhưng dù sao anh cũng không thể từ chối anh đã hứa với người ta cũng không có lý do gì để từ chối vì năm khúc xương kia anh gật đầu nói không sao cô cứ đi theo tôi khi tôi rời khỏi yên kinh nhan như tuyết cười nhẹ xe khởi động Lê Văn Vân nhìn ra bên ngoài qua cửa kính xe, đột nhiên, anh nhìn thấy một tấm áp phích treo trên màn hình lớn cách đó không xa. Người phụ nữ ở trên đẹp không thể tả, nụ cười nở rộ trên môi. Viết gì đó? Chật chật, đàn ông các anh thật là, thêm được một người lại càng tốt phải không? Chả ai tốt lành, nhìn thấy phụ nữ đẹp là hết biết gì. Một người phụ nữ đẹp như tôi đang ngồi kế bên anh, anh lại nhìn đi đâu thế? Nhan như tuyết cười nhẹ, nói, sao thế, thích lưu dai à? Lê Văn Vân nói không nên lời, cô nghĩ gì đấy? Không phải anh thân với Hoàng Gia Gia sao? Hoàng Gia Gia vẫn khá nổi tiếng trong làng giải trí. Anh có thể hỏi thông tin liên lạc của Lưu Giai thông qua anh ta, nhưng bây giờ Lưu Giai đã trở nên nổi tiếng, bộ phim mới của cô ấy rất thành công, doanh thu phòng vé hiện là hơn 30 tỷ, đang được chiếu kia kìa. Nhan Như Tuyết nói, cô nghĩ nhiều quá, tôi và Lưu Giai quen biết nhau, nhưng tôi chỉ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy mà thôi. Lê Văn Vân mỉm cười. Ở Yên Kinh, anh vẫn còn rất nhiều người quen, Trần Hy, Vương Giai Kỳ, Lòng Nhã Lâm, vân vân. Cũng không biết chú Lý và Giai Giao có quen sống ở Yên Kinh hay không. Lê Văn Vân sờ mũi, lẩm bẩm. Ngay khi Lê Văn Vân đang suy nghĩ, nhan như tuyết đột nhiên cau mày, đột một đạp phanh. Vì quán tính, Lê Văn Vân bất ngờ bị ngã về phía trước, cũng may là đã thắt dây an toàn nên không bị bay ra ngoài. chương 945, ăn Vạ chuyện gì thế này? Lê Văn Vân cau mày hỏi. Ban nãy đằng trước có người, tôi, hình như tông chúng anh ta rồi. Nhan như tuyết hơi hoảng hốt, ở một mức độ nhất định nào đó có thể nói nhan như tuyết là người của tiến sĩ T, cô ta cũng là một trong những người ở thế giới ngầm. Nhưng cô ta quanh năm sống ở một thành phố bình thường, cũng chưa bao giờ giết bất cứ ai. Thế nên khi xảy ra tai nạn vào thời điểm này, cô ta đột nhiên hoảng sợ. Lê Văn Vân cau mày, anh nghi ngờ nhìn nhan như tuyết hỏi cô chưa từng tập võ sao? Tôi có tập, lúc này rồi anh còn hỏi tôi cái này làm gì, mau xuống xe xem xét tình hình đi. Nhan như tuyết nói, Lê Văn Vân ngẩn ra, chắc chắn là chưa tông chúng, anh không cảm nhận được chút cảm giác va đập nào ban nãy. Nhưng lúc này nhan như tuyết đã hoàn toàn hoảng loạn, người cô ta nhìn thấy trước mặt giờ đã nằm trên mặt đất, cô ta sợ đến mức không dám xuống xe. Lê Văn Vân cau mày, anh mở cửa bước ra ngoài. Quả nhiên phía trước xe, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang nằm trên mặt đất, ôm chặt lấy bắp chân của mình, là oai oái. Lê Văn Vân buồn cười, không ngờ lại gặp phải một tên ăn vạ. Nhìn người đàn ông kia đang lăn lộn trên mặt đất, anh quay đầu nhìn về phía nhan như tuyết nói, cô không có tông chúng ai hết, ông ta ăn vạ đấy. Ăn vạ, nhan như tuyết thở phào nhẹ nhóm, không xảy ra chuyện gì nên tâm trạng cũng ổn định hơn nhiều, cô ta nhanh chóng mở cửa xe bước ra ngoài. Nhìn người nọ lăn lộn trên mặt đất, Lê Văn Vân đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt ông ta nói, đừng giả bộ nữa, chúng tôi không có tông chúng ông. Ăn vả, nhan như tuyết thở vào nhẹ nhóm, không xảy ra chuyện gì nên tâm trạng cũng ổn định hơn nhiều, cô ta nhanh chóng mở cửa xe bước ra ngoài. Nhìn người nọ lăn lộn trên mặt đất, Lê Văn Vân đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt ông ta nói, đừng giả bộ nữa, chúng tôi không có tông chúng ông. Người đàn ông không nói gì, ông ta chỉ nằm trên mặt đất, nắm chặt chân của mình rồi rên rỉ người ta cũng vây tới đông hơn nơi này là một nơi tương đối ồn ào một người trông như khách qua đường nói ôi người anh em lái chiếc xe tốt như vậy đụng phải người ta thì thôi đi còn ở đây chế nhạo người ta thật là quá đáng lê văn vân nhớn mày nhìn sang là một người phụ nữ trung niên lê văn vân mắt hơi híp lại bà thấy tôi đụng ông ta à vừa rồi tôi đã tận mắt chứng kiến anh tông chúng người ta thì thôi đi còn nói người ta giả vờ anh còn lương tâm không người đó nói tiếp rõ ràng tên ăn vạ này không phải đang tác chiếc một mình mà con mẹ nó còn có cả băng đảng bây giờ đám người đang nói này ai cũng góp lời có lẽ toàn bộ đều là người của ông ta lê văn vân ngẩng đầu nhìn đám người đang nói cười hỏi các người là bạn của ông ta hả tôi chỉ là người qua đường hoàn toàn không biết ông ta người nào đó nói ồ lê văn vân cười nhẹ sau đó nhìn về phía người đàn ông trung niên ngã xuống đất cười nói vậy thì ông tính sao Câu hỏi này chính là thời khắc mấu chốt, kỹ năng diễn xuất của tên này rõ ràng là rất tốt, vẻ mặt đầy đau thương, không biết ông ta làm như thế nào mà lúc này sắc mặt vẫn tái nhợt như thật. Chân, chân của tôi bị thương, có lẽ bị gãy rồi, sau này. Ông ta nói với vẻ mặt tái nhợt và giọng điệu yếu ớt, anh đền tôi 60.000 tệ đi, cả mấy tháng sau tôi không đi làm được, phí tổn thất tinh thần các kiểu. Lê Văn Vân liếm môi. Trò này kiếm được tiền phết, nằm lăn ra đất sau đó mở miệng đòi mấy chục nghìn tệ. Nghĩ lại ba năm đầu tiên đi làm, ngày nào cũng ở công trường làm như trâu như bò mà mỗi tháng cũng chỉ kiếm được hơn 10 nghìn tệ. Nói tóm lại các người đều bảo chúng tôi đụng phải ông, vậy thì chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Lê Văn Vân nói, thấy rồi đấy, xe chúng tôi ngồi cũng là tiền triệu cả, không thiếu mấy chục nghìn này. Nói xong, Lê Văn Vân thấy sự mừng rỡ trong mắt họ. Lê Văn Vân lộ ra một nụ cười nhạt, sau đó nói, nhưng tôi nghĩ bây giờ ông bị thương rất nặng, bất kể thế nào cũng phải đi bệnh viện một chuyến mới được. Ông lên xe chúng tôi trước đi, chúng tôi đưa ông đi bệnh viện kiểm tra trước, kiểm tra toàn thân, sau đó những vấn đề phát sinh chúng ta sẽ bàn sau." Lê Văn Vân nói rất chân thành, gần như không chê vào đâu được. "Ôi, người đàn ông ngã trên mặt đất đột nhiên sững sờ, không ngờ Lê Văn Vân lại có trách nhiệm như vậy, chủ động đến bệnh viện kiểm tra." Người đàn ông nằm trên mặt đất hiển nhiên thường xuyên làm mấy chuyện này ông ta không chút sợ hãi gật đầu nói vậy cũng được vậy anh đưa chúng tôi đi bệnh viện trước đi người đàn ông nói rằng ông ta là người qua đường trước đó nói tôi đi với các người lê văn vân liếc hắn một cái hứng thú nói người qua đường cũng muốn đi cùng chúng tôi à người đàn ông giật mình nhìn sau đó người đàn ông ngồi trên đất nhanh chóng nháy mắt cho ông ta một cái ông ta dừng lại không nói thêm câu nào lê văn vân thầm hừ một tiếng tên này thật sự dám lên xe của anh lên xe rồi, Lê Văn Vân có cả trăm cách để chơi với họ. Sau khi đỡ người kia vào xe, Lê Văn Vân nói với Nhan Như Tuyết, người vẫn còn đang bàng hoàng, lái xe đi. Nhan Như Tuyết khởi động xe, những người xung quanh từ từ tản ra. Lê Văn Vân ngồi ở hàng ghế sau vì vừa đỡ người đó lên xe. Chúng ta đến bệnh viện nào? Nhan Như Tuyết hỏi, đi tới tứ hợp lâu. Lê Văn Vân nhẹ giọng nói. Điều này khiến Nhan Như Tuyết và tên ăn và kia sướng sờ một lúc, người kia vội vàng nói không phải chúng ta đi bệnh viện sao đến bệnh viện thật nhưng tôi không nói khi nào đi chúng ta tới tứ hợp lâu ăn một bữa trước sau đó đến bệnh viện lê văn vân mỉm cười với ông ta cảm thấy có điều gì đó không ổn ông ta nhìn lê văn vân nhan như tuyết và nói vậy thì anh đưa tiền cho tôi đi tôi không đến bệnh viện nữa chuyển tiền qua wechat là được tiền lê văn vân nhìn sang cười nửa miệng nói nghĩ gì vậy Ăn vạ mà còn đòi tiền ư? Ông ta xanh mặt, vội nói, vậy ý anh là gì? Ôi chao, đau quá. Diễn, diễn tiếp tôi xem." Lê Văn Vân cười nói, "Tôi dư thời gian để chơi với ông, ăn vạ mà gặp phải tôi thì cũng coi như ông xui xẻo." Nghe Lê Văn Vân nói, mặt ông ta tái mét, nhìn Lê Văn Vân nói, "Ý anh là gì? Không phải ông vừa nói cảm thấy hơi đau sao?" Lê Văn Vân cười nói, rút camera hành trình ra. Nhàn như tuyết gật đầu rút phích cắm của camera hành trình ra. Sau đó, Lê Văn Vân mỉm cười với người đàn ông, giữ vai ông ta và nói, ông diễn cái nét đau đớn cũng thật lắm đấy, nhưng mà hơi giả, tôi giúp ông cảm nhận một chút. Lê Văn Vân nói xong, trực tiếp ấn vào bả vai của hắn, bắt đầu chậm rãi dùng sức. Người kia lập tức cảm thấy đau đớn, sau đó mới từ từ phát hiện ra cơn đau ngày càng sâu, cho đến khi thực sự không thể chịu đựng được nữa. Các, các người định làm gì? Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói, có tin tôi sẽ kiện các người không? Muốn kiện chúng tôi luôn à?" Lê Văn Vân sờ sờ mũi nói, "Tôi nói rồi, ăn vạ mà gặp phải tôi thì xem như xui, muốn kiện thì phải có chút chứng cứ chứ, ví dụ như gãy chân thật hay gì đó." Nói xong, anh nhìn về phía chân của người đàn ông và nói, "Đừng lo lắng, chân ông gãy thật thì chúng tôi sẽ đền tiền, nhưng bây giờ chuyện đáng để suy ngẫm là làm sao để khiến chân ông gãy đây?" Người kia ngơ ngác, nghe Lê Văn Vân nói như đùa ông ta cảm thấy lưng mình lạnh ngắt, nuốt nước miếng, thôi các người để tôi xuống xe đi, tôi không cần tiền nữa. Audio điện tử võ tấn bền chương 946, bây giờ nhận sai là muộn rồi, tôi không cần tiền nữa. Mặt người kia sắp thành màu xám cho rồi, giọng Lê Văn Vân rất bình tĩnh, nhưng ông ta lạnh hết sống lưng. Bây giờ muốn xuống à, Lê Văn Vân cười nói, hình như là muộn mất rồi, yên tâm, tôi sẽ làm như thật, như thể bị xe tông thật, 60.000 tệ với chúng tôi mà nói là chuyện nhỏ, tiêu chút tiền mua niềm vui, để đám người ăn vạ như ông biết điều chút, tôi cảm thấy đây là chuyện chúng tôi nên làm. nhan như tuyết nghe Lê Văn Vân nói chuyện, khóe miệng kéo khẽ một nụ cười. Sắc mặt tên ăn vạ kia tái mét. Đúng rồi, xe nhan như tuyết chạy là tiền triệu cả, 60.000 tệ với chủ nhân chiếc xe này mà nói không là gì, tiêu chút tiền để ông ta chơi với họ cũng không có gì lạ. Mình tự nói chân mình gãy, Lê Văn Vân bẻ gãy chân mình ở một chỗ vắng người thì ông ta cũng không còn cách nào chống chế. Hơn nữa, nói không chừng họ lái xe tông ông ta thật cũng nên, ông ta càng nghĩ càng nhức đầu. "Tôi, ông ta vội nói, tôi ăn vạ thôi, tôi." Vậy nên bây giờ ông nhận rồi. Lê Văn Vân cười híp mắt, người kia vội gật đầu, "Sau này tôi không làm chuyện như thế này nữa, cầu xin cô cậu tha cho tôi." Tay Lê Văn Vân vẫn giữ vai ông ta, cảm giác đau nhói trên vai ông ta càng lúc càng rõ lê văn vân nếu đã là ăn vạ thì để cho tôi giải quyết nhan như tuyết bỗng cất lời lê văn vân khó hiểu nhìn nhan như tuyết nhan như tuyết khẽ cười thế giới ngầm ở yên kinh chúng tôi là lớn nhất anh không biết vừa nãy tôi sợ thế nào đâu nếu đã ăn vạ phải tôi thì đương nhiên tôi phải để lại ấn tượng cho ông ta mới được đừng gây án mạng là được lê văn vân cười nói người còn lại trong xe mặt mày xanh sao đừng gây án mạng có nghĩa là chỉ cần mình không chết thì sao cũng được yên tâm đi nhan như tuyết nói sau đó gọi một cuộc điện thoại đưa người đến tứ hợp lâu mang một người về giúp tôi vừa nãy tôi lái xe gặp hắn ta đến ăn vạ mang về rồi thì nhốt trong phòng tối đợi tôi về xử lý sau người kia đổ mồ hôi lạnh lê văn vân lại không có chút đồng cảm nào loại người này rõ ràng là ăn vạ thành thói hơn nữa còn có băng đảng có quỷ ma mới biết chúng lửa gạt bao nhiêu người rồi để ông ta bị dãy dỗ chút cũng là chuyện nên làm khoảng một tiếng sau Xe họ dừng lại dưới tứ hợp lâu. Người mà Nhan Như Tuyết gọi đã đến. Xuống xe, người kia muốn gào lên nhưng Lê Văn Vân đã cảnh giác trước, bịt miệng ông ta, nhét vào chiếc xe khác. Sau đó ông ta bị đưa đi. Lê Văn Vân nhìn Nhan Như Tuyết một cái, nói, "Nhớ đừng gây án mạng đấy." "Tôi biết rồi, tôi không phải ác ma gì đâu mà." Nhan Như Tuyết cạn lời, "Chúng ta đi thôi, đi tứ hợp lâu ăn thôi. Chúng ta lên tầng 5 nhé." "Được thôi." Lê Văn Vân bình tĩnh nói, Tứ Hợp lâu vẫn đông đúc như cũ, ngoài cửa là một hàng dài. Ở đây làm ăn được quá, chúng ta sợ là phải đợi một chốc. Nhan Như Tuyết nói, Lê Văn Vân cười nhẹ, không sao, chúng ta lấy số đi, đợi lát nữa tôi đưa cô lên tầng thượng dùng bữa. Tầng thượng, anh nói tầng 6 à? Tôi nhớ chỗ đó không mở cho khách ngoài mà. Nhan Như Tuyết khó hiểu hỏi, cũng phải xem là ai chứ? Lê Văn Vân cười, yên kinh các cô đương nhiên không có ai đủ tư cách đến đó, nhưng tôi không giống vậy, tôi có tư cách. Anh cứ chém gió, nhan như tuyết không tin. Lê Văn Vân mỉm cười bí ẩn, và sau đó đi thẳng về phía sau. Đến cửa, Lê Văn Vân bước tới người phục vụ ở tầng 1. Khi người phục vụ nhìn thấy Lê Văn Vân, cô ấy hiển nhiên nhận ra Lê Văn Vân, vẻ mặt hơi thay đổi, sau đó nhanh chóng nói, thưa anh, anh đến rồi. Lê Văn Vân khẽ cười, Tần Hoa có ở đây không? à vâng tôi sẽ đi nói với anh ấy ngay bây giờ người phục vụ nói nhanh vừa nói cô ấy vừa chạy vào phòng bếp sau ngay sau đó tần hoa ra khỏi phòng bếp vừa nhìn thấy lê văn vân vẻ mặt có chút vui mừng lê văn vân cuối cùng anh cũng tới thầy tôi cứ nhắc anh mãi lê văn vân nhìn anh ta cười nói dẫn tôi đi gặp ông ấy tôi cố tình đi xa tới chỉ để gặp ông ấy thôi tần hoa gật đầu sau đó nghĩ tới điều gì đó liền hỏi, "Hôm nay một mình anh tới sao?" Lê Văn Vân chỉ nhan Như Tuyết bên ngoài, nói "Tôi đến đây với bạn của tôi. Tôi sẽ dùng bữa với cô ấy ở đây sau." Tần Hoa liếc nhìn nhan Như Tuyết ở bên ngoài, sau đó im lặng giơ ngón tay cái lên cho Lê Văn Vân và nói, "Tuyệt vời, Lê Văn Vân. Mỗi lần tới lại mang theo một cô gái khác nhau, lần nào cũng là mỹ nữ hạng nhất, anh tài thật. Đừng đùa, để người sắp xếp cho cô ấy ăn ở tầng 6 đi." lê văn vân nói được tần hoa gật đầu với lê văn vân nói một lát tự tối đi nấu cho các cậu cảm ơn lê văn vân cười gật đầu tần hoa tìm người sắp xếp cho nhan như tuyết anh ta đưa lê văn vân đi qua bếp sau vào sân nhỏ ở phía sau vừa bước vào từ đại sư nhìn thấy lê văn vân liền vội vàng chào hỏi lê văn vân lê văn vân cười nhẹ từ đại sư đã lâu không gặp mời ngồi từ đại sư nói ngay khi Lê Văn Vân và Từ Đại Sư gặp nhau, bên ngoài, nhan như tuyết đang ngồi xếp hàng chờ đợi. Một lúc sau, một cô phục vụ bước đến và nói, cô ơi, mời đi với tôi. Nhan như tuyết xứng sở nói, có chỗ rồi sao? Nghe lời người phục vụ nói xong, những người xếp hàng đằng sau bắt đầu bất mãn. Ý gì đây, tứ hợp lâu cho phép cắt hàng hồi nào vậy? Đúng vậy, chúng ta đã xếp hàng ở đây rất lâu, cô ấy thì chỉ vừa mới đến. Ý cô là gì, chẳng lẽ tứ hợp lâu đã cho phép đặt chỗ trước rồi sao? Những người đang xếp hàng nhìn thấy nhan như tuyết được vào trước, họ đương nhiên rất không vui, bắt đầu chửi bới phàn nàn. Nhan như tuyết cũng có chút ngơ ngác, cô ta nghĩ đến những gì Lê Văn Vân nói với mình vừa rồi. Quả nhiên lúc này, người phục vụ nhẹ giọng nói, đây là khách quý của chúng tôi, lên thẳng lầu 6 dùng bữa thưa các quý khách. Nghe đến đây, hiện trường im phăng phắc. Tầng 6 của tứ hợp lâu không bao giờ mở cửa cho bên ngoài cho dù bạn có quyền thế cỡ nào ở Yên Kinh cũng không được vào, mà bây giờ người phục vụ lại nói rằng nhan như tuyết có thể lên tầng 6. Nhan như tuyết cũng sửng sốt một lúc, nhưng sau đó cô ta nghĩ đến thân phận của Lê Văn Vân, rồi cô ta chợt hiểu ra. Cô ta cười ngọt ngào nói, dẫn đường đi. chương 947, quà của Từ Đại Sư. Trong sân nhỏ phía sau tứ hợp lâu, Từ Đại Sư nhận lấy lá thư trong tay Lê Văn Vân, rồi mở ra xem. Sau khi đọc bức thư, từ đại sư nhất thời cao mày nhanh chóng hiện lên vẻ mặt không dám tin. Sao thế? Lê Văn Vân hỏi. Tất nhiên, nếu ông không tiện nói ra thì không cần phải nói cho tôi biết đâu. Là thứ của Minh Sùng thần bí nhất ở khu tội ác. Thật ra Lê Văn Vân cảm thấy khó hiểu tại sao Minh Sùng lại đưa bức thư này cho mình. Rõ ràng anh ta có thể liên lạc với bên ngoài thông qua Hotzis, nhưng anh ta vẫn chọn viết một bức thư, rồi nhờ mình đích thân giao cho Từ đại sư. Điều này đã chứng tỏ, chắc chắn trong bức thư có điều bí mật gì đấy. Vì thế, Lê Văn Vân mới cảm thấy nó không tiện để nói ra. Từ đại sư khẽ cười nói, thật ra cũng không có gì không tiện nói. Lúc trước sư đệ nói phải quay về rồi, rõ ràng là quay về khu tội ác, hơn nữa cậu còn mang bức thư này ra, nếu không có gì bất ngờ, có lẽ trong khoảng thời gian cậu biến mất, đã tới khu tội ác một chuyến đúng không? Lê Văn Vân ngạc nhiên nhìn Từ đại sư, rồi chợt vỡ lẽ. Minh sùng đến từ khu tội ác, hơn nữa lúc mười mấy tuổi đã có địa vị khá cao anh ta làm sư đệ của Từ Đại sư, bây giờ nghĩ lại, giữa Từ Đại sư và Khu tội ác cũng có mối quan hệ rất sâu sắc, thậm chí ông ta còn hiểu rõ Khu tội ác hơn cả Lê Văn Vân. Lê Văn Vân gật đầu nói, "Ừm, trước đây tôi có tới đó để giải quyết một số việc." Sư đệ của tôi nói cho tôi biết, có lẽ chiến tranh sẽ nổ ra, mấy thành phố bình thường này cũng sẽ bị liên lụy. Cậu ấy bảo tôi nếu không còn cách nào khác thì hãy dẫn người thân bên cạnh quay về thành phố đó. Từ đại sư nói, thật ra chỉ là mấy câu vô bổ mà thôi, chủ yếu là lo lắng cho tôi." Lê Văn Vân nhìn kỹ từ đại sư, rõ ràng từ đại sư không nói rõ chân tướng, bởi vì nếu chỉ có như vậy, ông ta sẽ không nhíu chặt mày như thế. Tất nhiên, đây là chuyện giữa bọn họ, nếu từ đại sư đã nói như vậy rồi, rõ ràng ông ta không muốn nói nhiều, tất nhiên Lê Văn Vân cũng sẽ lựa chọn không hỏi gì thêm. Anh gật đầu nói, "Được, coi như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ này." vậy tôi đi ăn trước nhé. Từ đại sư há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ gật đầu nói, được, vậy cậu đi dùng bữa đi, chừng nào cậu rời đi thì nói với Tần Hoa một tiếng, tôi sẽ bảo Tần Hoa đi lấy chút đồ cho cậu. Lê Văn Vân gật đầu. Anh quay về tứ hợp lâu, dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, anh đã đi đến một phòng bao ở tầng 6, nhan như tuyết đang ngồi ở bên trong. Sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân, cô ta cười như không cười nhìn Lê Văn Vân nói, không hổ danh là người gác đêm số 0, không ngờ anh lại có thể tùy ý bước vào tầng 6 của tứ hợp viện. Anh chính là người đầu tiên mà tôi biết đấy. Lúc trước ông nội tôi muốn lên tầng 6 dùng bữa, suýt chút nữa đã bị ngài Minh đuổi ra ngoài. Lê Văn Vân lắc đầu nói, thật ra tôi có một chuyện chưa nói với cô, đó chính là bây giờ tôi đã không còn là người gác đêm nữa, cũng không phải là người gác đêm số 0. Nhan Như Tuyết sửng sốt, ý anh là sao? Chẳng lẽ những tin đồn kia là thật? Tin đồn gì vậy? lê văn vân ngạc nhiên hỏi có lẽ là chuyện anh rời khỏi người gác đêm và nội bộ của người gác đêm dù gì chuyện này cũng gây ra chút chấn động lẽ ra người gác đêm không nên lan truyền ra bên ngoài mới đúng về phương diện này không nên có bất kỳ vấn đề gì mỗi người gác đêm đều phải giữ kín miệng mấy tin đồn trong thế giới ngầm nói rằng người gác đêm đã ban bố huyết xác lệnh với anh nhan như tuyết nói lê văn vân cau mày nhưng cũng không nghĩ gì nhiều nếu có người tiết lộ chuyện này chắc chắn người đó có mối quan hệ nhất định với đem. Dù gì Lê Văn Vân cũng có rất nhiều kẻ thù ở thế giới ngầm, vì thế việc đem tiết lộ tin tức này ra bên ngoài, để người trong thế giới ngầm đối phó Lê Văn Vân, giúp ông ta đạt được mục đích mượn giao giết người, cũng là chuyện rất thường tình. Tất nhiên, trong toàn bộ thế giới ngầm, không ai dám đối phó với Lê Văn Vân. Quả thật lúc trước bọn họ đã ban bố huyết sắc lệnh với tôi, nhưng bây giờ đã không còn nữa. Chỉ vì một số lý do linh tinh khác, nên bây giờ tôi đã không còn là người gác đêm nữa. Lê Văn Vân cười nói, nhan như tuyết gật đầu nói, vậy thì tốt, nếu anh là người gác đêm, đến lúc đó sẽ phải bảo vệ rất nhiều người, đúng lúc bây giờ anh chỉ cần bảo vệ một mình tôi, tất nhiên còn có người nhà của anh, nếu anh muốn thì tôi gả vào nhà của anh cũng được. Sứt lời, mặt cô ta nhất thời đỏ bừng. Lê Văn Vân sờ mũi nói, là thế này, tôi có một anh họ khá tốt, mặc dù không có nhiều tiền, nhưng cô cũng đâu phải là phụ nữ thiếu tiền không bằng tôi tác hợp cho hai người nhé xì nhan như tuyết xì một tiếng đúng lúc này các món ăn bắt đầu được mang lên lê văn vân cắn một miếng không nhịn được khẽ nhắm mắt lại lúc ở khu tội ác thật ra đồ ăn của bọn họ vẫn khá ngon tài nấu nướng của phạm nhược tuyết cũng khá tốt nhưng nếu so với từ đại sư và đầu bếp ở tứ hợp lâu thì vẫn còn kém xa đã lâu lắm rồi lê văn vân không được thưởng thức món ngon như vậy anh chỉ cảm thấy nụ vị giác của mình đang run rẩy kể cả nhan như tuyết cũng hơi sáng mắt hai người vừa ăn vừa trò chuyện lê văn vân dò hỏi đúng rồi cô đã có tin tức về mảnh xương rồng khác chưa nhan như tuyết gật đầu nói ừm um, tôi vẫn luôn huy động người của mình đi tìm kiếm giúp anh anh cứ yên tâm khi nào chúng tôi tìm thấy sẽ giành lấy nó bằng phương thức đứng đắn suốt lời cô ta lại dò hỏi lần này anh định ở lại yên kinh bao lâu chắc tầm 20 ngày, có lẽ ngắn hơn một chút." Lê Văn Vân lắc đầu nói, "Tôi cũng không thể nói cụ thể được, nói tóm lại khi nào tôi rời đi sẽ dẫn cô theo, nên cô cứ yên tâm đi, cô có đã giúp tôi nhiều như vậy, tôi cũng đâu phải hạng người vô trách nhiệm kia. Khoảng thời gian tiếp theo là để anh nâng cao bản thân. Anh định ở lại bên này để cùng Nhan Như Tuyết tìm kiếm nhiều xương rồng hơn. Mặc dù bây giờ anh đã nâng cao một cách chậm rãi, nhưng đây cũng là cách nâng cao bản thân nhanh nhất mà anh biết." nhan như tuyết khẽ mỉm cười, gật đầu nói tôi vẫn tin vào nhân phẩm của anh. Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện, một lúc sau, Lê Văn Vân gọi nhân viên phục vụ tới, bảo anh ta đi thông báo với Tần Hoa rằng anh sắp rời đi. Một lúc sau, Tần Hoa chạy tới, tay cầm một chiếc hộp nhỏ nói, đây là món quà mà thầy bảo tôi đưa cho anh, thầy ấy bảo nếu sau này anh gặp nguy hiểm thì hãy ấn vào cái này, nó có thể cứu anh một mạng. Lê Văn Vân sửng sốt, quan sát chiếc hộp kỳ quái này, cũng không để tâm đến chuyện này cho lắm. Mặc dù từ đại sư đến từ khu tội ác, nhưng rất rõ ràng ông ta chỉ là một người bình thường mà thôi, ông ta sống trong thành phố này cũng không được suôn sẻ như vậy, thậm chí trước đây vì cạnh tranh kinh doanh mà suýt bị nhà họ lâm ở Giang Thành chặt mất cánh tay. Nói cách khác, ông ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhưng vì phép lịch sự, anh vẫn nhận lấy nó nói, ông hãy chuyển lời cảm ơn đến từ đại sư. Tần Hoa gật đầu đáp, để tôi tiến anh ra ngoài chương 948, trong vòng 3 phút, cút ra khỏi nhà. Sau khi rời khỏi tứ hợp lâu, nhan như tuyết lái xe chở Lê Văn Vân đến chung cư mà trước đây anh và mấy người phạm nhược tuyết từng ở. Bây giờ, hai bố con Lý Vân và Lý Giai Giao vẫn đang ở trong đó. Lê Văn Vân định ở lại chỗ của bọn họ trong khoảng thời gian này. Trong lòng Lê Văn Vân vẫn cực kỳ cảm kích Lý Vân và Lý Giai Giao, đây chính là ân nhân cứu mạng của anh. Sau khi chào tạm biệt nhan như tuyết, anh liền đi thẳng vào trong chung cư, rất nhanh đã đến trước cửa. Căn nhà bị khóa bằng mật khẩu, Lê Văn Vân nhớ mật khẩu, đang định mở cửa thì cảm thấy hình như trong phòng không chỉ có hai người. Anh nhất thời cau mày. Theo Lý mà nói thì giờ này, Lý Vân vẫn đang đi làm, bởi vì Lê Văn Vân đã sắp xếp công việc cho ông ta ở Yên Kinh rồi, còn Lý Giai Giao chắc cũng đến trường rồi, lẽ ra không có ai ở nhà mới phải. Chẳng lẽ là trộm vào nhà ư? Khóe miệng của Lê Văn Vân khẽ cong lên đúng lúc này một giọng nói vọng ra từ trong nhà dai dao chắc chắn con cũng rất nhớ mẹ đúng không lý vân ông nói đi rốt cuộc bây giờ ông có ý gì giọng nói này lại vang lên nghe đến đây trong lòng lê văn vân đã nhanh chóng hiểu rõ người đang ở trong nhà là mẹ ruột của lý dai dao cũng chính là vợ cũ của lý vân còn bà ta tên gì thì anh không biết lúc trước chính người phụ nữ này đã đánh bạc vay nặng lãi nợ nần chồng chất khiến bố con Lý Vân và Lý Giai giao sống cực kỳ mệt mỏi và nghè khổ trong suốt thời gian dài. Thu nhập của Lý Vân cũng không thấp, nhưng muốn ăn một bữa thịt cũng khó. Nếu ông ta không cứu Lê Văn Vân, Lê Văn Vân không bắt lôi tấn lại thì cuộc sống sau này của bọn họ vẫn cực khổ như vậy. Mà tất cả những thứ này là do mẹ của Lý Giai Giao gây ra, sau khi thiếu nợ bên cho vay nặng lãi, không ngờ bà ta lại vứt bỏ chồng con, bỏ trốn một mình bây giờ nhìn thấy lý giai giao và lý vân chuyển đến đây thu nhập cũng tăng lên nhìn tình hình này có lẽ bà ta lại muốn tái hôn xã hội này này thực tế như vậy đó có tiền là có tất cả lê văn vân cũng từng gặp phải chuyện này rồi trước đây dương cường cũng y như thế kể cả khương vĩ cũng vì đồ xính lễ mà không thể kết hôn bây giờ lý vân lại gặp phải chuyện này trên đời này có quá nhiều người phụ nữ chỉ có thể đồng cam chứ không chịu cộng khổ anh không tiến vào ngay mà chỉ đứng ở cửa bình tĩnh lắng nghe cuộc trò chuyện ở bên trong tôi không muốn mẹ tôi đã chết rồi lý giai giao nói giao giao sao cháu lại ăn nói với mẹ cháu như thế chẳng phải hồi đó mẹ cháu rời đi cũng có nỗi khổ tâm hay sao đúng lúc này một giọng nam bỗng vang lên lý vân rốt cuộc ý ông là sao làm một người đàn ông nên nói gì đi chứ đừng có im thiên thiết như thế bà muốn bố tôi nói cái gì bà hãy nhìn mái tóc bạc trên đầu bố tôi đi lý giai giao hơi nổi giận nói bà có biết sau khi bà thiếu tiền bỏ chạy tôi và bố đã phải trải qua những gì không ngày nào bố của tôi cũng bị người khác uy hiếp còn tôi thì bị đám người lôi tấn ham dọa định trói ra ngoài bán không biết bao nhiêu lần bây giờ bà thấy bố con tôi sống tốt hơn một chút nên muốn quay về đúng không tôi nói cho bà biết không có cửa đâu cả đời này tôi sẽ không bao giờ thừa nhận bà làm mẹ của tôi thêm lần nào nữa cô ấy gào lên Lý Giai Giao là một cô gái yên tĩnh, trước đây cô ấy đã chăm sóc cho Lê Văn Vân một cách tỉ mỉ chu đáo. Nhưng cô ấy lại cực kỳ oán hận mẹ ruột của mình. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì mẹ cũng là mẹ của con. Người phụ nữ kia nói, Giao Giao, con không biết mẹ đã nhớ con đến nhường nào đâu, mẹ. Bà có thể nhớ tôi đến nhường nào? Lý Giai Giao bình tĩnh nhìn bà ta nói, bà đã bỏ đi lâu như vậy, cũng tìm được một người đàn ông, trong khi bà vẫn chưa ly hôn với bố của tôi, bà đã cắm sừng bố của tôi. Mấy năm nay, bố của tôi chưa từng đổi số điện thoại, nếu bà nhớ tôi, chẳng lẽ bà không biết gọi điện thoại, hay tới thăm tôi một lần hay sao? Đừng nói mấy chuyện này nữa, bà chỉ nhìn thấy bố con tôi có tiền, nên muốn quay về thôi đúng không? Bà muốn tiền đúng không? Sứt lời. Lý Giai Giao liền ném thẻ kim cương mà Lê Văn Vân đã đưa cho cô ấy ra ngoài nói, chúng tôi từng cứu một người, anh ấy tên là Lê Văn Vân, Chính anh ấy đã cứu tôi và bố của tôi, còn tặng cho tôi tấm thẻ ngân hàng này. Bà có biết đây là gì không? Đây chính là thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải, bà đã từng nghe qua về ngân hàng Tân Hải chưa? Đây chính là thẻ có quyền hạn cao nhất của bọn họ, bên trong có mấy tỷ tiền tiết kiệm. Thẻ ngân hàng này có thể huy động hàng trăm tỷ ở ngân hàng Tân Hải. Bây giờ bố con tôi đã có rất nhiều tiền, nhưng tôi sẽ không đưa cho bà một xu, bởi vì tôi không có một người mẹ như bà bà cũng không xứng làm mẹ của tôi. Lê Văn Vân đứng ở cửa khẽ thở dài. Một cô gái có tính cách như Lý Giai Giao có thể nói ra những lời này, khiến anh cảm thấy thật sự xót xa. Lý Giai Giao không phải là người có tính cách rất cứng rắn, nếu không đạt đến một trình độ nhất định, cô ấy sẽ không nói ra những lời này. Hai, người phụ nữ kia cũng thở dài nói, Giao Giao, mẹ thật sự biết sai rồi, thật ra lần này mẹ quay về cũng không còn cách nào khác, bây giờ mẹ lại nợ bên ngoài rất nhiều tiền, mẹ thật sự hết cách rồi lúc trước mẹ đã bị người đàn ông kia lừa mẹ biết con hận mẹ nhưng con có thể giúp mẹ trả số tiền này được không chắc chắn sau này mẹ sẽ không quấy dày cuộc sống của hai bố con nữa chó không thể thay đổi thói quen ăn phân một lúc sau lý vân mới hờ hững lên tiếng lý vân mẹ kiếp ông ăn nói cho cẩn thận đúng lúc này giọng nói của người đàn ông kia bỗng vang lên phải biết rằng ông và em gái của tôi vẫn chưa ly hôn nên tài sản bây giờ vẫn thuộc về tài sản sau khi kết hôn, em gái tôi sẽ có được một nửa. Một là ông cho em gái tôi quay về, hai là ông trả tiền giúp con bé, ông. Đúng lúc này, Lê Văn Vân bấm mật mã, dứt khoát mở cửa đi vào trong. Cánh cửa đột ngột mở ra, người đàn ông kia hơi sửng sốt, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa. Lê Văn Vân nhìn vào căn nhà, Lý Vân đang ngồi trên sofa, tay cầm điếu thuốc, nhưng đầu thuốc đã bị bóp chặt. Lý dai dao bật khóc, đôi mắt đẹp hơi đỏ hoe. Trên sofa còn có một người phụ nữ trung niên đang ngồi, ăn mặc hơi thời thượng. lúc này trên mặt bà ta đang tràn ngập vẻ cáu kỉnh, nhưng xét về dung mạo, quả thực rất xinh đẹp. Ngoài ra, còn có mấy người đàn ông, trong đó có một người đang ngồi bên cạnh người phụ nữ trung niên, chính là cậu của Lý Giai Giao, có lẽ mấy người khác lẽ ra phải do cậu của Lý Giai Giao dẫn đến. Thấy Lê Văn Vân bước vào, Lý Giai Giao nhất thời ngạc nhiên, rồi nhào vào lòng Lê Văn Vân, bắt đầu hòa khóc. Lê Văn Vân biết chắc rằng, cô ấy đang rất khó chịu, anh xoa đầu Lý Giai Giao, rồi nhìn sang chỗ khác. Cậu là ai? Cậu của Lý Giai Giao cao mày hỏi, đây là chuyện của gia đình chúng tôi, không liên quan gì đến cậu, cậu bớt lo chuyện bao đồng lại đi. Lê Văn Vân hờ hững nhìn ông ta, rồi lại nhìn về phía người phụ nữ trung niên, giọng điệu hơi lạnh lùng nói, tôi chỉ nói một lần, trong vòng 3 phút, các người hãy cút ra khỏi căn nhà này chương 949, chuyện mình làm thì tự đi mà thu dọn thái độ của Lê Văn Vân rất ngông cuồng. Dù là người phụ nữ này hay bất kỳ ai nghe thấy cũng sẽ nổi giận. Lê Văn Vân không ngờ, đến nước này rồi mà bà ta vẫn còn mặt mũi để quay về đây. Lý Vân ngồi bên cạnh nghe Lê Văn Vân nói thế thì khẽ thở dài, tiếp tục hút thuốc. Lê Văn Vân nhìn bộ dạng của Lý Vân, rõ ràng Lý Vân vẫn còn chút tình cảm với người phụ nữ này. Từ điểm này có thể thấy rõ, việc buông bỏ tôn nghiêm không hề phân biệt tuổi tác. Cậu, đám người kia đều sừng sốt. Lê Văn Vân thờ ơ nhìn bọn họ, đồng thời rút điện thoại ra, giả vờ muốn báo cảnh sát. Đối mặt với đám người bình thường này, anh cũng chẳng muốn ra tay đánh bọn họ, miễn sao đạt được mục đích là được. Người phụ nữ kia thấy thế thì sắc mặt khẽ thay đổi, bà ta nhìn Lý Giai Giao và Lý Vân nói, Giao Giao, mẹ thực sự biết sai rồi, mặc kệ thế nào, con cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng. Dứt lời, bà ta và đám người kia cùng bước ra ngoài. Đợi bọn họ rời đi rồi, Lê Văn Vân mới vỗ đầu Lý Giai Giao nói, em đừng khóc nữa, mắt em đã sưng hết lên rồi. Chẳng lẽ em không vui khi thấy anh quay về ư, mau cười một cái cho anh trai xem nào. Anh hoàn toàn xem Lý Giai Giao như em gái ruột của mình. Lý Giai Giao bĩu môi, cố nặn ra một nụ cười, nhưng dù thế nào cũng không nặn ra được. Lê Văn Vân dìu cô ấy ngồi xuống sofa, rồi đi qua đó đóng cửa lại, bây giờ mới nhìn về phía Lý Vân nói chú, chú nghĩ thế nào? Chú vẫn muốn chung sống với người phụ nữ này hay sao? Không, em sẽ không nhận bà ta là mẹ, Lý Giai Giao nghiến răng nghiến lợi nói. Theo Lê Văn Vân thấy, hành vi của Lý Giai Giao là cực kỳ chính xác, nhưng chuyện này không giống như chuyện của anh và Nguyễn Vũ Đồng. Giữa anh và Nguyễn Vũ Đồng gần như không có tình cảm gì, anh chăm sóc cho Nguyễn Vũ Đồng là để trả ơn, sau khi rời đi, Nguyễn Vũ Đồng vì tiền mới tới tìm anh. Nhưng người phụ nữ này đã kết hôn nhiều năm với Lý Vân, hơn nữa còn có một đứa con là Lý Giai Giao. Quan trọng nhất là, hình như Lý Vân vẫn còn tình cảm với người phụ nữ này. Lúc nãy Lý Giai Giao nói như thế, chắc chắn cùng vì tức giận, lúc trước khi còn ở quê, Lê Văn Vân phát hiện thỉnh thoảng cô ấy sẽ nhìn trộm ảnh của người phụ nữ này. Còn Lê Văn Vân thì có ấn tượng cực kỳ xấu về người phụ nữ này, trước khi rời đi bà ta đã cắm sừng Lý Vân, nhưng anh không biết suốt cuộc Lý Vân đang nghĩ gì. Lê Văn Vân không thể quyết định mọi chuyện cho bọn họ. Hình như Lý Vân rất xoắn suýt, ông ta lại châm một điếu thuốc, ngồi bên đó nói tôi. Không biết, Lê Văn Vân ngẩn người, gật đầu nói cháu đề nghị chú hãy ly hôn với người phụ nữ này, bà ta không phù hợp với chú, tất nhiên hai người cũng không đến nỗi sẽ cắt đứt liên lạc, dù gì bà ta cũng là mẹ ruột của Giao Giao. Ngược lại, nếu chú vẫn muốn chung sống với bà ta, thì lần này phải làm cho bà ta cảm thấy đau đớn tột cùng, để sau này bà ta không dám làm chuyện như vậy nữa. Tất nhiên, đây chỉ là lời đề nghị của cháu, nên chú có thể lựa chọn hoặc không lựa chọn, cháu cũng có thể giúp chú giải quyết, để sau này bọn họ không tới quấy rầy hai bố con chú nữa. Tôi sẽ cân nhắc." Lý Vân nói, "Tôi muốn quay về phòng ngủ một lát." "Vâng, chú cứ đi đi." Lê Văn Vân cười nói với ông ta đợi ông ta rời đi rồi dường như lý giai giao đã bình tĩnh lại cô ấy nhìn lê văn vân hỏi gần đây anh có chấp hành nhiệm vụ nào không anh có thể kể cho em nghe được không nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy để di chuyển sự chú ý của cô ấy lê văn vân khẽ mỉm cười bắt đầu kể cho cô ấy nghe về mấy chuyện ở khu tội ác cả lý giai giao và lý vân đều biết lê văn vân là người gác đêm nên lê văn vân cũng có thể kể cho lý giai giao nghe sau khi chuyển sự chú ý của cô ấy rõ ràng tâm trạng của Lý Giai Giao đã tốt hơn rất nhiều. Nói một hồi, Lê Văn Vân mới hỏi, đúng rồi, bây giờ em đã quen với nơi này chưa? Ừm, Lý Giai Giao thành thật gật đầu đáp, bây giờ em cũng từ từ thích ứng rồi, nhưng lúc ở trường, em vẫn hơi mất tự nhiên, đúng rồi. Nói đến đây, Lý Giai Giao nhất thời sáng mắt nói, trong ngôi trường mà anh đã sắp xếp cho em, có rất nhiều người giàu có. Lúc em mới bước vào, đã có mấy chàng trai tỏ tình với em, bọn họ thật to gan chẳng hề sợ thầy cô chút nào lê văn vân ngạc nhiên hít mắt thành đường thẳng nói mẹ kiếp không ngờ bọn họ lại nảy sinh ý đồ với em em nói cho anh biết mấy thằng danh đó là ai để anh đi dạy cho bọn chúng một bài học anh nghe em nói hết đã lý giai giao nói nhưng mấy chàng trai đó lại có các cô gái khác theo đuổi rồi bọn họ so sánh với em bảo em ăn mặc rất tầm thường mấy cô gái đó đến bắt nạt em mỉa mai em là đồ quê mùa Lê Văn Vân cau mày. Anh đã sắp xếp cho cô ấy trường đại học tốt nhất ở Yên Kinh, chắc chắn bên trong sẽ có không ít cậu ấm cô chiêu. Rất nhiều người giàu có tình nguyện bỏ tiền ra gửi con đến một nơi như vậy, nên so sánh là chuyện rất bình thường. Ban đầu Lê Văn Vân đưa thẻ ngân hàng cho cô ấy chính là vì không muốn cô ấy bị tự ti. Nhưng nghe đến đây, hình như điều mà Lê Văn Vân lo lắng vẫn xảy ra. Đúng lúc này, Lý Giai Giao nói tiếp, sau đó có một ngày, em vô tình đặt tấm thẻ kia xuống bàn. Khiến rất nhiều người trợn mắt há mồm, bọn họ nhanh chóng nhận ra tấm thẻ. Lúc đó em còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó bạn cùng bàn của em đã nói cho em biết, sau này sẽ không còn ai dám trêu chọc em nữa. Lê Văn Vân nhất thời cười ha hả. Đám người đó chính là như thế, lần sau nếu còn ai lấy tiền đẻ em thì em cứ gọi thẳng cho Hoàng Gia Gia, bảo anh ta tới đó giải quyết. Tên này chuyên xử lý mấy chuyện này. Lê Văn Vân cười nói. Lý Giai Giao ngoan ngoãn gật đầu đáp, vâng ạ. Lê Văn Vân thở phào nhẹ nhóm, đúng lúc này, điện thoại của anh đổ chuông, Lê Văn Vân lấy điện thoại ra xem thì phát hiện là Phạm Nhược Tuyết gọi tới. Anh nhấc máy hỏi, alo, bác sĩ Phạm, em nhớ anh rồi à? Nhớ cái đầu nhà cậu, đầu dây bên kia bỗng vang lên một giọng nói thô bạo. Lê Văn Vân vừa nghe thấy giọng nói này thì sắc mặt đen xì. Giọng nói này đâu phải là của Phạm Nhược Tuyết, mà hoàn toàn là của trác nhất minh lê văn vân không hiểu trước đây trác nhất minh còn ổn nhưng từ khi tiếp xúc với internet thì ăn nói cứ như bình xịt trên mạng vậy là thủ lĩnh của người gác đêm hoa hạ ông ta thật sự đã khiến lê văn vân cạn lời ông gọi tôi làm gì lê văn vân đen mặt hỏi cậu có biết cậu đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho tôi không trác nhất minh mắng cậu đã tới du châu chém chết đồng tốn đúng không đúng vậy Lê Văn Vân thờ ơ nói, chính ông ta làm nhiều điều ác như vậy, tôi còn không thể chém chết ông ta hay sao? Đương nhiên là cậu có thể chém, nhưng cậu cũng phải làm xong mọi chuyện trước đã. Chắc nhất minh mắng, dù gì cũng là chuyện do chính cậu gây ra, cậu tự đi mà dọn đi. chương 950, Hồng Nguyệt tập hợp. Tự mình dọn thì tự mình dọn, tôi cũng không nghĩ ông có thể dọn dẹp cho tôi. Lê Văn Vân bĩu môi nói, bây giờ hai người giống như hai đứa trẻ đang đấu khẩu. Mẹ kiếp, thằng nhãi nhà cậu có ý gì hả? Chắc nhất minh mắng. Tôi chẳng có ý gì cả, đường đường là người gác đêm số không hề hoa bị phát huyết sắc lệch, vậy mà ông chẳng dám nói một lời, khiến tôi rất thất vọng, thế thôi. Lê Văn Vân thở ơ đáp, cậu, tôi đã nói với cậu rồi, tôi có nỗi khổ riêng. Chắc nhất minh mắng, bỏ đi, tôi chẳng muốn nói nhảm với thằng nhãi như cậu. Tinh khí cậu nhỏ nhen, tôi không thể so nổi. Ha ha, Lê Văn Vân bĩu môi nói người của ba gia tộc ẩn thế kia đã đến yên kinh rồi. Tối nay, bọn họ sẽ nói chuyện với cậu ở phòng bao chữ thiên số một nhà hàng hoàng vận ở yên kinh, bọn họ muốn tìm cậu để đòi lời giải thích. Chắc nhất Minh nói, cụ thể như thế nào thì cậu tự đi mà nói, nếu đám người này gia nhập vào Hồng Nguyệt, quãng thời gian này sẽ gây ra phiền toái gì thì không cần tôi phải nói gì nữa. Tôi biết rồi, Lê Văn Vân nói. Danh con, ông đây lặp lại lần nữa, lúc đó tôi đã phản đối rồi, hơn nữa tôi có rất nhiều nỗi khổ. Cậu không ở trong hoàn cảnh đó nên không biết được đâu. Đợi khi nào cậu trở thành thủ lĩnh của người gác đêm hệ hoa, đến lúc đó cậu sẽ hiểu rõ, rất nhiều chuyện thật sự là lực bất tòng tâm. Chắc nhất Minh nói, tôi đã không còn là người gác đêm nữa. Lê Văn Vân khẽ đáp, tôi cũng không trở thành thủ lĩnh của người gác đêm hệ hoa. Ông hãy tự mình bảo vệ người gác đêm hệ hoa đi. Tôi không bảo vệ cậu à, nếu bây giờ cậu đang trước mặt tôi, Tôi sẽ cho cậu mấy tát đấy." Dường như Trác Nhất Minh đang rất tức giận. "Bây giờ ông không thể đánh lại tôi đâu." Lê Văn Vân bĩu môi nói. Dứt lời, trong căn cứ người gác đêm ở gần biển, Trác Nhất Minh nhất thời mặt đỏ tía tai, mở miệng mắng mấy câu, rồi dứt khoát cúp máy, "Mẹ kiếp, thằng nhãi Lê Văn Vân này, nếu cậu ta đang đứng trước mặt tôi mà tôi không đánh cậu ta một trận thì tôi sẽ không mang họ Trác nữa." Phạm Nhược Tuyết đứng bên cạnh ông ta, hơi cạn lời nói, hai người đều lớn như vậy rồi, tại sao lại giống y như trẻ nhỏ vậy? Chẳng lẽ ông không nghe ra hàm ý trong câu nói của Lê Văn Vân nói cái gì sao? Anh ấy bảo ông luôn canh giữ người gác đêm là đang ám chỉ không để ông vung ra đao cuối cùng đó. Chắc nhất Minh sừng sốt, rồi cười khẩy, ông đây không vung ra đao đó thì để cho cậu ta vung à. Cậu ta yếu ớt như vậy, tưởng mình đánh được đem thì có thể thay thế tôi sao? Cậu ta vẫn còn non lắm. Mấy người đứng bên cạnh đều lắc đầu cạn lời. Ở bên khác, Lê Văn Vân bĩu môi, cúp máy. Lý Giai Giao ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn anh hỏi, anh đang cãi nhau với người khác à? Lê Văn Vân ho khan nói, không có, anh đang nói lý lẽ với một lão giả vô lý. Lý Giai Giao bày ra dáng vẻ còn lâu em mới tin anh, rồi đứng dậy và nói, em phải đến trường đây, lúc trước em đã xin nghỉ phép, nhưng bây giờ người phụ nữ kia đã rời đi rồi, em phải quay về trường học tiếp đây. Lê Văn Vân gật đầu nói, em đi đi có cần anh lái xe chở em đi không? Xe mà anh và Hoàng Thi Kỳ mua hồi trước, đã đưa một chiếc cho Đặng Hân Hân, có lẽ chiếc còn lại vẫn đang ở trong Gaza. Chìa khóa của chiếc xe này luôn để trong nhà, nhưng Lý Vân không có bằng lái xe, cũng không biết lái xe, do đó, có lẽ hai tháng qua chiếc xe này chưa từng di chuyển. Không cần đâu, em bắt taxi đi là được, Lý Giai Giao lắc đầu nói. Tối nay chúng ta cùng đi ăn nhé. Lê Văn Vân lắc đầu đáp, tối nay anh có hẹn rồi em và bố em cứ ăn đi. tối nay anh phải đi ra ngoài một chuyến. vâng ạ. À, vẻ mặt lý giai giao hơi thất vọng nói. vậy em đi ra ngoài trước. lê văn vân gật đầu. đợi lý giai giao rời đi, lê văn vân liếc nhìn căn phòng của lý vân. rõ ràng lý vân vẫn chưa ngủ. có lẽ ông ta đang trốn trong phòng một mình hút thuốc. chuyện này chỉ có bản thân ông ta mới có thể suy nghĩ rõ ràng. đồng thời quyền quyết định cũng nằm trong tay lý vân. lê văn vân tìm một căn phòng. sau khi bước vào anh lấy năm khúc xương rồng ra anh cầm khúc xương rồng nhỏ nhất nhắm mắt lại bắt đầu hấp thụ đối với anh nâng cao bản thân là điều quan trọng nhất bởi vì anh không biết tương lai mình sẽ trải qua những gì khác với trước đó lấy được xương rồng là có thể hấp thụ ngay lần này tốc độ hấp thụ khá chậm rãi xương rồng mà anh đang nắm trong tay vốn chỉ to bằng ngón tay út nhưng suốt buổi chiều anh chỉ hấp thụ được tầm một phần năm điều này đã khiến anh nhíu chặt mày cũng có nghĩa là trong vòng hai mươi mấy ngày tới, anh không thể hấp thụ hết năm khúc xương liên tiếp. Nếu mấy siêu cấp khác biết trong lòng Lê Văn Vân đang suy nghĩ gì, có lẽ bọn họ sẽ có ý định tự tử. Phần lớn tốc độ hấp thụ xương rồng của siêu cấp đều khá là chậm, một năm hấp thụ một khúc là chuyện vô cùng bình thường. 5 giờ chiều, Lê Văn Vân mở mắt ra, anh nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 5 giờ 30 rồi, anh sờ mũi nói, mấy gia tộc ẩn thế khác ư. Mình phải đi gặp bọn họ mới được, Xuất lời, anh liền đứng dậy, tìm khắp phòng khách, cuối cùng cũng tìm thấy chìa khóa xe R8. Anh không chào Lý Vân mà đi ra ngoài ngay. Cùng lúc đó, trong một khu chung cư nào đó ở Yên Kinh, bây giờ đã đến giờ ăn tối, nên Hồng Mai Quế và bà Loan đang ngồi trước bàn ăn, định dùng bữa. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Hồng Mai Quế cau mày hỏi, nhan tam à? Là người của Hồng Nguyệt, bọn họ sẽ không cùng một nơi, hầu như không liên lạc với bất kỳ ai, đặc biệt những người ngoại tuyến, khi nào bọn họ chủ động liên lạc thì mấy người ngoại tuyến này mới dám đến tìm bọn họ do đó bọn họ vô thức nghĩ đến nhan tam cháu đi mở cửa đi bà loan nói hồng mai quế gật đầu đi ra mở cửa sau đó sắc mặt của cô ta khẽ thay đổi thủ thủ lĩnh bùi nghênh tùng khẽ liếc nhìn hồng mai quế khẽ cười nói bây giờ chỉ còn lại một mình cô là sát thủ đỉnh cấp nhất của hồng nguyệt chúng ta quả thật quãng thời gian này hồng nguyệt đã tổn thất quá nặng nề sát thủ đỉnh cấp thì kẻ chết kẻ bị bắt, kim bài sát thủ và thẻ đỏ sát thủ đều bị tổn thất không hề ít. Ông đến tìm bà Hà, Hồng Mai Quế hỏi. Bùi Nghênh Tùng gật đầu, bước vào nhà, rồi đóng cửa lại. Ông ta đi đến trước mặt bà Loan, hành lễ, cực kỳ khách sáo nói, bà bà, ông mặc có lệnh, trong vòng 10 ngày, toàn bộ người của Hồng Nguyệt phải tập hợp ở biên giới phía Bắc. Toàn bộ người của Hồng Nguyệt đều phải tập hợp ư. Bà Loan nhướng mày hỏi, sao thế, người của khu tội ác cũng đến đây à? Khu tội ác thì tính khác, Bùi Ninh Tùng nói. Ông mặc cũng muốn mời bà đến đó một chuyến, không biết bà có bằng lòng hay không. Bà Loan liếc nhìn Bùi Ninh Tùng, bình tĩnh nói: Được, tôi biết rồi. Mười ngày sau, tôi sẽ xuất hiện ở biên giới phía Bắc. Bùi Ninh Tùng gật đầu nói: Vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau biên giới phía Bắc. Tôi không quấy giày hai người nữa, suốt lời, ông ta liền rời đi. Sau khi xác nhận Bùi Ninh Tùng đã đi xa. Hồng Mai Quế liền cau mày nói, mọi người đều phải tập hợp ở biên giới phía Bắc ư. Bùi Ninh Tùng và ông mặc định làm gì vậy? Hơn nữa bà đồng ý với ông ta làm gì, cháu không muốn đi tới biên giới phía Bắc. Con người ông mặc lòng giả tàn nhẫn, nếu ông ta đã ban bố tin tức này, mà bà không đồng ý, bà nghĩ có lẽ Bùi Ninh Tùng sẽ có cách giết chết bà. Bà Loan lắc đầu nói, rồi gắp đồ ăn trên bàn bỏ vào miệng, đi tới biên giới phía Bắc cũng được thôi, có lẽ bên đó sẽ là chiến trường chính không biết lần này sẽ có bao nhiêu người đến hồng mai quế gật đầu gượng cười nói hai không ngờ bùi nghinh tùng lại bị lê văn vân bắt giữ còn để cho ông ta chạy mất dường như cháu khó mà rời khỏi hồng nguyệt trong khoảng thời gian ngắn bà loan nhìn hồng mai quế nói bây giờ việc có rời khỏi hay không đã không còn quan trọng nữa không ai trong số chúng ta có thể may mắn thoát khỏi đây chỉ là vấn đề lựa chọn cuối cùng mà thôi ở bên khác nhà hàng hoàng vận ở yên kinh đây là nhà hàng chung, hơn nữa còn là nhà hàng chung vô cùng cổ điển. Mọi người đều ăn mặc theo phong cách cổ đại, đứng xếp hàng trước cửa. Sau khi Lê Văn Vân ngừng xe, có người nhanh chóng đi tới chào đón, "Chào anh, cho hỏi anh có hẹn trước không ạ?" À? "Có." Lê Văn Vân gật đầu đáp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 951, mấy người đang uy hiếp tôi à? Phòng bao chữ Thiên số 1, Lê Văn Vân nói với nhân viên phục vụ nhân viên phục vụ khẽ cười, cô ta mặc đồ cổ trang, tay cầm khăn lụa, vươn tay ra nói, mời anh đi lối này. Lê Văn Vân gật đầu, theo sau cô ta, đi thẳng vào trong, rất nhanh đã đến phòng bao cực kỳ rộng rãi. Trong phòng bao vẫn rất cổ kính, chỉ có một chiếc bàn tròn khổng lồ và một hàng nhân viên phục vụ đang đứng phía trước. Phòng bao chứa thiên số 1 là phòng bao tốt nhất trong nhà hàng chung này, giá cả cực kỳ đắt đỏ, còn có mấy tiết mục được biểu diễn. Phục vụ cũng rất chừng mực, Lê Văn Vân biết rõ, có lẽ mùi vị của nhà hàng này cũng chỉ như thế, thứ bọn họ bán chính là mấy phục vụ này, vậy mà rất nhiều người vẫn thích chạy đến đây ăn. Trong phòng đã có không ít người đang ngồi, hình như Đồng Dương ở trên cầu vượt lúc trước đã trở thành người đại diện cho nhà họ Đồng, ngoài ra còn có hai ông lão và hai người đàn ông trung niên. Chắc chắn hai ông lão này chính là nhân vật siêu cấp của hai gia tộc còn lại, còn hai đàn ông trung niên kia là người phụ trách hiện tại của hai gia tộc. Sau khi Lê Văn Vân bước vào, ánh mắt của bọn họ cũng rơi trên người Lê Văn Vân, ngoại trừ Đồng Dương, mấy người khác đều lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Mặc dù bọn họ đã sớm biết Lê Văn Vân vẫn còn rất trẻ, nhưng lúc Lê Văn Vân thật sự bước vào, bọn họ vẫn bị chấn động. Người đứng thứ ba trong thiên bảng lại chưa tới 30 tuổi. Điều này đã khiến bọn họ thật sự hơi cạn lời. Nhưng sau sự kinh ngạc ngắn ngủi, một người trong số bọn họ bỗng hử lạnh, hờ hững nói các cô cứ lui xuống trước đi. Dạ vâng mấy nữ nhân viên mặc đồ cổ trang đó đều hành lễ phất khăn lụa trong tay rồi đi ra ngoài đợi sau khi cửa phòng đóng lại một ông lão trong số đó nhìn lê văn vân lê văn vân đi tới kéo ghế định ngồi xuống thì ông lão đó lạnh nhạt nói tôi đã cho phép cậu ngồi xuống chưa lê văn vân vui vẻ liếc nhìn ông lão rồi cười như không cười đáp ông đây có ngồi xuống hay không cũng cần sự cho phép của ông à câu nói của lê văn vân khiến ông ta sửng sốt một chút nhưng nghĩ đến việc Lê Văn Vân đứng thứ ba thiên bảng, ông ta liền nghiến răng nghiến lợi, hư lạnh, được, vậy thì cậu cứ ngồi xuống trước đi, rồi chúng ta từ từ nói chuyện. Đầu tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi họ Chu, tên là Chu Diệu Khôn. Đây là gia chủ nhà họ Chu hiện tại của chúng tôi, Chu Vũ Văn, còn người bên cạnh tôi họ Ôn, tên là Ôn Uẩn. Ông ta chỉ vào một ông lão khác, rồi lại chỉ vào một người đàn ông trung niên khác nói, đây là Ôn Đào, gia chủ nhà họ Ôn hiện tại. Sứt lời, Ông ta hờ hững nói, Đồng Dương, chắc cậu cũng biết rồi đúng không, nên tôi không cần phải giới thiệu gì nhiều. Lê Văn Vân gật đầu nói, ừm, tôi biết rồi, mấy người có chuyện gì thì mau nói đi. Dứt lời, anh dứt khoát cầm bát đũa lên, liếc nhìn mấy món ăn trên bàn, rồi mặc kệ tất cả mà bắt đầu ăn. Nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của Lê Văn Vân, trên mặt ôn đào hiện lên vẻ không vui nói, Lê Văn Vân, lúc ở trước mặt chắc nhất mình cậu cũng ngông cuồng như vậy ư. Tốt xấu gì chúng tôi cũng được xem là bề trên của cậu, bề trên còn chưa động đúa, vậy mà cậu lại dám ăn trước chúng tôi." Lê Văn Vân xua tay nói, "Mấy người tìm tôi có việc gì thì mau nói ra đi. Về phần bề trên hay không thì người mà tôi quen thuộc mới gọi là bề trên, còn bề trên mà tôi không quen thì chẳng là cái thá gì cả." Cậu, Ôn Đào nghiến răng nghiến lợi nói. "Ha ha, người trẻ tuổi tưởng mình có chút bản lĩnh thì có thể vô địch thiên hạ ư?" Lê Văn Vân cậu thật sự cho rằng không ai có thể trị được cậu đúng không chu diệu khôn lạnh lùng u ám nói lê văn vân cạn lời rồi đặt đũa xuống hờ hững nói thôi được rồi vậy mấy người có việc gì thì mau nói ra đi mấy người tìm tôi mà muốn thương lượng chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi rất đơn giản chúng ta chỉ muốn hỏi cậu một chuyện đồng tốn là bị cậu giết đúng không chu diệu khôn thờ ơ hỏi nếu ông đã nói như thế cũng chẳng sao cả lê văn vân gật đầu nói ông còn câu hỏi nào nữa không chú ý thái độ của cậu nghe thấy giọng điệu hời hợt của lê văn vân chu diệu khôn cực kỳ giận dữ cười khẩy nếu cậu đã thừa nhận thì tốt chắc bây giờ cậu cũng biết chúng tôi là bốn gia tộc siêu cấp từng ký thỏa thuận với người gác đêm các cậu chúng tôi luôn tuân thủ theo thỏa thuận không bước vào đời không phá vỡ quy tắc của thế giới bình thường nhưng bây giờ các cậu lại chủ động xé bỏ thỏa thuận này ông nghĩ nhiều rồi lê văn vân lạnh nhạt nói tôi nghĩ chắc ông cũng đã nghe qua chuyện tôi đã bị người gác đêm khai trừ phát huyết xác lệnh rồi đúng không do đó nói trắng ra chuyện này chẳng liên quan gì đến người gác đêm hơn nữa đồng tốn đã làm một số việc ghê tởm trước đúng lúc là kẻ thù của bạn tôi cho nên tôi đã trả thù giúp bạn tôi chỉ vậy thôi ai sẽ tin lời cậu nói ôn uẩn cười khẩy cậu đã bị người gác đêm khai trừ rồi ư bọn họ giả vờ khai trừ cậu à có phải người gác đêm các cậu cảm thấy mấy nhà chúng tôi tồn tại là sự uy hiếp, nên muốn giả vờ khai trừ cậu, để cậu tới đối phó với chúng tôi đúng không? Lê Văn Vân cạn lời rồi. Anh cao mày, liếc nhìn đồng dương, hờ hững nói, bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, mấy người định giải quyết thế nào? Ôn Uẩn bỗng hít mắt lại nói, tôi mặc kệ trước kia đồng tốn đã làm những gì, nhưng ông ta là đồng minh của mấy nhà chúng tôi, cũng có thỏa thuận với người gác đêm. Bây giờ cậu đã chủ động xé bỏ thỏa thuận, giết chết đồng tốn thì phải trả giá thích đáng chúng tôi cần một lời giải thích ông muốn giải thích thế nào lê văn vân nheo mắt lại hỏi nghe thấy câu hỏi bình tĩnh của lê văn vân bọn họ còn tưởng lê văn vân đã thỏa hiệp chu diệu khôn liếm môi nói rất đơn giản chỉ cần cậu đáp ứng đủ ba yêu cầu của chúng tôi yêu cầu đầu tiên là giao doãn nhu kia ra bà ta đã giết chết đồng tốn tất nhiên phải trả giá bằng mạng mới thỏa đáng yêu cầu thứ hai cậu là đồng phạm cậu hãy tự chặt đứt một cánh tay, coi như đây là sự trừng phạt nhất định dành cho cậu. Yêu cầu thứ ba, cậu phải đích thân đến Du Châu, quỳ xuống xin lỗi người nhà họ đồng, đến khi nào bọn họ tha thứ thì thôi. Nói đến đây, ông ta lạnh nhạt nói, đây cũng là yêu cầu mà chúng tôi đề ra với Trác nhất minh. Tôi nghĩ có lẽ ông ta cũng không dám phản bác, Lê Văn Vân khá vui vẻ. Anh phát hiện hình như người của mấy gia tộc ẩn thế này đều coi mình là củ hành. Quả thật, hơn 100 đỉnh cấp gia nhập vào Hồng Nguyệt sẽ gây ra rắc rối lớn cho người gác đêm, vì thế bọn họ đã lấy điều này ra để uy hiếp, cho rằng Lê Văn Vân không thể chịu nổi hậu quả như vậy. Nhưng nghe xong điều kiện này, Lê Văn Vân suýt tát thẳng vào mặt hai ông lão này. Anh ngước mắt lên, nhìn đám người này, nếu tôi không đồng ý thì sao? Đây là lời giải thích mà chúng tôi cần, cậu phải đáp ứng mọi điều kiện, nếu cậu không đồng ý, vậy thì. Chu Diệu khôn hờ hững nói, Toàn bộ người trong ba nhà chúng tôi sẽ gia nhập vào Hồng Nguyệt, Hồng Nguyệt có thêm thế lực lớn như vậy, tôi nghĩ các cậu khó có thể gánh nổi hậu quả này. Ôn Uẩn cũng lạnh nhạt nói, danh con, tôi thừa nhận cậu rất có thiên phú, nhưng cậu vẫn còn quá trẻ, làm việc phải nghĩ đến hậu quả, bởi vì đây là sự lựa chọn duy nhất của cậu. Lê Văn Vân sờ mũi, cười ha hả nhìn bọn họ nói, ông nghĩ nhiều rồi, tôi sẽ không đáp ứng bất kỳ điều kiện nào mà các ông đưa ra. Hả? ôn uẩn lạnh lùng nói, cậu đang ép chúng tôi gia nhập vào Hồng Nguyệt đúng không? Nếu chắc nhất mình biết được tin tức này, cậu đoán thử xem ông ta sẽ làm thế nào? Tôi không biết ông ta sẽ làm thế nào, cũng không có hứng thú muốn biết. Lê Văn Vân xua tay, liếc nhìn mọi người nói, chuyện này là do tôi làm, không liên quan gì đến ông ta và người gác đêm. Nếu mấy người cứ khăng khăng có liên quan, muốn gia nhập vào Hồng Nguyệt, tất nhiên tôi phải xử lý sạch sẽ chuyện này rồi. Sứt lời, trong mắt anh lóe lên tia lạnh lẽo, mấy người có thể lựa chọn gia nhập vào Hồng Nguyệt, nhưng tôi cũng đứng đây cam đoan với các người, chỉ cần các người gia nhập vào Hồng Nguyệt, chắc chắn từng người trong ba nhà các người sẽ bị tôi giết chết, không sót lại một ai. chương 952, Biến cố của khu tội ác Chỉ cần mấy người gia nhập vào Hồng Nguyệt, tôi sẽ giết sạch ba nhà các người. Giọng điệu của Lê Văn Vân tràn ngập vẻ uy hiếp, hơn nữa còn uy hiếp một cách trắng trợn, anh không tin vào thời khắc mấu chốt ba nhà này sẽ giúp đỡ người gác đêm bọn họ không gây thêm rắc rối thì tốt nếu bọn họ muốn gia nhập vào hồng nguyệt để gây thêm rắc rối tất nhiên lê văn vân sẽ không nể nang gì bọn họ suốt lời lê văn vân khẽ cười nhìn năm người đang tràn đầy ngạc nhiên rồi bắt đầu động đúa Đêm còn bị anh giết chết bây giờ hot Seas cũng cực kỳ khách sáo khi đối mặt với anh không ngờ mấy gia tộc này lại muốn uy hiếp anh thật nực cười lê văn vân Chu Diệu khôn nghiến răng nghiến lợi nói, cậu cho rằng chúng tôi thật sự không dám à. Ông tưởng tôi đang nói đùa với ông à, ông bảo tôi chặt đứt cánh tay, ông nghĩ ông là cái thá gì. Đem còn bị tôi giết chết thì ông đừng nói nhảm trước mặt tôi. Lê Văn Vân khinh thường nói, chỉ cần các ông gia nhập vào Hồng Nguyệt, tôi bảo đảm hai lão già các ông sẽ là người chết trước nhất. Tôi mặc kệ các ông gia nhập hay chạy trốn, nhưng nếu các ông dám đến Hồng Nguyệt, tôi sẽ bất chấp tất cả mà giết các ông trước các ông hãy nhớ kỹ lời tôi nói tôi bảo đảm nói được làm được anh vừa ăn vừa khẽ cười nhìn năm người ánh mắt dừng trên mặt đồng dương suốt quá trình đồng dương đều giữ im lặng bây giờ gia tộc của ông ta đã không còn siêu cấp nữa nếu lê văn vân thật sự muốn đối phó ngay cả sức lực để phản kháng ông ta cũng chẳng có thấy mấy người này im lặng một hồi lâu lê văn vân liền cười chế giễu ăn xong mấy món anh hài lòng vỗ bụng nói tôi ăn no rồi mấy người cứ ăn tiếp đi nhớ kỹ những lời tôi vừa mới nói, tôi không nói đùa với các ông đâu. Tai mắt của người gác đêm rất rộng lớn, cũng có người đứng đầu Hồng Nguyệt hợp tác với tôi, vì thế chỉ cần các ông gia nhập, chắc chắn tôi sẽ biết ngay tức khắc. Tôi đã dẫn ra không ít người từ khu tội ác, đúng lúc bây giờ bọn họ đang rất rãnh rỗi, các ông cứ việc thử xem tôi có thể diệt sạch gia tộc của các ông hay không. suốt lời, anh cũng mặc kệ vẻ mặt của mấy người này, khẽ cười rồi xoay người bước ra ngoài để lại năm người với sắc mặt cực kỳ khó coi không biết tại sao bọn họ luôn cảm thấy sợ sệt không dám phản bác trước mặt lê văn vân như thể lê văn vân thật sự sẽ giết bọn họ ngay tại chỗ đợi lê văn vân rời đi rồi chu diệu khôn mới nghiến răng nói thằng danh này đúng là coi trời bằng vung ôn uẩn thở dài nói chúng ta đã bỏ sót một chuyện đó chính là cậu ta thật sự đứng thứ ba trong thiên bảng một mình giết chết đem bố vậy tiếp theo chúng ta phải làm thế nào ôn đào cao mày hỏi, con thật sự không ưa cậu ta, nếu không thì. Chúng ta thật sự gia nhập vào Hồng Nguyệt đi, con cũng muốn xem thử, rốt cuộc cậu ta có thể làm gì chúng ta. Mọi người nghe xong đều im lặng, ôn uẩn thở dài nói, cậu ta đứng thứ ba trong thiên bảng, e rằng bố và chú chu của con cùng hợp sức với nhau cũng không thể đánh lại cậu ta. Chúng ta chỉ muốn tăng áp lực cho chắc nhất minh, để cậu ta phải trả giá nhất định mà thôi, nhưng rõ ràng bây giờ, cậu ta không hề đi theo kịch bản này nếu chúng ta thật sự gia nhập vào hồng nguyệt không chỉ có cậu ta mà thằng nhãi chát nhất minh kia cũng sẽ lựa chọn liều mảng với chúng ta nghe đến đây mọi người đều trở nên yên lặng vậy chuyện này chúng ta chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt thôi sao chu diệu khôn cực kỳ giận dữ rút điện thoại ra tìm một dãy số rồi bấm gọi đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói mang theo ý cười của vương hồng ồ ông chu xem ra ông đã trò chuyện xong với lê văn vân rồi đúng không thế nào Kết quả đàm phán có khiến ông hài lòng không? Phương Hồng, rốt cuộc ý ông là sao? Chu Diệu khôn nghiến răng nghiến lợi hỏi. Các ông bảo Lê Văn Vân đến đây để diễu võ Dương Oai đúng không? Cậu ta vừa mới uy hiếp chúng tôi, nếu chúng tôi gia nhập vào Hồng Nguyệt, cậu ta sẽ giết sạch gia tộc chúng tôi. Đây cũng là ý của người gác đêm các ông đúng không? Hai, tôi đã nói với ông rồi, Lê Văn Vân đã không còn là người gác đêm nữa sở dĩ lê văn vân xuống tay với đồng tốn cũng xuất phát từ ân oán cá nhân của bạn bè của cậu ta hoàn toàn không liên quan đến người gác đêm vậy mà các ông cứ không chịu tin vương hồng gượng cười nói vương hồng ông thật sự không nghĩ tới nếu chúng tôi gia nhập vào hồng nguyệt sẽ như thế nào hả à? chẳng lẽ ông cho rằng để một thằng nhãi như cậu ta đến uy hiếp dăm ba câu thì chuyện này cứ thế bỏ qua sao chu diệu khôn mặt mày khó coi hỏi vương hồng im lặng một hồi lâu chu diệu khôn nhất thời mừng rỡ Tưởng Vương Hồng sẽ thỏa hiệp. Tôi đã nói rồi, thứ nhất, Lê Văn Vân không phải là người gác đêm. Thứ hai, đây là ân oán cá nhân giữa Đồng Tốn và Doãn Nhu, tôi nghĩ chắc các ông biết rất rõ những chuyện kinh tởm mà Đồng Tốn đã làm trước kia. Vương Hồng lạnh nhạt nói, thứ ba, có lẽ các ông không hiểu rõ con người Lê Văn Vân. Nếu các ông dám gia nhập vào Hồng Nguyệt, cậu ta sẽ thật sự giết sạch gia tộc của các ông. Về phần sau này ba gia tộc này sẽ lựa chọn như thế nào? Lê Văn Vân cũng không nghĩ quá nhiều, đúng như những gì chắc nhất Minh đã nói, nếu anh đã làm ra chuyện này thì anh sẽ giải quyết sạch sẽ. Chỉ cần lúc nào đó chắc nhất Minh đến nói cho anh biết ba gia tộc này đã gia nhập vào Hồng Nguyệt, anh sẽ dẫn đám người đến từ khu tội ác kia ra tay, tìm kiếm bọn họ trên khắp thế giới. Buổi tối anh quay về khu chung cư, mấy ngày tiếp theo, anh sống khá thoải mái. Quãng thời gian này, anh không có nhiệm vụ nào cả, hoàn toàn ở trong trạng thái thư thái, Mỗi ngày đi dạo ở các nhà hàng Yên Kinh. Nhan Như Tuyết đang giúp anh dò hỏi tin tức về xương rồng, nhưng hình như gần đây không thu hoạch được gì, năm khúc xương rồng trong tay anh cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể hấp thụ hết. Sau đó, ngày nào anh cũng đi gặp mấy người quen ở Yên Kinh, ví dụ như mấy người Đặng Hân Hân, Vương giai Kỳ, rồi đi ăn cơm, trò chuyện với bọn họ. Trên thực tế, kể từ khi Lê Văn Vân gia nhập vào người gác đêm năm 18 tuổi, anh không có nhiều thời gian để yên tĩnh như thế này cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ. Mặc dù trước đây trông anh cũng rất nhàn rỗi, nhưng suy cho cùng, nhiệm vụ vẫn đang quấn trên người, bình thường anh cũng luôn suy nghĩ về nhiệm vụ. Cho dù là 3 năm anh bị mất trí nhớ thì sức khỏe và tinh thần của anh cũng vô cùng uể oải. Lúc đó, ngày nào anh cũng đi chuyển gạch, còn bị người khác ghét bỏ, nên cuộc sống vô cùng mệt mỏi. Bây giờ đã không còn nhiệm vụ nào nữa, mặc dù anh phải nghĩ đến chuyện chiến tranh trong tương lai, nhưng anh cố gắng để mình thư thái tận hưởng mấy ngày này. Anh đã dự định, nếu thật sự không có tin tức gì về xương rồng, anh sẽ về Lâm Hải ở bên bố mẹ của mình trước. Bất giác, mười mấy ngày đã lặng lẽ trôi qua. Trong quãng thời gian này, Lê Văn Vân đã hấp thụ tổng cộng hơn hai khúc xương rồng, hơn nữa tốc độ ngày càng chậm, dù gì việc nâng cao bản thân cũng là một hạn chế tương đối. Hôm nay, Lê Văn Vân vẫn ở trong nhà hấp thụ xương rồng, đúng lúc này, tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Đồng thời, ở khu tội ác xa xôi trên một bãi biển lúc này Minh Sùng đang đứng chắp tay trước bờ biển vẻ mặt vẫn không chút cảm xúc nhìn mặt biển xa xăm chẳng mấy chốc trên mặt biển đã có mấy chiếc du thuyền khổng lồ từ từ hiện ra rồi nhanh chóng đến gần anh ta tầm người mấy phút sau du thuyền từ từ đến gần bờ biển trên một chiếc du thuyền một ông lão đang ngồi trên mạn thuyền ông lão này cũng lớn tuổi rồi trên đầu đã không còn bao nhiêu tóc nhưng được trải chuốt rất tỉ mỉ trong miệng cũng không còn bao nhiêu chiếc răng nhưng giọng nói lại giống như chuông lớn. chắc nhất mình có lệnh người gác đêm số một minh sùng hãy dẫn người gác đêm ở khu tội ác ra khơi. đích đến là biên giới phía bắc. ông ta đứng trên mạn thuyền bình tĩnh nói. minh sùng đứng bên dưới khẽ hành lễ nói tuân lệnh. đồng thời ở khu tội ác trong trang viên của hotzis một người nhanh chóng chạy vào trong trang viên của hotzis sau đó hành lễ nói ông hotzis Du thuyền của người gác đêm đã đến bờ biển rồi, e rằng ngài Minh sắp rời đi rồi. Hotzis bĩu môi nói, rời đi ư? Không được để cậu ta rời đi một cách dễ dàng như vậy. Người của chúng ta cũng đã đến lúc tập hợp lại rồi. Hú, tầm vài phút trôi qua, trên bầu trời khu tội ác bỗng vang lên một tiếng còi báo động. Sau đó rất nhiều người ở khu tội ác bắt đầu tập trung về phía trang viên trung tâm. Ở phố ổ chuột, ông lão lừa gạt đeo kính đen mắng mỏ mẹ kiếp nhanh như vậy đã bắt đầu rồi sao? Sớm biết thế này hôm đó mình đã rời đi cùng thằng nhãi kia rồi. chương 953, biến cố của khu tội ác 2. Ông lão lừa gạt rất tức giận, ông ta ở lại thành phố này là có nguyên do, nhưng ông ta cảm thấy rằng nếu mình muốn rời đi, có lẽ vẫn có chút cơ hội. Tiếng còi báo động vang vọng khắp bầu trời khu tội ác, trên phố ổ chuột, rất nhiều người đang thò đầu ra ngoài, vẻ mặt hơi mơ màng. Nhìn thấy đám người này, Ông lão lừa gạt hơi cạn lời, lấy điện thoại ra, bấm một dãy số rồi gọi đi. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Người nghe máy là người phụ trách hiện tại của Minh Giáo, mặc dù đã rời đi, nhưng bây giờ Minh Giáo vẫn khống chế toàn bộ khu Bắc, hơn nữa còn liên tục phát triển. Bây giờ ông lão lừa gạt có quan hệ khá tốt với Minh Giáo, bởi vì lúc Lê Văn Vân rời đi đã nhờ ông ta trông nom. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vô cùng khách sáo, "Tiền bối, đã xảy ra chuyện gì thế?" tại sao bây giờ khu tội ác lại vang lên tiếng còi báo động lớn như vậy? Cậu bớt nói nhảm lại đi, mẹ kiếp, có lẽ hai ông trùm sắp sống mái với nhau rồi, toàn bộ người trong tổ chức minh giáo và mấy người ở khu ổ chuột kia đều phải sơ tán ra khỏi thành phố này. Ông lão lừa gạt vội nói, cậu phải nhớ kỹ, là toàn bộ người, ngoài ra. Ông ta nói đến đây thì liếm môi nói, vào thời gian này, mặc kệ là ai, chỉ cần là người tiến về quảng trường trung tâm đều phải giết sạch. Chuyện này, đầu dây bên kia vang lên giọng nói không dám tin, ý ông là sao? Cậu cứ làm theo lời tôi nói là được, sơ tán toàn bộ người ra khỏi khu đông. Chúng ta vẫn còn đủ thời gian, hiểu chưa? Ông lão lừa gạt hơi sốt sáng nói, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi làm ngay. Đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy, sau đó, ông lão lừa gạt hét với mấy người xung quanh, mọi người mau chạy ra khỏi khu tội ác, nếu ai muốn chết thì cứ việc ở lại đây cũng chẳng sao. Mấy người ở khu ổ chuột nghe ông lão lừa gạt nói thế thì nhất thời sừng sốt, sau đó có người bắt đầu bỏ chạy. Tiếng còi báo động vốn đã cực kỳ đáng sợ, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc chạy ra bên ngoài. Ở bên bờ biển, mặc dù cách khu tội ác rất xa, nhưng Minh Sùng vẫn nghe thấy tiếng động này, trên thuyền, ông lão kia cau mày hỏi, đây là âm thanh gì vậy? Là tiếng còi báo động của khu tội ác, có lẽ Hotsis đã biết mấy người đến đây rồi. Minh Sùng bình tĩnh nói, mấy năm qua, ông ta đã âm thầm phát triển không ít thế lực ở thành phố này ban đầu chúng ta đã có thể dự kiến được điều này ông lão thở dài nói bây giờ ông ta kéo còi báo động có phải ông ta không định để cho chúng ta rời đi đúng không có lẽ là vậy minh sùng vẫn mặt không cảm xúc đáp vậy cậu nghĩ thế nào ông lão hỏi chúng ta phải giết ông ta trước đã rồi hãng rời đi minh sùng thờ ơ đáp trong một thị trấn ở sâu trên hòn đảo này cũng vang lên âm thanh chói tai hầu như mọi người đều bắt đầu xuất hiện thành từng tốp bốn người khương vĩ vẫn đang huấn luyện nghe thấy âm thanh này thì vẻ mặt mơ màng chuyện chuyện này là sao khương vĩ cau mày hỏi các cậu đừng nói nhảm nữa giáo quan đá vào cậu ta nói mẹ kiếp bốn người các cậu hãy tự thu dọn đồ đạc đi ra bãi biển phía tây có lẽ ở đó sẽ có mấy chiếc du thuyền các cậu cứ lên thẳng du thuyền chờ đợi là được ngô nghiêu nhíu chặt mày nói các anh các anh định làm gì vậy nhiều người như vậy giáo quan mỉm cười cầm lấy hai thanh đao ở bên cạnh rồi đeo lưng lên hờ hững nói chúng ta phải rời khỏi hòn đảo này sự cân bằng của hòn đảo này đã bị phá vỡ rồi có lẽ có người không muốn cho chúng ta rời đi một cách yên ổn do đó có lẽ chúng ta phải đi chém chết tất cả bọn họ rồi mới rời đi giáo quan cười hì hì liếm môi hình như rất hưng phấn nhìn thấy bốn người mơ màng anh ta đá vào người Khương Vĩ Mắng, các cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Nếu không muốn chết thì mau thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi đây ngay. Bây giờ Khương Vĩ mới hoàn hồn lại, vội nói chúng tôi biết rồi. Sứt lời, cậu ta nhanh chóng chạy về nơi mình ở, dọc đường đi, cậu ta phát hiện mọi người đều mặc trang phục của người gác đêm, lưng mang song đao tiêu chuẩn, đi thành từng tốp ra khỏi thị trấn. Suốt cuộc chuyện này là sao, biến cố này tới quá đột một rồi đấy. Ngô Nhiêu không nhịn được mắng, Đúng vậy, rất nhiều người trong khu tội ác cũng mơ màng giống như bọn họ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bọn họ chỉ nhìn thấy một số người đang tập hợp về phía trung tâm, cũng có người chạy ra bên ngoài. Nhưng đa số mọi người đều mơ màng trốn trong nhà của mình. Lúc này trong quảng trường trung tâm bốn khu vực và trang viên của Hot đã tập hợp rất nhiều người, kể cả thánh chủ duy nhất còn sót lại của khu Nam, và người như Frey cũng xuất hiện ở đây. Trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, Toàn bộ quảng trường đã tập hợp mấy nghìn người. Trong phòng, Hotzis vẫn đang cầm ly rượu, trên mặt khẽ mỉm cười, đang đếm số bằng một tay. Hình như đã lâu lắm rồi, mình cũng không còn nhớ rõ mình đã ở trên hòn đảo này bao nhiêu năm. Hotzis cười nói, ở đây, mình chính là vua, người nào muốn rời đi thì phải nhận được sự đồng ý của mình. Ông chủ, nếu chúng ta đánh thắng Minh Sùng, chúng ta có còn ở lại đây nữa không? Người bên cạnh bỗng lên tiếng hỏi. Tất nhiên chúng ta phải ở lại đây rồi, chuyện bên ngoài cứ giao cho bên ngoài giải quyết, chúng ta giữ lại át chủ bài minh sùng và người gác đêm ở đây, đã là đóng góp lớn nhất mà chúng ta có thể làm được rồi. Hotzis cười hì hì nói, du thuyền của mấy người Lý Kim Minh vừa mới cập cản. Người trước mặt lại lên tiếng. Ha, thời gian cũng thật chuẩn xác, dẫn cậu ta đến đây đi. Không biết lần này cậu ta có mang về tin tức nào hay không? Hotsis cười nói, lúc này ngoài cửa có một người bước vào anh ta mặc một bộ đồ tiêu chuẩn màu đỏ quỳ xuống trước mặt hotzis nói tất cả bọn họ đều đã tập hợp xuất phát đang tiến về khu tội ác ha à, hotzis bỗng hít mắt lại nói quả nhiên minh sùng là người trẻ tuổi tôi vốn định tập hợp người đi đến bãi biển để ngăn cản cậu ta nhưng cậu ta vừa nghe thấy tiếng còi báo động đã đến thẳng đây như vậy cũng bớt đi nhiều rắc rối chúng ta hãy đi gặp mặt át chủ bài của người gác đêm đi hình như đã lâu lắm rồi mình cũng không còn nhớ rõ mình đã ở trên hòn đảo này bao nhiêu năm." Hotzis cười nói, "Ở đây, mình chính là vua, người nào muốn rời đi thì phải nhận được sự đồng ý của mình." "Ông chủ, nếu chúng ta đánh thắng Minh Sùng, chúng ta có còn ở lại đây nữa không?" Người bên cạnh bỗng lên tiếng hỏi. "Tất nhiên chúng ta phải ở lại đây rồi, chuyện bên ngoài cứ giao cho bên ngoài giải quyết, chúng ta giữ lại át chủ bài Minh Sùng và người gác đêm ở đây, đã là đóng góp lớn nhất mà chúng ta có thể làm được rồi." Hotzis cười hì hì nói, du thuyền của mấy người Lý Kim Minh vừa mới cập cản. Người trước mặt lại lên tiếng, "Ha, thời gian cũng thật chuẩn xác, dẫn cậu ta đến đây đi. Không biết lần này cậu ta có mang về tin tức nào hay không?" Hotzis cười nói, lúc này, ngoài cửa có một người bước vào, anh ta mặc một bộ đồ tiêu chuẩn màu đỏ, quỳ xuống trước mặt Hotzis nói, "Tất cả bọn họ đều đã tập hợp xuất phát, đang tiến về khu tội ác." "Ha, Hotsis bỗng hít mắt lại nói, quả nhiên Minh Sùng là người trẻ tuổi, tôi vốn định tập hợp người đi đến bãi biển để ngăn cản cậu ta, nhưng cậu ta vừa nghe thấy tiếng còi báo động, đã đến thẳng đây, như vậy cũng bớt đi nhiều rắc rối. Chúng ta hãy đi gặp mặt át chủ bài của người gác đêm đi. Ở Yên Kinh, Lê Văn Vân vẫn đang ở trong phòng của mình hấp thụ xương rồng như thường lệ, đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Anh cao mày, bình thường chỉ có mình anh ở nhà, bởi vì Lý Vân phải đi làm, còn Lý Giai Giao thì đến trường. Anh tưởng là mẹ của Lý Giai Giao lại đến. Anh đã hấp thụ xương được giữa đoạn rồi, nên đứng dậy, đi ra ngoài mở cửa. Nhưng ngoài cửa lại là người nước ngoài mặc vest mang giày da. Lê Văn Vân khẽ cau mày khi nhìn thấy người này. Anh hoàn toàn không có ấn tượng gì về người này, nên cau mày hỏi, ông tìm nhầm người rồi đúng không? Cậu là Lê Văn Vân đúng không? Người đứng ngoài cửa khẽ mỉm cười với anh, nói tiếng Trung rất trôi chảy ông là vẻ mặt Lê Văn Vân hơi thay đổi chào cậu tôi xin tự giới thiệu cậu có thể gọi tôi là tiến sĩ T ông ta khẽ mỉm cười nói Lê Văn Vân nghe xong thì đôi mắt hơi thẫn thờ không ngờ nhân vật trong truyền thuyết này lại đến tìm anh sau một hồi thẫn thờ trong mắt của Lê Văn Vân lại lóe lên tia giận dữ chính người này đã cứu Bùi Ninh Tùng cậu không mời tôi vào trong ngồi chút à tiến sĩ T khẽ cười hỏi hình như không cần đâu Lê Văn Vân liếm môi nói, nói đến mới nhớ, bùi nghênh tùng là do ông thả ra, hình như ông đã nợ tôi một lời giải thích. chương 954, lai lịch của khu tội ác sứt lời, khí thế trên người Lê Văn Vân nhất thời tăng vọt. Khóe miệng của tiến sĩ Tê khẽ run lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói, chẳng phải quy tắc của người gác đêm các cậu là không được xuống tay ở nơi đông người à. Tôi đã không còn là người gác đêm nữa, Lê Văn Vân liếm môi đáp. Nếu cậu xuống tay với tôi, e rằng tòa nhà này sẽ bị đổ sụp cậu có chắc là mình muốn làm như thế không tiến sĩ tê cười hít mắt hỏi suốt lời khí thế trên người lê văn vân từ từ giảm xuống khẽ bĩu môi nói ông vào nhà đi tiến sĩ tê khẽ cười chẳng hề lo lắng mà sải bước vào nhà của lê văn vân sau khi ngồi xuống sofa thì bắt đầu quan sát lê văn vân ông có chuyện gì thì mau nói thẳng ra đi đừng ngồi đây chơi trò thần bí đó với tôi tôi không mắc bẫy đâu lê văn vân xua tay nói Tiến sĩ T khẽ cười nói, "Thật ra tôi đến đây là muốn nói cho cậu biết, cậu chỉ còn vài ngày nữa thôi." "Tôi biết rồi, không cần ông phải nhắc nhở tôi. Tôi rất tò mò, rốt cuộc thái độ của ông là gì? Ông không giống như Hồng Nguyệt, cũng không giống người của Viễn Hàng, thậm chí có đôi lúc còn muốn giúp đỡ người gác đêm." Lê Văn Vân lạnh nhạt nói, "Rốt cuộc lập trường của ông là gì?" "Lập trường của tôi rất đơn giản, đó chính là người ngoài cuộc, tôi sẽ không tham gia vào trong đó." mà tôi chỉ đang làm một cuộc thí nghiệm tự nhiên tiến sĩ tê mỉm cười nói tất nhiên mấy thứ về phương diện nghiên cứu khoa học này tôi có nói với cậu cũng vô ích thôi nếu vô ích thì tôi mời ông ra ngoài được chưa lê văn vân cạn lời hỏi tôi sẽ nói vào vấn đề chính với cậu cậu muốn biết về nguồn gốc của khu tội ác không tiến sĩ tê hỏi lê văn vân nhướng mày ngạc nhiên nhìn ông ta thật ra khu tội ác là do thế hệ đầu tiên của người gác đêm và bảy vị của hồng nguyệt cùng sáng lập Tiến sĩ T nói, lúc đó, người gác đêm số 1 và hot cùng quản lý nơi đó, mục đích của việc sáng lập nơi này là để phân chia thế giới bên trên và thế giới ngầm. Lê Văn Vân hờ hững nhìn ông ta, quả thật anh không biết quá nhiều về sự hình thành của khu tội ác. Tiến sĩ T nhìn thấy gương mặt tràn đầy hứng thú của Lê Văn Vân thì nói tiếp, lúc đó Hồng Nguyệt hơi khác so với bây giờ. Lúc đó Hồng Nguyệt chỉ là một nhóm gồm 7 người có ý kiến khác với người gác đêm mà thôi. Sau đó dưới tình huống phát triển, thủ lĩnh nắm quyền phát ngôn đã dẫn dắt Hồng Nguyệt đi theo con đường dị dạng, trở thành tổ chức sát thủ cực kỳ lớn, hoàn toàn đối đầu với người gác đêm. Khu tội ác tồn tại với mục đích gì? Ban đầu rất đơn giản, để những người luyện võ mà người gác đêm tìm thấy kia không được dùng vũ lực trong thế giới bình thường, ai đồng ý ký vào thỏa thuận sẽ được giữ lại, ngược lại ai không đồng ý sẽ bị ném hết vào khu tội ác, để bọn họ chém giết loạn xạ ở trong đó. Tiến sĩ Tê Hờ Hững nói, nơi này, nói trắng ra là một nhà tù mà Hotzis chính là quản giáo của nhà tù, ngoài ra còn có người gác đêm số một hệ hoa. Đồng thời để gian đe Hotzis, bọn họ đã ném át chủ bài của người gác đêm lên hòn đảo đó để Hotzis không ngừng kiêng rè. tạo thành tình huống kiềm chế lẫn nhau. Thời gian dần trôi qua, đủ loại người bắt đầu bị lưu đầy vào trong thành phố này. Trải qua hàng trăm năm, thành phố này đã biến thành bộ dạng như ngày nay. Lê Văn Vân nghe đến đây thì vẻ mặt hơi thay đổi. Đây là lần đầu tiên có người giảng giải cho anh nghe về lai lịch của khu tội ác. Ông nói cho tôi biết những chuyện này để làm gì?" Lê Văn Vân cau mày hỏi. "Chẳng lẽ cậu không nghe ra thông tin quan trọng ở trong đó à? Cậu khiến tôi hơi thất vọng đấy." Tiến sĩ Tê cười híp mắt nói. Vẻ mặt của Lê Văn Vân hơi thay đổi, rồi anh nghĩ đến điều gì đó nên hỏi, "Ý ông là Hotzis là người của Hồng Nguyệt sao?" Tiến sĩ Tê khẽ gật đầu đáp, phản ứng cũng tốt đấy lê văn vân nghe đến đây thì khẽ nhíu mày đang định nói gì đó thì tiến sĩ tê lại cười nói mặc dù nội bộ người sáng lập hồng nguyệt đã nảy sinh chút bất đồng dẫn đến phương hướng phát triển khác biệt nhưng mục tiêu của bọn họ chỉ có một đó chính là thần phục nói theo cách nói của các cậu là trở thành con chó của bọn họ hotzis cũng không ngoại lệ bây giờ bọn họ đang cần đến tất nhiên hotzis cũng phải biểu hiện chút gì đó ví dụ như biên giới phía bắc là chiến trường chính có lẽ ông ta sẽ lôi kéo át chủ bài của người gác đêm các cậu để đội ngũ người gác đêm có sức chiến đấu mạnh nhất kia không thể nào rời khỏi hòn đảo đó lê văn vân cười khẩy nói ông ta có thể ngăn cản ư ông ta đứng thứ hai trong thiên bảng cộng thêm mấy chục năm qua dưới tình huống có nhiều cao thủ đỉnh cấp ở khu tội ác mặc cho ông ta lựa chọn như vậy sức mạnh mà ông ta ngấm ngầm phát triển đủ để chấn động thế giới cũng là chuyện rất thường tình tiến sĩ tê cười nói ví dụ như lần này tôi đến đây tìm cậu là muốn nói cho cậu biết, có lẽ ở khu tội ác, Hossis và Minh Sùng đã đánh nhau rồi, nói cách khác, có lẽ đội ngũ ác chủ bài của các cậu sẽ không thể nào tham chiến ở biên giới phía bắc. Tôi hy vọng cậu hãy truyền đạt thông tin này cho Trác Nhất Minh, dù gì rất có khả năng biên giới phía bắc sẽ trở thành nơi chôn xương của Trác Nhất Minh. Trác Nhất Minh là trụ cột tinh thần cuối cùng của người gác đêm trên toàn thế giới. Một khi ông ta chết, người gác đêm sẽ không biết đi vào đâu. Tiến sĩ Tê cười híp mắt nói: Tôi biết rồi, Lê Văn Vân nghe đến đây thì thở dài nói, nhưng lão già đó sẽ không chết. Thế à, tiến sĩ Tê nói, nhóc con, so với Trác Nhất Minh, cậu vẫn còn thua kém nhiều lắm. Ông ta là thiên tài mà tôi từng gặp trong cuộc đời. Còn cậu, có lẽ cậu rất giỏi, nhưng đúng vậy, chỉ cần tôi còn sống, ông ta sẽ không chết. Lê Văn Vân nhìn tiến sĩ Tê nói, nếu ông đã nói xong rồi thì ông có thể đi được rồi đấy. Tiến sĩ Tê khẽ cười, từ từ đứng dậy nói, "Được rồi. Vậy tôi đi trước, tôi rất mong đợi vào biểu hiện tương lai của cậu, cậu là một trong những người tôi chú ý nhất trong thí nghiệm của mình, hy vọng cậu sẽ không khiến tôi thất vọng." "Ông cứ cẩn thận đấy, đợi sau khi tôi giải quyết xong mấy chuyện này, tôi sẽ bắt ông lại, ngày nào cũng bắt ông phát minh, nếu không phát minh được món đồ gì thì tôi sẽ không cho ông ăn cơm." Lê Văn Vân mắng, Tiến sĩ Tê không để tâm đến lời nói của Lê Văn Vân, mà khẽ cười rời khỏi nhà, còn chủ động đóng cửa lại đợi ông ta rời đi rồi lê văn vân liền cảm thấy buồn bực mất tập trung tâm trạng bình tĩnh mười mấy ngày nay nhất thời trở nên hỗn loạn khiến cả người anh rất khó chịu anh ngẫm nghĩ một lát rồi móc điện thoại ra gọi cho phạm nhược tuyết anh truyền đạt lại tin tức của tiến sĩ tê cho phạm nhược tuyết nghe nhưng vẫn cảm thấy hơi buồn bực mất tập trung nên chủ động thu dọn đồ đạc quyết định quay về lâm hải trước đã lúc anh đang thu dọn đồ đạc điện thoại của anh bỗng đổ chuông anh cầm lên xem thì phát hiện là dãy số lạ lê văn vân liền bấm nghe máy đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy than thở của trác nhất minh cậu có chắc là sẽ không quay về nữa không hình như tôi có quay về hay không cũng không còn quan trọng nữa lê văn vân nói tôi sẽ tham gia cuộc chiến này hơn nữa mặc dù tôi quay về cũng lấy hình thức tiểu đội để tác chiến nên không có khác biệt gì mấy tôi đã biết thông tin mà cậu mang tới rồi trác nhất minh bình tĩnh nói ở biên giới phía bắc người của Hồng Nguyệt đã xuất hiện rất đông. Ở khắp nơi, người của Hồng Nguyệt cũng liên tục xuất hiện gây rắc rối. Người của thế giới ngầm đều đã nghe tin tức, bây giờ bọn chúng hoạt động ngày càng bình thường, hai ngày tới tôi sẽ đi đến đó. Lê Văn Vân im lặng. Nếu tôi chết ở đó, cậu phải giúp tôi trông nom người gác đêm hệ hoa. Giọng điệu của Trác Nhất Minh bình tĩnh nhưng nghiêm nghị, không còn dáng vẻ mắng nhiếc như trước kia nữa. Tôi nói rồi, tôi sẽ giúp ông vung ra đau đó. Lê Văn Vân bình tĩnh nói, dứt lời, anh liền cúp máy. chương 955 Lê Văn Vân cúp máy, ngồi xuống sofa. Kể từ khi nói chuyện với tiến sĩ Tê xong, anh luôn có cảm giác hoảng hốt, anh thở dài, phải mất mấy phút, tâm trạng của anh mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Bất luận thế nào, anh cũng phải quay về. Anh lấy điện thoại ra và gọi cho nhan như tuyết. Anh sẽ dẫn theo nhan như tuyết rời khỏi yên kinh. Mặc dù anh cảm thấy để cô ta ở lại yên kinh cũng chưa chắc sẽ gặp nguy hiểm, ngược lại đi theo anh, nếu anh muốn tham chiến, độ nguy hiểm sẽ càng cao hơn. Chiến trường là ở biên giới phía Bắc, nếu người gác đêm có thể khống chế, không để mọi thứ bùng phát trong thành phố bình thường, tất nhiên yên kinh sẽ cực kỳ an toàn. Đương nhiên, nếu người gác đêm không thể kiểm soát thì đó lại là câu chuyện khác. Sau khi nói rõ mục đích, Lê Văn Vân lại gọi cho Lý Vân và gửi tin nhắn WeChat cho Lý Giai Giao, anh điều chỉnh lại cảm xúc của mình, rồi cùng nhan như tuyết rời khỏi Yên Kinh, tiến về Lâm Hải. Cùng lúc đó, ở khu tội ác, một lượng lớn người đang lái xe, chạy bộ, tuôn ra khỏi khu tội ác, rất nhiều người không biết rõ tình hình, nhưng lúc nhìn thấy một lượng lớn người của Minh giáo đã đi sơ tán, một số người cũng bắt đầu di tản theo. Tất nhiên người đi sơ tán đầu tiên là dân cư ở khu ổ chuột khu đông, bọn họ chạy ra bên ngoài, tầm nửa tiếng sau bọn họ bỗng nhìn thấy ở phía xa xa có một đám người mặc đồng phục màu đen đeo khẩu trang lưng mang song đao đang tiến về khu tội ác với tốc độ cực nhanh quy mô khổng lồ ít nhất cũng phải mấy nghìn người thoạt nhìn đen kịt cả một vùng nhất thời mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng có người run rẩy nói người người gác đêm tại sao người gác đêm lại xuất hiện ở đây hơn nữa số lượng còn nhiều đến thế đám người gác đêm không để tâm nhiều thậm chí bọn họ còn phớt lờ những người đi tới, mà xuyên qua đám người, giống như thanh kiếm sắc bén, tiến thẳng vào khu tội ác, đi thẳng đến quảng trường trung tâm. Bọn họ nhanh chóng tiếp cận quảng trường trung tâm. Bây giờ ở quảng trường trung tâm cũng có một lượng lớn người. Toàn bộ thế lực mà Hotzis đã phát triển trong mấy chục năm qua đều tập trung ở đây. Trên nóc một tòa nhà ở quảng trường trung tâm, Hotzis đang mặc bộ đồ vest mang giày da đang đứng ở trên đó dường như ông ta luôn mang phong thái của một quý ông, tay cầm ly rượu vang, nhìn thấy một lượng lớn người gác đêm xuất hiện như vậy, nhưng trên mặt ông ta chẳng hề dao động, mà chỉ bình tĩnh nhìn về phía bên này. Lúc này, trong người gác đêm, Minh Sùng đang từ tốn bước ra. Lần này, anh ta ăn mặc hoàn toàn khác so với trước kia, lưng mang song dao, trên người cũng mặc trang phục của người gác đêm, bước lên trước nhất. Anh ta nhướng mày, nhìn về phía Hotzis nói, ông muốn ngăn cản tôi đúng không? Hotzis khẽ cười, gặp người như một quý ông nói, cậu Minh, một nửa hòn đảo này thuộc về cậu, tôi chỉ hy vọng cậu có thể ở lại mà thôi. Keng, Minh Sùng cũng không muốn nói nhảm gì nữa, anh ta nhìn Hotzis, hờ hững nói, vậy để tôi cảm nhận thử xem rốt cuộc người thứ hai trong thiên bảng sẽ có thực lực như thế nào. Hotzis khẽ thay đổi sắc mặt, cười như không cười nhìn Minh Sùng nói, cậu muốn đơn phương độc mã đấu với tôi ư? Cậu nghĩ cậu là Lê Văn Vân à? Cũng chưa chắc, tôi mạnh hơn cậu ta. Minh Sùng cười khẩy, đồng thời rút song đao ra khỏi vỏ nói: vì mọi sự sống, tìm hướng về mũi đao. Chiến không còn đường lui. Người gác đêm ở phía sau đồng thanh hô, rồi rút trường đao ra khỏi vỏ. Một bên muốn rời đi, một bên muốn ở lại. Vậy thì chỉ có thể chiến đấu. Vừa dứt lời, Minh Sùng giống như một tia chớp, tốc độ cực nhanh, lao thẳng về phía Hotzis. Người của hai bên nhanh chóng lao về phía đối phương. Trước khi chiến tranh ở biên giới phía Bắc nổ ra, cuộc chiến ở khu tội ác đã chính thức bắt đầu. Khu tội ác không thể nào liên lạc được với thế giới bên ngoài, nhất là khi hai bên đang đánh nhau, không ai biết suốt cuộc ai sẽ giành chiến thắng. Ở bên ngoài khu tội ác, thế giới này vẫn quay tròn như thường lệ. Lê Văn Vân quay về Lâm Hải. Trong quãng thời gian này, phần lớn anh đều ở nhà cùng với bố mẹ, còn nhan như tuyết, anh vẫn sắp xếp để cô ấy sống chung với mấy người phạm nhược tuyết nháy mắt, 5 ngày nữa lại trôi qua. Lê Văn Vân vẫn ở trong phòng của mình, bình tĩnh hấp thụ xương rồng như thường lệ. Trong mấy ngày qua, cuối cùng anh cũng hấp thụ xong khúc xương rồng thứ ba. Việc nâng cao bản thân vẫn còn hạn chế. Lúc này đang là 9 giờ tối, nhưng toàn bộ Lâm Hải vẫn đang ăn chơi đàng điếm. Lê Văn Vân hấp thụ xong xương rồng thì đi ra ban công nhìn xuống bên dưới. Trong tiểu khu, hàng xóm sát phách của anh là một người giàu có ở Lâm Hải anh ta đang dắt con chó của mình ung dung rời khỏi nhà tai của lê văn vân rất thính có thể nghe thấy vợ của tên nhà giàu này đang dạy con trai làm bài tập sai còn tên nhà giàu sau khi dắt chó đi dạo anh ta liền lấy điện thoại ra gọi cho người tình của mình nói ra mấy lời ghê tởm buồn nôn dường như anh ta cũng chú ý đến lê văn vân nên ngẩng đầu lên nhìn về phía bên này vẻ mặt hơi ghét bỏ cư dân sống trong tiểu khu này đều là những người rất giàu có Mấy người hàng xóm của Lê Văn Vân cũng giống như thế, theo bọn họ thấy, gia đình Lê Văn Vân hoàn toàn không giống người có tiền, thậm chí còn không có đủ tư cách sống trong tiểu khu biệt thự cao cấp sang trọng như này. Trên bãi cát gần bờ biển vẫn còn rất nhiều người đang vui đùa, chợ đêm trên bãi cát gần bờ biển là đẹp nhất ở Lâm Hải. Trên đường có xe cộ đang qua lại. Trên bãi cát có rất nhiều cặp tình nhân đang nắm tay nhau nói cười. Mọi thứ thật yên bình, như thể thế giới này chưa từng xảy ra chuyện gì cả đột nhiên, Lê Văn Vân nhướng mày, nhìn lên bầu trời. Bầu trời thành phố này vốn đang quang đáng, có rất ít sao, nhưng Lê Văn Vân vừa liếc nhìn đã nhìn thấy rất nhiều sao băng xẹt qua bầu trời, giống như mưa sao băng. Bên dưới, rất nhiều người đã chú ý đến cảnh tượng này, các cặp tình nhân trên bờ biển bắt đầu chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại cầu nguyện. Tên nhà giàu đang gọi điện thoại cho người tình cũng hơi sướng sờ, ngẩng đầu nhìn lên trời, khẽ hỏi, em yêu, em có nhìn thấy mưa sao băng không, em có ước nguyện gì không? Em, em đã nhìn thấy một chiếc túi cổ bằng xứ. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói mềm mại của người tình anh ta. Ngày mai anh sẽ mua cho em, tên nhà giàu cười ngọt ngào nói, như thể đã bị hấp hồn. Liễu Ngọc Hưng phấn chạy vào phòng của Lê Văn Vân, lớn tiếng nói, Lê Văn Vân, anh mau nhìn xem, mưa sao băng kìa, anh mau ước đi. Nhưng sau khi cô ấy lao vào phòng thì phát hiện Lê Văn Vân đang đứng ở đó, nhìn chằm chằm lên bầu trời, đôi mắt mở to, hơi thở cũng dần dần trở nên rồn rập. Lê Văn Vân, anh làm sao thế? Liễu Ngọc Sừng suốt hỏi. Cô ấy nhìn thấy vẻ nghiêm nghị chưa bao giờ có trên mặt của Lê Văn Vân. Reng reng reng, reng reng reng. Đúng lúc này, điện thoại của Lê Văn Vân bỗng đổ chuông. Lê Văn Vân cầm điện thoại lên xem, phát hiện là Phạm Nhược Tuyết gọi tới. Alo, Lê Văn Vân nghe máy. Anh đã nhìn thấy chưa? giọng nói của Phạm Nhược Tuyết cực kỳ nghiêm túc. Anh thấy rồi, Lê Văn Vân từ từ thở hắt ra, bọn họ đã đến rồi. Audio điện tử võ tấn bền chương 956 tập hợp Lê Văn Vân nhìn lên bầu trời, Liễu Ngọc nhìn đến đây thì đôi mắt run rẩy kịch liệt. Thật ra trong mấy tháng ở khu tội ác, cô ấy đã được hiểu rõ rất nhiều điều khi đi theo mấy người Lê Văn Vân. Ví dụ như, bọn họ, mà Lê Văn Vân đã vô số lần nhắc đến, trong cuộc trò chuyện của mấy người Lê Văn Vân, phần lớn thời gian đều gọi bọn họ là tiêm quỷ. Liễu Ngọc không biết đó là gì, nhưng mỗi lần nghe mấy người Lê Văn Vân nhắc đến mấy chuyện này, sắc mặt của bọn họ đều rất nghiêm nghị, ví dụ như vết sẹo trên người Lê Văn Vân nằm ở chỗ nào, bị chém như thế nào. Bây giờ, Lê Văn Vân lại nói thứ này đến rồi. Không biết tại sao, bây giờ ngắm nhìn mưa sao băng trên bầu trời, thành phố vẫn xoay tròn như thường lệ, Liễu Ngọc bỗng có cảm giác cực kỳ không chân thực đồng thời cô ấy cũng cảm thấy sống lưng đang không ngừng ớn lạnh lê văn vân không hề chú ý đến vẻ mặt của liễu ngọc anh đang đứng trên ban công nói chuyện điện thoại với phạm nhược tuyết e rằng quy mô của lần này cực kỳ lớn phạm nhược tuyết nói em đã nhìn thấy năm ánh sáng màu đỏ một ánh sáng màu vàng nhưng đây mới chỉ là thứ mà em có thể nhìn thấy e rằng vẫn còn ở bên trên lần này rắc rối to rồi Lê Văn Vân nghiến răng nghiến lợi vội nói, em hãy thông báo cho tất cả mọi người trong tiểu đội của chúng ta, cầm theo vũ khí và trang phục chiến đấu đến tập hợp. Đồng thời em hãy thông báo cho Đao Ba, bảo anh ta liên lạc với mọi người ngay, đến tập hợp ở căn cứ của người gác đêm, sau đó thông báo cho Tần Quốc Thành, bảo vệ chặt chẽ Lâm Hải, cho dù phải dùng cả tính mạng của ông ta. Ngoài ra em hãy gọi điện cho ông Hoàng, bảo ông ta chuẩn bị trực thăng cho chúng ta, toàn bộ tiểu đội của chúng ta sẽ tiến về biên giới phía Bắc ơn lệnh, Phạm Nhược Tuyết nghiêm túc đáp. Lần đầu tiên Liễu Ngọc nhìn thấy dũng khí kiên cường trên người Lê Văn Vân, cô ấy nuốt nước miếng nói: Em phải làm gì đây? Liễu Ngọc hơi căng thẳng. Đợi đến khi Lê Văn Vân cúp máy, cô ấy mới rẻ giặt hỏi. Lê Văn Vân xoa đầu cô ấy, khẽ cười nói: Không có gì, em cứ ở Lâm Hải. Bây giờ quỹ đạo của bọn họ chỉ có thể đáp xuống biên giới phía Bắc. Đó là nơi mà em hoàn toàn không hay biết. Chỉ khi nào bên đó không thể chống đỡ thì mấy tiêm quỷ này mới xuất hiện, em đừng phao tin ra bên ngoài, cứ đi làm, tan sở như thường lệ, sống một cách yên bình là được. Sứt lời, Lê Văn Vân ngẩng đầu lên, nhìn sao băng đầy trời, khẽ lẩm bẩm mình. Và người gác đêm sẽ bảo vệ thật tốt thế giới này vì mọi sự sống. Nhất thời, không biết tại sao, hình tượng của Lê Văn Vân trong lòng Liễu Ngọc đã trở nên hoàn toàn cao lớn. Em nói cho bố mẹ anh biết, anh phải đi công tác tạm thời, đừng để bọn họ lo lắng về anh." Lê Văn Vân nói, "Em biết rồi." Liễu Ngọc gật đầu đáp, "Để em lái xe chở anh ra sân bay." Lê Văn Vân gật đầu, rồi hai người đi xuống lầu, Liễu Ngọc lái xe chở Lê Văn Vân ra sân bay. Anh trai, lúc lái xe, đây là lần đầu tiên cô ấy gọi Lê Văn Vân là anh trai. Từ khi Lê Văn Vân quay về, đây là lần đầu tiên Liễu Ngọc gọi anh như vậy. Trước đây, Liễu Ngọc hay gọi anh bằng tên cô ấy vừa lái xe vừa hỏi lần này rất nguy hiểm đúng không ừm um, lê văn vân khẽ cười đáp có lẽ sẽ hơi nguy hiểm anh nhất định phải an toàn trở về đúng không liễu ngọc lại hỏi lê văn vân gật đầu nói ừm um, anh sẽ cố gắng hết sức nhưng trời sập phải có người cao chống đỡ anh của em chính là người cao đó dù gì anh của em cũng đứng thứ ba trong thiên bảng anh cố gắng để giọng điệu của mình trở nên vui vẻ để giảm bớt áp lực trong lòng liễu ngọc một tiếng sau xe của bọn họ dừng lại trước sân bay, từ xa Lê Văn Vân đã nhìn thấy mấy người Phạm Nhược Tuyết đang đứng ở đó. Bây giờ, toàn bộ tiểu đội 11.762 đều đã có mặt ở đây. Trước mặt là Hoàng Thi Kỳ, Phạm Nhược Tuyết, Cố Bạch, Lý Thu, Trương Vãn Hà, Trần Tiêu, Doãn Nhu đều đang đứng ở bên đó. Tất nhiên, còn có nhan như tuyết, cô ấy cũng lựa chọn đi về biên giới phía bắc cùng mấy người Lê Văn Vân. Bọn họ đều đeo ba lô ở sau lưng, Giống như người đi ra ngoài du lịch, nhưng thứ được buộc lại bằng vải bố trông có vẻ hơi kỳ quái, hơn nữa mỗi người đều đeo món đồ giống hệt nhau. Đây là vũ khí của bọn họ, song đao tiêu chuẩn của người gác đêm. Sau khi Lê Văn Vân bước xuống xe, Cố Bạch liền ném hai thanh đao được bọc trong vải bố ở trong tay cho Lê Văn Vân, sau khi Lê Văn Vân nhận lấy nó thì đeo ở trên lưng. Anh quay đầu lại, nói vào trong cửa kính xe, em quay về đi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Tranh thủ quãng thời gian này mà đi tìm bạn trai đi, em cũng không còn trẻ nữa. Hy vọng lúc anh quay về, em có thể dẫn bạn trai đến gặp mặt anh. Anh hãy lo lắng cho bản thân anh đi." Liễu Ngọc bĩu môi, vẫy tay với mọi người nói, "Mọi người, mọi người nhất định phải quay về an toàn đó." Sau khi nhìn thấy Liễu Ngọc rời đi, Lê Văn Vân thở dài, lạnh nhạt nói, "Tập hợp." Mấy người Cố Bạch nhanh chóng đến gần, Phạm Nhược Tuyết vội vàng gọi cho Tần Quốc Thành. Tần Quốc Thành nhanh chóng đi ra từ một phía ở sân bay nói: "Mọi người hãy đi bên này, không cần phải đi qua cửa kiểm tra an ninh." Tất nhiên bọn họ phải rời đi thông qua lối đi đặc biệt, dù gì vũ khí cũng không thể nào thông qua cửa kiểm tra an ninh bình thường. Bọn họ đi dọc theo con đường khác lên máy bay, Tần Quốc Thành cau mày nói: "Tôi biết, sau khi bọn họ xuất hiện, chắc chắn cậu sẽ tham chiến, nhưng..." Nói đến đây, Tần Quốc Thành nhất thời ngừng lại rồi nói: "Cậu vẫn không muốn quay về người gác đêm à?" Vậy các cậu tham chiến với thân phận gì? Lê Văn Vân không nói gì. Thật ra, cậu không cần phải giận dỗi với mấy lão già kia đâu. Mọi người đều biết rõ, sớm muộn gì người gác đêm cũng sẽ thuộc về tay cậu. Tần Quốc Thành vẫn muốn nói gì đó. Đúng lúc này, Phạm Nhược Tuyết đột nhiên vỗ vai ông ta nói, có lẽ Lê Văn Vân sợ chuyện này nên mới không muốn về. Tần Quốc Thành sửng sốt, ông ta nhìn Lê Văn Vân, rồi không nói gì nữa. Đêm nay, sao băng chiếu sáng cả bầu trời, vô số người cầu nguyện, thế giới vẫn quay tròn, bọn họ đều không hề hay biết, trên thế giới này, có rất nhiều người đang cực kỳ nghiêm túc, không ngừng tiến về phương hướng nào đó, bảo vệ sự hòa bình của thế giới này, thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng của mình. Lúc này, ở khu tội ác, cuộc chiến đã rằng có mấy ngày rồi. Điều khiến Hotsis hơi bất lực là mới đầu đám người của Hotsis đã lựa chọn liều mạng chiến đấu với bọn họ, nhân số đông đảo, sức chiến đấu cũng không hề yếu kém, nhưng sau khi va chạm, ông ta lại phát hiện ra bọn họ không phải là đối thủ của người gác đêm. Đây là át chủ bài lớn nhất của người gác đêm hệ hoa, đủ để thay đổi cục diện thế giới. Điều khiến ông ta lấy làm lạ nhất là Minh Sùng, số một thần bí của người gác đêm, gần như chưa từng ra tay trong đời, lại không hề thua kém ông ta. Sau đó, vừa va chạm, bọn họ đã chịu thương vong cực kỳ lớn. Sau đó, Hotsis nhanh chóng thay đổi sách lược, không liều mạng chiến đấu với người gác đêm, mà lựa chọn sử dụng phương thức khác, đánh du kích và quấy rối. Mục đích của ông ta chỉ có một, đó chính là ra sức giữ át chủ bài của người gác đêm ở lại nơi này, để bọn họ không thể nào tham chiến, ít nhất là không thể tham chiến ngay tức khắc. Nếu người gác đêm tập hợp muốn rời đi bằng du thuyền, vậy thì ông ta sẽ cử người đến quấy rối bọn họ, nếu người gác đêm tấn công ngược lại thì bọn họ sẽ bỏ chạy. Bây giờ, ở trước trang viên của ông ta, ông ta và Minh Sùng đang đối đầu nhau. Không ngờ cậu cũng đạt đến trình độ này." Hotzis cười hít mắt nói, ông ta đang cầm một thanh trường kiếm kỵ sĩ rất lớn, hờ hững nhìn Minh Sùng. "Chỉ khi nào bọn tôi giết chết ông, mới có thể yên ổn rời đi." Minh Sùng hờ hững nói, "Ông đừng nói nhảm nữa, mau đến đây chiến đấu đi." "Cần gì phải làm thế chứ?" Hotzis thờ ơ nói, "Tôi thừa nhận tôi đã đánh giá thấp cậu, nhưng cậu không thể đánh bại tôi, cũng không giết được tôi, không bằng chúng ta cứ giống như trước kia, ngồi xuống uống chút rượu vang." đánh một ván cờ, bình tĩnh đợi kết quả ở biên giới phía Bắc. Cậu đã nhìn thấy chưa? Sao băng xẹt qua bầu trời? Cậu cảm thấy cho dù cậu ra tay thì có thể ngăn cản cuộc xâm lược với quy mô khổng lồ này ư? Hotsis bình tĩnh hỏi. Minh Sùng ngước mắt lên, hờ hững nói, ông muốn làm chó, nhưng tôi thì không, do đó tôi thả chết trận còn hơn. chương 957, Sứ mệnh của người gác đêm. Máy bay đang cất cánh, biên giới phía Bắc là sa mạc hoang vu, hoàn cảnh sinh tồn ở nơi này khá khó khăn, nhưng lại tập trung một lượng lớn người gác đêm các hệ, phần lớn người cũng tập hợp ở đây. Nơi này rất rộng lớn, cũng rất hoang vu, hoàn cảnh sinh tồn và nguồn nước cũng rất hiếm hoi. Sau khi Lê Văn Vân gia nhập vào người gác đêm, ngoài việc chấp hành nhiệm vụ ở khắp thế giới, thì đa số thời gian đều sống ở đây. Không ai biết tiêm quỷ xuất hiện khi nào, mục tiêu của bọn họ là gì, kể cả Lê Văn Vân và người gác đêm cũng thế, không ai có thể đưa ra lời giải thích hoàn hảo. Mấy người Lê Văn Vân chỉ biết, bọn họ đến từ bầu trời, cưới một chiếc máy bay kỳ lạ, hơi giống trực thăng, nhưng lại không có cánh. Trông bọn họ giống như cục sắt vụn, ngoại hình rất quái dị, đầu cũng rất to, vì thế người gác đêm hệ hoa đã gọi bọn họ là tiêm quỷ. Tiêm quỷ đáp xuống rất tùy lúc, không biết khi nào sẽ rơi xuống, nhưng bây giờ điểm đáp xuống duy nhất của bọn họ chính là biên giới phía Bắc, Do đó người gác đêm đã tập trung ở đây để tiêu diệt toàn bộ mấy thứ này, không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào để tiến vào nơi khác. Bởi vì một khi bọn họ bước vào thế giới bình thường sẽ hoàn toàn xem mạng người như cỏ rác. Người gác đêm gánh vác mọi trọng trách để bảo vệ thế giới này. Thời gian hoạt động của tiêm quỷ cũng rất khác thường, bọn họ luôn đáp xuống vào ban đêm, vì thế mới có tên gọi người gác đêm. Bọn họ bảo vệ thế giới này trong bóng tối nên mới gọi là gác đêm. Tất nhiên sự xuất hiện của bọn họ cũng không hẳn là không tác dụng gì sau khi giành chiến thắng bọn họ sẽ mang đến một nguồn năng lượng mới cho việc nghiên cứu giúp khoa học kỹ thuật của loài người phát triển một cách nhanh chóng cơ thể của bọn họ rất kỳ lạ vũ khí nóng không thể đả thương được chỉ có vũ khí tiêu chuẩn của người gác đêm mới có thể chém đứt bọn họ trong quãng thời gian dài làm việc cho người gác đêm lê văn vân đã tiếp xúc với mấy thứ này trong trận chiến khiến anh thành danh có rất nhiều tiêm quỷ đáp xuống phá vỡ hàng phòng thủ của biên giới phía Bắc, tiến đến dãy núi Himalaya, rồi tập trung trên đỉnh núi Hỷ Lãng. Trong trận chiến đó, người gác đêm đã huy động toàn bộ lực lượng, điều động hết siêu cấp. Trong vô số siêu cấp đó, Lê Văn Vân là người duy nhất lấy được đầu lâu của tiêm quỷ đỏ, thành danh trong một trận chiến. Lần này quy mô xâm lược của bọn họ còn lớn hơn lần trước. Lúc này, chín người đang ở trên máy bay, cố bạch cười hì hì nói, mụ nội nó, e rằng lần này phải chơi thật rồi, cấp bậc. Màu vàng đáp xuống, lần trước, cấp bậc màu vàng đáp xuống đã khiến lão già chắc nhất mình kia biến thành bộ dạng như bây giờ. Lý Thu khẽ cười nói, súng của tôi đã nóng lòng lắm rồi. Anh ta vuốt phe khẩu súng bắn tỉa ở trong tay. Khẩu súng này được chế tạo đặc biệt, vũ khí nóng không có tác dụng, vì thế bọn họ đã dựa vào vật liệu của đám tiêm quỷ này, để chế tạo ra tổng cộng 3 khẩu súng bắn tỉa đặc biệt. Trong số đó có một khẩu ở trên người Lý Thu, bởi vì anh ta là thần bắn lén của người gác đêm hệ hoa trên thực tế rất ít người gác đêm sử dụng súng bởi vì đối tượng chiến đấu chủ yếu của bọn họ không phải là người bình thường khẩu súng của lý thu có tên là tiếng gào thét của sa mạc đây là tên do lý thu tự đặt bởi vì anh ta cảm thấy nó rất thơ mộng cho dù mấy người lê văn vân đều cảm thấy cái tên này thật sự rất ngu ngốc nhưng anh ta vẫn thích nó bây giờ vẫn chưa biết số lượng cụ thể là bao nhiêu nhưng dựa vào mưa sao băng ban nãy e rằng số lượng lần này sẽ cực kỳ lớn hơn nữa Hồng Nguyệt cũng đang tập hợp ở biên giới phía Bắc. Không biết lần này có phòng thủ được hay không, nếu không phòng thủ được, để đám tiêm quỷ đó tiến vào thành phố bình thường thì sẽ rất rắc rối. Hoàng Thi Kỳ thở dài. Mấy thứ này còn đỡ. Lê Văn Vân trầm mặc nói, theo tôi biết, e rằng trên màu vàng vẫn còn cấp bậc cao hơn. Màu vàng đã khiến chắc nhất mình phải trả giá đắt như thế, e rằng bây giờ tôi đối mặt với cấp bậc màu vàng cũng cực kỳ khó khăn, Tôi lo rằng lần này sẽ có cấp bậc cao hơn màu vàng xuất hiện. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích thôi." Cô Bạch mắng mỏ, "Mẹ Kiếp, tôi phát hiện ra mấy bộ phận nghiên cứu kia hoàn toàn vô tích sự, đến bây giờ vẫn chưa tìm ra bọn họ đến từ đâu, cũng không biết bọn họ đến đây với mục đích gì. Chúng ta cứ ngây ngốc chém giết bọn họ như thế, mẹ Kiếp, cả đội người gác đêm mới có thể đấu lại một tiêm quỷ xanh lam. Trước đây có lẽ tôi không biết mục đích của bọn họ là gì." Lê Văn Vân trầm ngâm nói. Nhưng bây giờ, e rằng tôi đã biết rồi, mục đích của bọn họ chính là mấy khúc xương mà chúng ta đã hấp thụ sau khi đạt đến siêu cấp. Hả? Trương Vãn Hà ngạc nhiên hỏi, tại sao anh lại nói như thế? Bởi vì nhiều năm qua, Hồng Nguyệt luôn tìm kiếm mấy thứ này, mà nội bộ của Hồng Nguyệt lại cực kỳ ít siêu cấp. Bọn họ thu thập mấy thứ này cũng không có tác dụng gì mấy, vì thế tôi nghĩ bọn họ thu thập mấy thứ này cho đám tiêm quỷ. Lê Văn Vân nói, mẹ kiếp, Tôi thật sự không biết người của Hồng Nguyệt đang nghĩ gì nữa. Bọn họ đúng là kẻ phản bội của loài người chúng ta, mà gọi tắt là phản tặc. Đúng vậy, đối mặt với đám tiêm quỷ này, sự lựa chọn của mỗi người đều khác nhau, có người lựa chọn làm con rùa rụt cổ, bọn họ nghĩ, sớm muộn gì mấy thứ kia cũng sẽ thống trị thế giới này, để giữ lại hy vọng của loài người, bọn họ đã thành lập tổ chức Viễn Hàng, phần lớn đều là người của các thế gia lớn, chẳng hề thiếu tiền, bỏ ra một lượng lớn kinh phí để nghiên cứu khoa học kỹ thuật với hy vọng một ngày nào đó bọn họ có thể chạy trốn có người lựa chọn thần phục ví dụ như hồng nguyệt bọn chúng muốn phục tùng sau đó tìm kiếm cơ hội để sống sót càng có nhiều người lựa chọn phản kháng ví dụ như người gác đêm bọn họ gánh vác sứ mệnh chiến đấu đến cùng vì mọi sự sống chiến đấu đến khi không còn đường lui khẩu hiệu của bọn họ cũng vì thế mà hình thành bọn họ phải bảo vệ thế giới này vì mọi sinh vật đang tồn tại nói tóm lại lần này chúng ta phải cố gắng hết sức để bảo vệ mọi thứ. Ngoài ra mọi người phải nhớ kỹ, Lê Văn Vân nhìn mấy người khác nói, vẫn câu nói đó, tôi không cho phép bất kỳ ai trong số các người chết trước tôi. Sứt lời, anh nhìn Trần Tiêu nói, anh đã rời khỏi người gác đêm một thời gian dài, mặc dù bây giờ chúng ta đã không còn là người gác đêm nữa, nhưng vẫn lấy phương thức và cách phối hợp chiến đấu của người gác đêm làm chủ yếu. Trước đây, mũi tiến công chính trong tiểu đội chúng tôi là tôi và Đường Đường, bây giờ đường đường đã không còn nữa nên anh hãy thay thế vào vị trí của cậu ấy tôi có thể thay thế cho đường đường hoàng thi kỳ vội nói lê văn vân lắc đầu nói cô đã ở phía sau quen rồi không cần phải thay đổi vị trí của mình doãn nhu chưa bao giờ phối hợp với người gác đêm nên cô hãy phải dẫn dắt bà ấy hoàng thi kỳ nghiến răng vẻ mặt không cam tâm lê văn vân nói tiếp e rằng lần này chúng ta chủ yếu đối phó với tiêm quỷ đỏ trở lên tôi lặp lại lần nữa mỗi tiêm quỷ đỏ tương đương với một đêm. Lê Văn Vân thở dài, giọng điệu nghiêm nghị nói. Trong lúc bọn họ đang trò chuyện, máy bay đang xuyên qua bầu trời với tốc độ cực nhanh, bay thẳng đến nơi cần đến. Yên Kinh, trong sòng bạc ngầm, Hoàng Gia Gia vẫn như thường lệ, cùng với đám người bốn cậu chủ Yên Kinh ăn chơi đàng điếm ở đây. Lúc này, trong phòng bao khu vực quán bar, Hoàng Gia Gia vừa sờ soảng lên người phụ nữ bằng một tay, vừa mắng quách vĩ thịnh, anh đang làm cái quái gì vậy? mấy tháng nay anh học đến phát ngốc rồi à, lại còn ngồi ngây ra đó, cậu đừng có lải nhảy nữa. Quách phí Thịnh mắng, ông đây đang suy nghĩ một số tài liệu mà tôi vừa đọc hồi chiều. Phiền chết đi mất, hình như bố tôi thật sự muốn tôi tiếp quản nhà họ Quách thì phải. Tôi, dầm. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Chuyện khiến mấy tên công tử bột kinh hãi đã xảy ra, bọn họ phát hiện ra chủ các nhà đều đang đứng ở cửa. Ông nội, ông hãy nghe cháu giải thích hoàng gia ra ho khan một tiếng, vội vàng thu tay về. Hoàng Tông thực hờ hững liếc nhìn anh ta, rồi chống cây gậy xuống đất nói, về nhà, ông có chuyện muốn nói với cháu. Hoàng gia ra liếm môi, không dám nói gì nữa, chỉ có thể hậm hực theo sau Hoàng Tông thực, rời khỏi sòng bạc ngâm. chương 958, vì mọi thứ đang hô hấp Hoàng gia ra cười khổ đi theo Hoàng Tông thực quay về nhà. Vừa mới trở về, Hoàng gia ra đã phát hiện ở trong nhà có rất đông người, Hoàng gia gia hoảng sợ nói, mẹ kiếp, lẽ nào mọi người lắp camera ở trong phòng bao rồi ư, vừa nãy cháu đã phát trực tiếp tại hiện trường đấy à? Hoàng Tông thực cạn lời, không nhịn được giơ cây gậy chống đập anh ta một nhát, mắng cút vào trong. Hoàng gia gia hầm hực chạy vào bên trong, anh ta đi đến bên cạnh Hoàng Hân hỏi chị, có chuyện gì thế, sao tự dưng cả gia đình đều đến đây hết vậy? Chị cũng không rõ lắm, Hoàng Hân lắc đầu. Hoàng Tông thực đi tới ngồi xuống vị trí chủ vị, ông gõ cây gậy trống xuống đất sau đó bình tĩnh nói hoàng hân hoàng gia gia hoàng tiêu ông điểm tên liên tiếp năm sáu người những người này đều là những thế hệ trẻ tuổi bao gồm cả hoàng gia gia và hoàng hân sau khi điểm danh xong ông nói các cháu quay về phòng mình thu dọn đồ đạc đi nửa tiếng sau sẽ có xe tới đón các cháu đến sân bay nhớ thật kỹ những vật phẩm xa xỉ thì đừng có mang theo chỉ mang một ít quần áo linh tinh thôi vẻ mặt hoàng gia ra ngơ ngác nhưng anh ta cảm nhận được không khí trầm trọng ở trong nhà cảm thấy cả người không được tự nhiên lắm hoàng hân lôi kéo anh ta ý bảo anh ta đi ra bên ngoài anh ta đi theo hoàng hân ra khỏi căn nhà bước lên xe hoàng hân ở nhà của hoàng hân cũng có không ít đồ đạc của anh ta mẹ kiếp chuyện gì vậy chứ hoàng gia ra không nhịn được mà mắng vừa rồi mới có một trận mưa sao băng ông nội bảo là để cho chúng ta rời đi hoàng hân thở dài một hơi nói ý gì vậy hoàng gia ra cạn lời nói có mưa sao băng là chuyện tốt không phải sao còn bảo chúng ta rời đi làm gì em hơn nữa ông nội định đưa chúng ta đi đâu thế giờ em đang ngu hết cả người đây hoàng hân lắc đầu nói chị cũng không biết đừng hỏi nhiều nữa cảm xúc của ông nội không ổn lắm sau trận mưa sao băng vừa rồi ông vẫn cứ nhắc mãi hy vọng lê văn vân nhất định không được xảy ra chuyện gì hoàng gia ra gật đầu nói được thôi cũng không biết ông muốn đưa chúng ta đi đâu nữa, phiền thật đấy, em vẫn thích ở yên kinh cơ. Hoàng Hân cạn lời, cô ta lái xe đi vào trong nhà. Ba tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi đi, lúc này bên trong hoang mạc có một sân bay rất lớn, nếu như chú ý sẽ thấy máy bay đỗ trên sân bay này phần lớn đều không phải máy bay dân dụng bình thường. Mà ở trên sân bay, thỉnh thoảng lại có máy bay đáp xuống, sau đó là từng đội từng đội người mặc trang phục người gác đêm từ bên trong bước xuống sau khi đám người lê văn vân đáp đất một đoàn người cũng đi xuống theo đám người phạm nhược tuyết hoàng thi kỳ ai nấy đều đeo kính dâm đồng thời cũng trang bị bản thân kín mít từ đầu đến chân ở nơi này bọn họ vẫn sẽ chú ý một chút về phương diện này tôi hơi hối hận khi đến đây rồi nhan như tuyết lẩm bẩm nói hoàn cảnh ở đây cũng ác liệt quá đi chắc chắn da rẻ sẽ rất khô sau này chắc chắn cô có thể quay về cố bạch nhàn nhạt nói hả Nhan như tuyết sừng sốt. Sau khi cô ta đến đây, thái độ của Cố Bạch với cô ta vẫn rất tốt, đương nhiên là thái độ Cố Bạch đối xử với người đẹp vẫn luôn rất tốt đẹp, nhưng mà cô ta không ngờ vào lúc này Cố Bạch bỗng nhiên lại nói chuyện với cô ta bằng giọng điệu cực kỳ nặng nề. "Tôi nói cô có thể lập tức cút về, cô tưởng chúng tôi vui vẻ dẫn cô đi hay sao?" Cố Bạch hừ lạnh một tiếng, thật ra cô hoàn toàn không nên tới đây. Tuy rằng Nhan Như Tuyết là người của thế giới ngầm, nhưng mà cô ta chưa thực sự trải qua những cuộc chiến đấu như thế này. Cô ta đi theo Lê Văn Vân cũng là vì Nhan Tam nói với cô ta đi theo bên cạnh Lê Văn Vân sẽ rất an toàn, tự bản thân cô ta cũng có trình độ trung cấp, đi theo đám người Lê Văn Vân thực sự chính là một kiểu gây cản trở cho anh. Lê Văn Vân nhìn cô ta một cái, thở ra một hơi nói, Nhan Như Tuyết, nếu như giữa tôi và cô đã có giao dịch với nhau thì tôi hứa sẽ giữ lời, nhưng mà từ khoảnh khắc đặt chân đến nơi này, chúng ta đã bước chân vào chiến trường không phải là về nhà mà là thử thách sinh tử chân chính. Đừng có nói cái gì hoàn cảnh ở đây, cũng đừng có nói mấy thứ vớ vẩn sẽ khiến cho bọn họ phản cảm. Đây không phải là Lâm Hải, cũng không phải là Yên Kinh. Vừa nói, anh khẽ cao mày tiếp tục, tôi kiến nghị cô đi theo máy bay này quay trở lại đi, bọn họ vẫn sẽ quay về. Trên thực tế nếu như biên giới phía bắc bên này thất thủ tôi cũng sẽ quay lại thôi, hơn nữa ở bên Lâm Hải còn có hơn 1.000 bạn bè của chúng tôi ở khu tội ác, bọn họ sẽ bảo vệ cho cô chu đáo. Nhan như tuyết hơi mím môi, cô ta cảm nhận được từ lúc bắt đầu xuống máy bay khí chất của đám người Lê Văn Vân đều đã có chút thay đổi. Vậy thì tôi bay về vậy, nếu như thất thủ thì anh nhất định phải đến bảo vệ tôi đấy. Nhan như tuyết vội vàng nói. Lê Văn Vân gật đầu. Đợi tới khi Nhan như tuyết lên máy bay, Cố Bạch mới mắng con mẹ nó chứ. Lúc ở ngoài nhìn thấy kiểu phụ nữ yếu đuối như vậy thì muốn đi bảo vệ. Đến đây nhìn thấy kiểu này chỉ thấy phiền phức, cũng không biết là bị làm sao nữa. Lê Văn Vân thở dài một hơi, cô ta chỉ là không được trải qua những thứ này thôi mà, là cô gái từ bé đã lớn lên trong sự ấm áp, rất bình thường. Hơn nữa cô ta đã giúp đỡ tôi không ít, phần lớn xương rồng của tôi đều là nhờ có cô ta mới có được. Chuyện tôi đã hứa với cô ta đương nhiên sẽ phải làm mới được. Lý Thu gật đầu nói, để cô ta quay về thật ra là muốn tốt cho cô ta. Đi theo đến đây có lẽ sẽ càng phiền phức hơn. Lê Văn Vân gật đầu nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, Phạm Nhược Tuyết kéo anh hỏi, chúng ta đi đâu vậy? Bây giờ chúng ta không phải là người gác đêm, người gác đêm hệ hoa ở bên kia sao? Không, Lê Văn Vân bĩu môi sau đó liếm môi nói, chúng ta đi tới chỗ bọn họ đáp đất xem thử xem rốt cuộc tình hình thế nào, quy mô ra sao. Vừa nói, anh vừa đi về phía sân bay bên ngoài. Vừa mới tới cửa Lê Văn Vân đã hơi nhíu mày. Anh phát hiện ở phía trước là Vương Hồng đang đứng ở đó cười hì hì, mà bên cạnh ông ta là một chiếc xe thùng đang đỗ ở đó. Ông làm gì thế? Lê Văn Vân bĩu môi nói. Đương nhiên là chào đón các cậu ở đây rồi, đừng ở đây tranh cãi nữa, bất kể cậu có trở về hay không thì đều đi cùng tôi gặp gỡ chắc nhất mình trước đã, đồng thời chúng tôi cũng có một chút tin tức phải chia sẻ với cậu. Vương Hồng nói. Lê Văn Vân nhíu mày, không từ chối mà bước bên xe ngồi xe khởi động rồi chạy như băng dọc theo đường quốc lộ trên quốc lộ có mấy ổ gà ánh mắt lê văn vân nhìn ra bên ngoài sao thế hoài niệm nơi này đấy à phạm nhược tuyết ngồi bên cạnh lê văn vân lên tiếng hỏi chắc đã rất nhiều năm rồi chưa quay lại nhỉ lê văn vân lắc đầu nói không hoài niệm gì cả nếu như có thể thì cả đời này anh hoàn toàn không muốn đến nơi này nữa nếu như có thể anh hy vọng mấy thứ này không tồn tại các anh em của anh sẽ không phải chết trận anh có thể bình yên ở trong thành phố bình thường, nghe theo yêu cầu của bố mẹ đi xem mắt, cưới vợ sinh con. Nhìn bên kia kìa, đúng vào lúc này, Cố Bạch bỗng nhiên hét lên, nhìn về một phương hướng. Trong màn đêm tối có một bóng tiêm quỷ mang theo ánh sáng xanh rơi xuống, cùng lúc đó, ở bên cạnh cũng có mấy chục bóng đen xông ra, trong tay bọn họ cầm song đao đang kêu gọi lớn tiếng. Vì mọi thứ đang hô hấp. Chương 959, hội nghị, vì mọi thứ đang hô hấp lưỡi đao hướng về phía nào, trái tim hướng về phía đó. Chiến đấu không đường lui. Một đoàn người gác đêm hò hét đồng thời nối đuôi nhau đi ra. Bên trong đám người gác đêm này, Lê Văn Vân chú ý rõ ràng kẻ mạnh nhất cũng chỉ là cao cấp mà thôi, chắc anh ta chính là đội trưởng của tiểu đội này. Người gác đêm đa phần đều lập quy mô tiểu đội để tiến hành tác chiến, thành viên của tiểu đội phần lớn là mấy chục người. Tiểu đội mũi nhọn sẽ giống như tiểu đội mươi 762 lúc trước của Lê Văn Vân, thành viên của tiểu đội này đều là do đỉnh cấp dẫn dắt, đỉnh cấp và cao cấp là những đội viên thường gặp, phối hợp sắp xếp tiểu đội quân mũi nhọn thường là 8 đến 12 người. Trước kia 11.762 chỉ có 8 người, đương nhiên tiểu đội bây giờ cũng là một đội 8 người. Doãn nhu tò mò nhìn rồi hỏi, đây là tiêm quỷ sao? Cố Bạch gật đầu giải thích nói, ừ, tiêm quỷ. Là sát thủ đối ứng của Hồng Nguyệt, màu xanh đối ứng với bài xanh, cũng là thứ thường thấy nhất trong tiêm quỷ tiêm quỷ màu xanh tương ứng với cao thủ đỉnh cấp của chúng ta, bên trên nó là màu đỏ. Nếu là màu đỏ thì tương ứng với siêu cấp, hơn nữa vì đặc thù bản thân của bọn họ, với mỗi một tiêm quỷ màu đỏ, siêu cấp bình thường đối phó với nó cũng rất phiền phức, thường phải là mấy siêu cấp cùng nhau đối phó thì mới được. Vậy lúc Lê Văn Vân ở thời đỉnh cấp, không phải đã giết chết một con màu đỏ hay sao? Doãn Nhu cứng họng hỏi. Cái đó chỉ là nhất thời trùng hợp thôi, Lê Văn Vân lắc đầu nói lúc đó coi như tôi lừa rồi giết nó thôi. Lừa ư, Doãn Nhu có chút cạn lời. Vậy còn màu vàng, Doãn Nhu nuốt nước bọt nói, màu vàng chính là chắc nhất minh à. Vô địch thế giới hả? Đúng vậy, Trương Vãn Hà tiếp lời đáp lại, màu vàng chính là cấp bậc của lão già kia, có điều tiêm quỷ màu vàng rất ít khi xuất hiện. Trong cả quãng thời gian tranh đấu sinh tồn dài rằng giặc của người gác đêm và tiêm quỷ thì tiêm quỷ màu vàng chỉ xuất hiện tổng cộng có một lần thôi, hơn nữa còn là rất nhiều năm về trước rồi. Lúc đó lão già liều mãng dốc toàn lực hủy diệt nó nhưng mà ông ta cũng trở thành bộ dạng như bây giờ, cả đời này chỉ có thể chém ra một đao. Nghe thấy lời họ nói, sắc mặt doãn như hơi thay đổi, bà ta khiếp hái thốt lên, hiện tại nghe lời các cậu nói vừa rồi là có màu vàng hà. Ý là lần này có lẽ sẽ rất khó khăn ư. Lê Văn Vân gật đầu nói là thế này, chúng tôi cũng hoàn toàn không ngờ được vậy mà lần này lại có màu vàng xuất hiện, thế nên tôi phải chém một đao này vì lão già kia mới được cậu muốn đi đối phó với cái thứ màu vàng kia sao? Doãn nhu hơi sừng sốt. Ở bên cạnh, Vương Hồng vui cười hớn hở nói, chuyện của lão ta không cần cậu phải lo lắng làm gì, bây giờ cậu cũng không đối phó được tiêm quỷ màu vàng đâu. Nói xong ông ta ra hiệu cho người lái xe, tài xế đó chủ động dừng lại. Ánh mắt bọn họ đều nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Cuộc chiến đấu rất thảm thiết, vũ khí trong tay đám tiêm quỷ màu xanh vung lên, chỉ trong nháy mắt đó, cát sỏi trên mặt đất chợt bay mù mịt bắn tung tóe. Đại đa số người gác đêm ở đây là trung cấp, hoàn toàn không thể chống cự được, có mấy người đã bị thương nặng, hộp máu bay ngược lại. Những người khác lại đứng thẳng lên, bọn họ hình thành một trận thế cùng tấn công do một vị cao thủ dẫn đầu. Giúp bọn họ một chút đi, lúc này, Lê Văn Vân nhíu mày nói. Lý Thu gật đầu, sau đó cả người anh ta chợt đứng phát dậy, rút khẩu súng ra nhắm bắn về phía trước rồi bất ngờ nổ súng viên đạn bay vút ra. Bùm, viên đạn đặc chế trực tiếp bắn xuyên qua cổ tiêm quỷ, cả người tiêm quỷ hơi sững lại, cơ thể cao lớn chợt đổ ầm ầm xuống đất. Được đấy, Vương Hồng cười tủm tìm nhìn Lý Thu nói, khả năng bắn súng cũng không tệ nhỉ. Thành viên tiểu đội 11.762 bây giờ đều có năng lực đơn độc chiến đấu với tiêm quỷ màu xanh. Khởi động xe đi, Vương Hồng nói với tài xế. Không xuống chào hỏi nhau à, Cố Bạch cười hì hì nói, những người này thấy chúng ta trở về chắc chắn sẽ rất vui mừng đấy. Mau chóng qua đó đi." Vương Hồng trầm ngâm đáp, giọng điệu đã không còn nhẹ nhàng như lúc trước nữa, e rằng lần này sẽ vô cùng khó khăn đấy. Xe lại lần nữa khởi động, bọn họ đi xuyên qua sa mạc, rất nhanh sau đó đã tới một nơi có vài căn nhà. Biên giới phía bắc không có thành phố, người gác đêm cũng không ở chung với nhau, bọn họ đều chia nhau ra ở từng nơi, qua mỗi một khoảng cách lại có mấy tiểu đội đóng quân. Bởi vì không ai biết được đám tiêm quỷ sẽ giáng xuống vào lúc nào, chỉ cần giáng xuống ở gần các tiểu đội vậy thì người các tiểu đội cạnh đó sẽ lập tức tấn công. Đương nhiên khi không có đám này thì thực ra người gác đêm cũng tương đối nhàn nhã, có thể bị bên ngoài phái đi thực hiện một vài nhiệm vụ khác. Đồng thời tại hậu phương, mọi người ở tiểu đội kia lúc này đều đang thở vào một hơi, đội trưởng của bọn họ là một người đàn ông trung niên, thoạt nhìn trông rất dày dặn kinh nghiệm, ông ta đang lớn tiếng gào thét đưa những người bị thương đến nơi chữa bệnh gần nhất đi những người khác mau chóng thu dọn chiến trường vũ khí cải biên và chất liệu quần áo mặc của người gác đêm đều được lột từ trên người đám tiêm quỷ đội trưởng có chuyện gì vậy tại sao tiêm quỷ này lại không tự nổ một đội viên trẻ tuổi đi tới gần trên mặt cậu ta vẫn còn hơi sợ hãi đây là người gác đêm vừa mới gia nhập chiến trường số lần thực hiện nhiệm vụ vẫn chưa nhiều lắm trong khi chiến đấu với tiêm quỷ khi bọn chúng phát hiện ra bản thân không thể nào chiến thắng hoặc là sắp phải chết, bọn chúng sẽ tự hủy, cố gắng tạo ra phiền phức lớn hơn cho người gác đêm. Trước khi bọn chúng tự hủy đã bị người ta giết chết rồi. Đội trưởng thở ra một hơi, bị bắn chết. Bắn chết ư? Cậu đội viên ngơ ngác hỏi lại. Đội trưởng lại bĩu môi chỉ vào chiếc xe thùng ở phía xa xa, nói, đã nghe thấy tiểu đội 11762 chưa vậy? Hả, anh đang nói đến cây súng thần đó sao? Người gác đêm số 12 của chúng ta, anh ấy đang ở trên xe kia ư?" Cậu đội viên hưng phấn hỏi. "Con mẹ nó, cậu là 10 vạn câu hỏi vì sao à? Mau chóng đi dọn dẹp chiến trường đi, bà nó chứ." Đội trưởng vừa nói vừa đá cậu ta. Cậu đội viên lẩm bẩm nói vài câu rồi chạy đi. Còn đội trưởng nhìn về chiếc xe thùng ở phía xa, lẩm bẩm tự nói, "Súng thần đã bắn rồi, không biết người của tiểu đội 11762 có bao nhiêu người đến đây nữa." Nơi này trước kia Lê Văn Vân cũng coi như thường tới đây, đây là một tổng trạm của người gác đêm, chủ yếu phụ trách điểm liên hợp của rất nhiều khu vực, nơi này cũng gần một trạm điểm chữa bệnh. Chắc nhất mình không ở tổng bộ bên kia à? Cố Bạch Kinh ngạc hỏi. Không. Lê Văn Vân và Trác Nhất Minh đang tranh đấu thì Trác Nhất Minh cũng đang tranh đấu với người của địa phương khác. Vương Hồng cười tùm tìm nói. Cố Bạch nhìn thấy vẻ tươi cười của ông ta thì vội vàng nói, cái gì nhỉ, Vương Lão, ông đừng có cười với tôi nhé, ông cười với tôi làm tôi cứ cảm thấy ông đang tính kế tôi vậy, trong lòng tôi hoảng hốt lắm. Tiêu diện hổ vương hồng, thậm chí ông ta còn không tức giận nhưng mà không khỏi khiến cho rất nhiều người phải kiêng rè, đây chính là một lão già âm hiểm rõ ràng hết sức. Lê Văn Vân gật đầu nói, được rồi, đi vào bên trong trước đã. Bọn họ bước xuống xe, cả đoàn người cùng đi vào bên trong tòa kiến trúc. Trong tòa nhà này, người ra vào nườm nượp, bọn họ đều mặc quần áo bình thường, không phải trang phục của người gác đêm. Người gác đêm được phân công ở biên giới phía bắc cũng khá rõ ràng, ví dụ như thành viên tiểu đội đám người Lê Văn Vân là nhân viên chiến đấu, thường sẽ không ở tổng trạm hoặc tổng bộ, ở bên trong tổng trạm phần lớn đều là một số nhân viên thu thập tình báo hoặc nhân viên y tế, người bệnh v.v. V. Khi bọn họ nhìn thấy sự xuất hiện của đám Lê Văn Vân, không ít người đều cảm thấy chấn động. Nhưng mà có Vương Hồng đi theo bên cạnh bọn họ nên không có ai tiến đến chào hỏi, bọn họ đi dọc theo cầu thang lên tới tầng 6 sau đó đi vào trong một văn phòng. Vừa mới bước chân vào, Lê Văn Vân đã phát hiện trong phòng có mấy người, gần như đều là người mà Lê Văn Vân quen biết. Chắc Nhất Minh đang ngồi ở vị trí chủ trì ở bàn hội nghị, sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân, ông ta hơi hử nhẹ một tiếng. Mà đôi mắt Lê Văn Vân lại dừng lại trên người một cô gái đứng đối diện với Lữ Dương, ánh mắt anh hơi lay động. chương 960, xưa nay chưa từng có. Trong khi Lê Văn Vân đánh giá cô ta, cô ta cũng đang đánh giá Lê Văn Vân. Kiểu học hành của người gác đêm như vậy đều được sắp xếp theo thứ tự nhất định, tỉ như Lữ Dương ngồi bên trái Trác Nhất Minh, còn cô gái này ngồi bên phải Trác Nhất Minh. Điều này có nghĩa là cô gái này chính là người gác đêm số 2. Thay thế cho vị trí người gác đêm số 2 của Hoàng Thi Kỳ. Trong bộ dạng cô ta khoảng chừng 25-26 tuổi, không quá già dặn, chắc cũng tương đồng với Lữ Dương, cũng rất có khả năng là xuất thân từ nhóm người Lữ Dương mà ra đôi mắt cô ta không to lắm nhưng lại vô cùng hợp với gương mặt của cô ta cả người cũng toát ra cảm giác khiến cho người ta lạnh băng hơn nữa sự lạnh lẽo này khác hẳn với phạm nhược tuyết sự lạnh lùng của cô ta là tỏa ra từ sát khí dường như muốn ăn xương nuốt thịt người ta vậy lê văn vân cau mày một cô gái như thế mà lại có loại cảm giác này anh thật sự khó mà tin nổi mặc dù ở trong khu tội ác cũng có rất nhiều cô gái như vậy nhưng trong hoàn cảnh đại đa số mọi người đều được lớn lên ở thời hòa bình thì lại càng không thể nào có tình cảnh như vậy được thế nên lê văn vân không khỏi nhìn thêm vài lần lê văn vân đã lâu không gặp cậu cái tật lần đầu tiên gặp nhau cứ nhìn chằm chằm các cô gái xinh đẹp của cậu vẫn chưa sửa được nhỉ đúng lúc này một tiếng cười khẽ chợt vang lên ở bên phải cô gái lạnh băng kia là một người phụ nữ trung niên đang khẽ bật cười lê văn vân nhìn sang phía đó hơi mỉm cười nói bà đừng có nói linh tinh nói xong anh lại biếu môi nhìn về phía phó vũ đứng bên cạnh Lữ Dương, phó vũ, cậu đúng là càng ngày càng yếu kém, bị hai đàn em trẻ tuổi vượt mặt thì cũng thôi đi, bây giờ ngay cả thằng đàn bà Lâm Thắng Nam kia cũng vượt qua cậu, thật đúng là mất mặt quá. Đúng vậy, người đàn bà này chính là người gác đêm số 3, Lâm Thắng Nam, trước khi Lê Văn Vân mất trí nhớ, bà ta vẫn còn là người gác đêm số 16, không ngờ 3 năm trôi qua bà ta đã bỏ được đến số 3 rồi. Trên bàn còn có rất nhiều gương mặt quen thuộc, có mới có cũ, đương nhiên rất nhiều người Lê Văn Vân đã từng rất quen thuộc đều đã không còn nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Lê Văn Vân bất chợt nổi lên cảm giác bất đắc dĩ. Ở biên giới phía bắc, chúng ta không biết được khi nào thì tiêm quỷ sẽ đến, đến sẽ là tiêm quỷ cấp bậc nào. Trong cuộc chiến đấu như vậy, chết trận là điều vô cùng bình thường. Đây không phải đại hội ôn chuyện cũ, mau ngồi xuống đi. Trác Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, nói. Đám người Lê Văn Vân nhíu mày bọn họ cũng không ngồi xuống bàn mà đi tới vị trí ở bên cạnh ngồi xuống trác nhất minh nhướng mày nói này thằng nhóc kia cậu muốn chọc giận lão già này phải không tôi đâu phải người gác đêm không có tư cách ngồi ở bàn kia lê văn vân bĩu môi nói cậu trác nhất minh hừ lạnh một tiếng đúng lúc này vương hồng vội và ngăn cản ông ta đồng thời ngồi xuống cái ghế bên cạnh nói được rồi đã đến đông đủ hết rồi tiểu đội các nơi vẫn đang đóng quân ở bên kia Bây giờ người đến đây đều là 20 người gác đêm của chúng ta, cũng là 20 tiểu đội mũi nhọn mạnh nhất hiện tại của chúng ta. Nói xong ông ta chậm rãi đặt vấn đề, tình hình bây giờ, mọi người chắc hẳn đều đã biết rồi, từ sau trận mưa sao băng đầy trời buổi tối nay, mọi người có lẽ cũng đã biết, đây gần như là một lần tiêm quỷ xâm chiếm với quy mô lớn nhất trong lịch sử của người gác đêm chúng ta, bọn họ đã thành công dừng tại biên giới phía bắc. Căn cứ theo tình báo mà chúng ta hiện tại đang nắm giữ thì do tiêm quỷ màu vàng thống lĩnh tiêm quỷ màu đỏ phải đạt tới 9 con, hít. Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh. Đương nhiên, mọi người không cần để ý tới màu đỏ. Lúc này Vương Hồng từ từ nói, hiện tại cả thế giới này, người có đủ khả năng chiến đấu tất cả siêu cấp, vứt bỏ khu tội ác là Hot toàn bộ người khác đều đến biên giới phía Bắc hoặc là đang trên đường đến biên giới phía Bắc. Lão già kia, mẹ nó, ông có ý gì hả, ông đây chỉ kém siêu cấp có một chút thôi, đang định thừa dịp đối phó với quỷ đỏ đột phá lên siêu cấp, thành viên tiểu đội tôi cũng đều là những cao thủ đỉnh cao, chúng tôi đối phó với một con quỷ đỏ hoàn toàn không có vấn đề gì. Lữ Dương mắng, tiêm quỷ màu đỏ, mọi người cũng đều gọi chung là quỷ đỏ. Cậu không hiểu màu đỏ có ý nghĩa gì đâu, mặc dù là siêu cấp ra tay, hai ba người siêu cấp cũng chỉ có thể đủ giữ chân một tên trong số bọn chúng mà thôi. Vương Hồng bình tĩnh nói, ở bên cạnh, Lê Văn Vân ho khan một tiếng, nói, à cái gì nhỉ, có vẻ như tôi có thể đánh một mình anh ư tóc còn chưa mọc hết kia kìa lê văn vân bĩu môi nói tôi lữ dương tức không chịu được nhưng mà anh ta phát hiện lê văn vân nói ra hình như cũng không có vấn đề gì dù sao lê văn vân bây giờ đang đứng thứ ba thiên bảng còn anh ta còn chẳng phải là siêu cấp anh hơn tôi tận mấy năm nếu như tôi và anh cùng niên hạn thì chắc chắn tôi đã giỏi hơn anh lữ dương mắng ở đây không phải nơi để các cậu so kè chắc nhất minh chừng mắt Lúc này Vương Hồng cũng vỗ bàn nói, mà lần này sau khi tiêm quỷ rơi xuống rất kỳ lạ, ngoài những vị trí giáng xuống xuất hiện những tiêm quỷ màu xanh lệch lạc ra thì tất cả các tiêm quỷ khác toàn bộ đều tập trung ở trên dãy núi Aspen, bọn họ hoàn toàn không giống như trước kia, sau khi hạ xuống sẽ đi tứ tung muốn thông qua biên giới phía bắc đi vào trong thế giới bình thường. Hử, Lê Văn Vân vừa nghe thấy vậy, sắc mặt khẽ thay đổi, ý của ông là tất cả bọn chúng đều đang tụ tập lại với nhau à? Đúng vậy. Phương Hồng bình tĩnh nói, đây cũng là điều mà tôi lo lắng nhất, lần này bọn chúng hình như có chủ tâm làm gì đó, thế nên cuộc chiến mà chúng ta phải đối mặt lần này có thể là cuộc chiến khó khăn nhất từ trước tới nay. Ánh mắt ông ta đảo qua mọi người, ý cười trên gương mặt lại chưa từng thay đổi. Hiện tại bọn họ vẫn chưa có động thái gì cả, đại đa số người gác đêm của chúng ta cũng đã tập kết ở phía dưới dãy núi Aspen. Bây giờ xem ra nơi đó vô cùng có khả năng sẽ trở thành chiến trường chính của biên giới phía Bắc lần này. Vương Hồng nói, "Mà ngoài điều này ra, lần này gọi mọi người đến đây mục đích chủ yếu là không hy vọng mọi người đi tới nơi đó." "Hả?" Lông mày Lê Văn Vân hơi nhướng lên. "Bởi vì rơi lệch quỹ đạo nên có một số ít bộ phận tiêm quỷ màu xanh và một con tiêm quỷ màu đỏ rơi xuống khu vực có dân du mục, vì vậy bây giờ mục tiêu của chúng ta là phải tiêu diệt sạch bọn chúng ở nơi đó." Nói tới đây, ông ta nhìn về phía Lê Văn Vân, nói "Tiêm quỷ màu đỏ kia giao cho các cậu nhé." Lê Văn Vân ngước mắt nhìn về phía Vương Hồng nói, ông đang điều chúng tôi đi đâu vậy? Đúng vậy, anh hoài nghi Vương Hồng đang điều anh đi chỗ khác, sau đó khi thật sự lên chiến trường, chắc nhất mình sẽ chém ra một đao cuối cùng rồi chết ở nơi này. Cậu nghĩ nhiều rồi, sau khi các cậu giải quyết chuyện ở bên đó thì phải lập tức đi đến dãy núi Aspen ngay để chi viện cho chiến trường chính. Vương Hồng lại tiếp tục, mặt khác, đại đa số người của Hồng Nguyệt cũng đang ẩn nấp ở bên kia, nếu như có thể thì cố gắng thuận tay giải quyết đám người hồng nguyệt nữa thì tốt bọn chúng là chó săn của đám tiêm quỷ sau khi thật sự bùng nổ chiến tranh bọn chúng bắt buộc đã đứng trên lập trường đối lập với chúng ta thế nên đối với bọn chúng chúng ta cũng hoàn toàn không cần nương tay nếu đã biết thì hiện tại xuất phát đi tôi sẽ gửi địa chỉ tới điện thoại của mọi người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng xe cộ cho mọi người rồi vương hồng nói đã biết mọi người cùng kêu lên lê văn vân cũng đứng dậy anh nhìn chắc nhất minh sau đó nhàn nhạt, nhạt nói ông cứ yên tâm ở lại đây đi già bằng ngân này tuổi rồi đừng có học theo người ta đi đánh nhau sống chết để bọn trẻ chúng tôi đi làm anh hùng là được rồi nhát đao này tôi sẽ giúp ông chém ra chắc nhất minh ngẩn người ông ta vừa định chửi ầm lên thì lại phát hiện lê văn vân đã xoay người rời đi mới đầu ông ta còn hừ lạnh một tiếng sau đó lại lộ ra ý tươi cười sân bay yên kinh trong màn đêm khuya khoát rất ít người qua lại trên sân bay nhưng mà hiện tại hoàng hân đang lái xe mang theo hai vali lớn cùng với hoàng gia gia cùng nhau dừng lại ở sân bay ở sân bay hoàng gia gia gặp rất nhiều người mẹ kiếp sao các anh cũng ở đây thế hoàng gia gia nhìn mấy chiếc quách vĩ thịnh đi đằng trước đúng vậy bốn thiếu gia yên kinh đều đang tụ họp ở nơi này ngoài ra bao gồm cả vương giai kỳ cũng ở đây đương nhiên còn có người của nhà họ lý họ tạ không hề nghi ngờ gì nữa những người này đều là con cháu nhà giàu ở Yên Kinh. Có chuyện gì vậy chứ? Hoàng gia gia cảm thấy vô cùng mù mịt. Lúc này một người trẻ tuổi khác của nhà họ Hoàng cũng lần lượt xuất hiện ở nơi này, sau đó Hoàng Tông thực run lẩy bẩy bước xuống khỏi xe, vất tay nói, "Mọi người qua đây một chút." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 960.